Y võ song toàn, Tần Lâm. Tập 50. Còn chưa lộ rõ bụng bầu mà em bé đạp được mới hay chứ? Tần Lâm quan sát Băng Nghiên một lượt, người phụ nữ này đúng là muốn chết mà. Chẳng cần nói nhiều, ai chẳng nhận ra người phụ nữ này muốn đến mượn tiền. Tần Lâm cười khẩy, Tôn Hiểu Dĩnh đúng là vô liêm sỉ, hơn nữa còn không có giới hạn. Vẫn câu nói cũ, người nhà này lắm điều giống nhau quá. Ý của chị là chị mượn em một chút tiền trước, cô hai, lãi suất sẽ giống như ngân hàng, không thiếu một đồng, chị chắc chắn sẽ không lợi dụng em. Chị nghĩ nước phù sa không chảy ruộng ngoài, lãi suất bây giờ cũng thế mà. Chúng ta là người một nhà có phải người ngoài đâu, sao phải ra ngân hàng làm gì đúng không? Tôn Hiểu Dĩnh nói thẳng. Ngân hàng rắc rối lắm, lãi suất mấy trăm nghìn, nghĩ mà thấy đáng sợ rồi, vay mấy trăm nghìn mà phải trả lãi suất mấy trăm nghìn thì chị không chịu được. Tôn Hiểu Dĩnh nghiến răng nghiến lợi, giống như vô cùng căm ghét ngân hàng vậy. Bây giờ ai mà chẳng nợ nần, không phải tỷ phú thì ai đi mua nhà chẳng nợ, mợ muốn hưởng lợi trước mà không phải trả lãi cho người ta, làm gì có chuyện tốt như vậy chứ. Hơn nữa thanh niên bây giờ ai mà chẳng nợ tiền nhà, ai mà chẳng có gia đình của mình. Mợ không muốn con trai chịu khổ thì mợ bảo con trai về nông thôn mà làm ruộng đi. Thanh niên không có chút áp lực sao mà thành ra lập nghiệp được. Tần Lâm lắc đầu nói. Nếu mợ có bản lĩnh, được thôi, không để con trai mợ chịu khổ thì khỏi phải trả nợ đi, nhưng quan trọng là mợ không có năng lực đó, còn ở đây giả vờ cái gì, cháu thật sự không hiểu, mợ lấy tiền của người khác đi trả nợ tiền nhà thì mợ sẽ thoải mái hơn sao? Cháu có ý gì, Tần Lâm, mợ cũng có hỏi mượn tiền cháu đâu, hơn nữa mợ cũng nói là sẽ trả cô hai lãi suất cơ mà, chắc chắn sẽ không lấy không của cô hai. Tôn Hiểu Dĩnh lớn tiếng thanh minh. Giống như bị nói trúng tim đen vậy, tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc. Chị dâu, chị đừng kích động quá. Đường Mẫn nói. Liếc Băng Nghiên một cái, bây giờ quan trọng nhất vẫn là đứa bé. Con trai nhà họ Đường coi việc nối dõi tông đường là việc lớn. Hơn nữa nếu không trả nợ được thì con gái nhà người ta sẽ không chịu. Đường Mẫn cũng không ngốc, bà ấy biết Băng Nghiên chắc chắn có ý uy hiếp nhà họ Đường. Nhưng trong bụng con gái của người ta đã mang dòng máu nhà họ Đường, sao nói bỏ là bỏ được. Đường Mẫn là cô của Đường Giang Sơn, hơn nữa bao nhiêu năm qua bà ấy vẫn luôn cảm thấy mắc nợ anh hai, nếu lần này để mất cốt nhục của nhà họ Đường thì anh hai sẽ rất buồn, hơn 50 tuổi rồi, cố gắng làm việc nửa đời người rồi, bây giờ có lẽ chuyện làm Đường Vũ vui nhất chính là được bế cháu, cốt nhục của nhà họ Đường là điều mong mỏi duy nhất của ông ta. Vẻ mặt của Đường Vũ có chút phức tạp, vừa ngại lên tiếng mượn tiền Đường Mẫn, vừa muốn được bế cháu. Chị dâu, em thấy Tiểu Lâm nói đúng. Cuộc sống của thanh niên có cái riêng của chúng nó, cũng cần các cháu tự mình đi cố gắng, đến nguyệt giao em cũng chẳng cho nó nhiều tiền nữa là. Đường Mẫn khẽ nói, Lâm Nguyệt Giao ngây người, mẹ cô bị sao vậy, người ta đã mượn tiền một lần rồi đến giờ vẫn còn chưa trả, bây giờ người ta lại đến mượn nữa, mẹ nghĩ người ta sẽ trả sao? Đây chẳng phải là ném tiền qua cửa sổ sao? Đừng nói là lãi suất, tiền gốc chưa chắc đã trả nữa kìa, cho dù có trả thì bà ta lấy cái gì ra để trả? Mảnh ruộng một mẫu ở quê sao? Cháu thấy thanh niên gánh một khoản nợ cũng tốt, có thể khiến bản thân tỉnh táo hơn, còn có động lực để phấn đấu nữa, nếu nợ có mấy nghìn tiền nhà cũng không gánh nổi thì sao mua nhà được? Lâm Nguyệt Giao nói. Nguyệt Giao, cháu đang đuổi bác đi sao? Hu hu hu, tôi không muốn sống nữa, cháu nội của tôi. Tôn Hiểu Dĩnh vừa khóc lóc vừa than vãn. Câm miệng, Nguyệt Giao, người lớn đang nói chuyện, không được chen miệng vào. Đường Mẫn lạnh lùng nói. Thấy ánh mắt mông lung của anh hai, Đường Mẫn không đành lòng. Con không có ý đó mà mẹ. Lâm Nguyệt Giao tỏ vẻ ấm ức nói, Tôn Hiểu Dĩnh cố tình tỏ vẻ đáng thương, đúng là đáng ghét. Mợ chỉ nói mượn tiền xong trả lãi suất, vậy 500.000 đợt trước sao không thấy mợ nhắc đến. Tần Lâm thản nhiên nói. 500.000 đợt trước là cô hai cho tôi, sao tính như vậy được, đây là lần đầu tiên tôi hỏi mượn tiền cô hai. Tôi có vay thì có trả lãi suất, chỉ là tôi không muốn đưa cho ngân hàng thôi. Tôn Hiểu Dĩnh tức giận nói. Để con trai hưởng lợi, xong bắt người khác gánh nợ thay, mợ đúng là biết tính toán đấy. Tần Lâm cười khẩy nói. Liên quan gì đến cháu, đây là chuyện của nhà họ Đường, cháu là người ngoài đừng có xía vào. Tôn Hiểu Dĩnh lạnh lùng nói. Bà ta quay lại nhìn Băng Nghiên, nắm lấy tay cô ta, thâm tình nói. Cháu yên tâm nhé cháu nội,
bà chắc chắn sẽ không để mẹ cháu bỏ cháu, Băng Nghiên, mặc dù nhà chúng ta không có nhiều tiền, nhưng dù có phải bán hết tất cả bà cũng sẽ không để mất cháu. Cô hai, chị biết trong lòng em không thoải mái, nhưng Băng Nghiên đang mang thai cháu nội của chị, cốt nhục của nhà họ Đường, em đành lòng nhìn Băng Nghiên bỏ rơi đứa bé sao? Em đành lòng để đôi trẻ chia rẽ chỉ vì căn nhà thôi sao? Tục ngữ có câu rất hay, thà phá 10 ngôi chùa cũng đừng phá hạnh phúc đôi trẻ, em còn là cô ruột của nó nữa. Tôn Hiểu Dĩnh còn tỏ vẻ đau khổ, nước mắt ngắn nước mắt dài, vô cùng đáng thương. Lâm Vũ nhìn Đường Mẫn, nếu không có đứa bé thì mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều, nhưng bây giờ người ta đang mang thai, nếu chỉ vì căn nhà mà bỏ đứa bé thì quả là một tổn thất lớn với nhà họ Đường, dù gì đây cũng là cốt nhục của nhà họ Đường. Dù sao cháu cũng không chịu khổ cùng mọi người đâu, nói cháu lợi dụng hay thực dụng cũng được, là một người mẹ cháu nhất định phải mang những thứ tốt nhất cho con của mình, cháu sẽ không để con cháu phải chịu khổ cùng cháu. Băng Nghiên kiên định nói, không chịu lùi bước. Chị dâu, còn bao nhiêu tiền nữa vậy? Đường Mẫn suy nghĩ một lúc, bà ấy thực sự không muốn anh hai phải tuyệt vọng, nếu bà ấy không cho bọn họ mượn số tiền này thì bọn họ phải đi đâu mượn đây? E là chẳng còn chỗ nào có thể mượn được. Nếu vậy thì sẽ ép họ vào con đường cùng mất. Vậy chị không khách khí nữa, lần này chị định mượn 800.000, em yên tâm, chị chắc chắn sẽ trả lợi nhuận, em không cần phải lo, nhớ chị không trả được thì vẫn còn Giang Sơn mà, đều là người một nhà cả, chị chắc sẽ cho em một câu trả lời vô cùng thuyết phục. Tôn Hiểu Dĩnh tỏ vẻ khổ sở, đưa mắt nhìn Đường Mẫn, bây giờ Đường Mẫn là tia hy vọng cuối cùng của nhà bọn họ rồi. Cái gì, 800.000? Lâm Nguyệt Giao biến sắc, cho dù 500.000 kia là cho bọn họ thì bọn họ cũng không thể mở miệng đòi hỏi lắm vậy chứ. 800.000, sao không đi cướp ngân hàng luôn đi? Đường Mẫn nhìn về phía chồng mình, hai người ngầm ra hiệu, cuối cùng cũng gật đầu. 800.000, mặc dù là con số lớn nhưng vì cốt nhục nhà họ Đường bọn họ không thể trơ mắt nhìn đứa bé bị bỏ được. Chị dâu luôn miệng nói sẽ trả lãi suất nhưng Đường Mẫn không quan tâm cái đó. Bà ấy chỉ quan tâm đến cốt nhục nhà họ Đường thôi. Được rồi, 800.000 thì 800.000, em biết chị rất khổ sở, tấm lòng bố mẹ là cao cả nhất, số tiền này không cần phải trả vội, nhưng đứa bé phải giữ cho cẩn thận, cốt nhục của nhà họ Đường chúng ta đó, cô hai không nói nhiều nữa, số tiền này là để trả tiền nhà giúp cháu, sau này bao giờ hai đứa có tiền thì trả, không có tiền thì thôi, nhất định phải sống cho tốt, không được để đứa bé phải chịu khổ. Đường Mẫn tận tình khuyên bảo, trong ánh mắt đầy sự kỳ vọng, bà ấy đúng là một người lương thiện. 800.000 đã nằm trong tay rồi. Tôn Hiểu Dĩnh cảm thấy hơi choáng váng, cũng tốn công tốn sức quá rồi đó. Cô hai đúng là em gái ruột của bà ta mà. Tôn Hiểu Dĩnh thật sự muốn ôm hôn Đường Mẫn một cái, đây đúng là ân nhân cứu mạng của nhà bọn họ mà. Lâm Nguyệt Giao không còn gì để nói, mẹ cô ấy dễ tin người quá. Người ta đã nói rõ ràng là đến mượn tiền, vậy mà mẹ cô còn nói thêm mấy lời kia nữa thì đương nhiên người ta sẽ không trả rồi. Cảm ơn em nhiều. Đường Vũ rưng rưng nước mắt, trên khuôn mặt già nua khắc đầy những dấu tích của năm tháng, khoảnh khắc này trong ánh mắt ông ta lại sáng lên một lần nữa. Đối với người già thì hai chuyện quan trọng nhất với họ là chuyện hôn nhân của con cái và được bế cháu, bây giờ đã vẹn cả đôi đường, xem ra ông ta đã yên lòng rồi. Anh hai. Anh nói vậy làm gì? Đường Mẫn cũng có chút cảm động, lắc đầu, ánh mắt hơi phức tạp, câu nói của anh hai đầy sự nhớ thương và cảm ơn với bà ấy, với một người cố chấp như ông ấy thì chuyện này không phải chuyện đơn giản. Băng Nghiên và Đường Giang Sơn cũng mừng rỡ, vậy là tiền đã về tay rồi sao? Không còn khoản nợ tiền nhà thì bọn họ không còn gánh nặng gì nữa, tiền nợ mấy trăm nghìn tệ cũng được trả hết rồi, ai mà không vui cho được. Hơn nữa, Đường Mẫn còn nói bao giờ bọn họ có tiền thì trả, không có tiền thì không cần trả nữa. Cháu biết ngay là cô hai sẽ không đứng im nhìn bọn cháu chia tay mà, cảm ơn cô hai. Đường Giang Sơn vô cùng kích động, bây giờ thì không cần phải nghĩ đến việc trả nợ mỗi ngày nữa rồi. Cảm ơn cô hai, bọn cháu sẽ cố gắng nhanh kiếm tiền để trả lại cho cô. Băng Nghiên cười nói, hai đứa sống tốt, đẻ em bé ra khỏe mạnh là tốt rồi. Đường Mẫn nở nụ cười, nếu như là trước đây thì 800.000 đối với bọn họ là con số rất lớn, nhưng bây giờ gần như toàn bộ tài sản của nhà họ Đường đã nằm trong tay bà ấy hết rồi thì 1 triệu tệ cũng chỉ là một số tiền nhỏ thôi. Tần Lâm lắc đầu, dì hai vẫn chưa nhìn rõ mục đích của bọn họ, hoặc là dì hai quá tình cảm nên mới bị mờ mắt,
không nhìn ra chân tướng sự việc. Cả nhà Tôn Hiểu Dĩnh bọn họ muốn qua đây lấy tiền, lòng tham không đáy của bọn họ không biết bao giờ mới có thể lấp đầy. Tặng cá chẳng bằng tặng cần câu cá, dì hai làm như vậy chi bằng giúp anh ta tìm một công việc tốt, như vậy anh ta có thể lao động lâu dài. Chúng cháu nhất định sẽ làm được, cô hai yên tâm. Vẻ mặt Đường Giang Sơn đầy hứng khởi, tự tin nói, bây giờ đã không còn phải trả nợ nữa, có thể sống tốt hơn, sau này có nhà rồi cũng không còn áp lực nữa, khởi đầu một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng nếu sau này muốn ăn sơn hào hải vị thì phải thường xuyên đến nhà cô hai mới được. Sau này hai đứa sống tốt là mọi người yên tâm rồi, anh hai chị dâu, em đã chuyển tiền cho Giang Sơn rồi. Đường Mẫn nói. Đường Giang Sơn thấy điện thoại nhận được một tin nhắn từ ngân hàng, đã nhận được 800.000 tệ, khuôn mặt kích động đỏ ửng, suýt nữa thì nhảy cẫng lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Băng Nghiên cũng kích động, vui nhưng hoa nở mùa xuân, vội dục Đường Giang Sơn chuyển tiền cho mình. Đường Giang Sơn vội vàng gật đầu, chuyển hết tiền cho vợ sắp cưới. Tần Lâm chau mày lại, hai người này giống như có điều gì đó mờ ám. Anh vốn không định vạch trần trước mặt mọi người, nhưng nếu không nói thì e là sau khi biết cậu hai sẽ càng đau lòng hơn. Dì hai, cậu hai, e là người mừng hụt rồi, theo cháu thấy thì em dâu tương lai hình như không mang thai. Lời của Tần Lâm làm tất cả mọi người ở đây biến sắc. Không có đứa bé. Lời này là sao? Chẳng lẽ ý nói Băng Nghiên mang thai giả? Tất cả ánh mắt đều dồn vào Tần Lâm. Như một viên đá rơi xuống giếng làm gợn sóng vậy. Ý anh là sao, anh muốn nói cái gì? Tần Lâm. Đường Giang Sơn phẫn nộ nhìn Tần Lâm, trầm giọng nói. Tôi nói cái gì cậu không nghe rõ sao? Tôi nói cô ta không mang thai. Tần Lâm nheo mắt nhìn Băng Nghiên. Hoặc là, cậu có thể hỏi cô ta xem rốt cuộc chuyện này là sao? Tần Lâm cười lạnh rồi nhìn Băng Nghiên. Lúc này, vẻ mặt Băng Nghiên trở nên âm u, hơi biến sắc, tên này cố ý phá đám sao? Tôi không hiểu anh đang nói gì. Băng Nghiên lạnh lùng nói. Không hiểu, tôi nói rõ ràng như vậy mà cô vẫn giả vờ không hiểu sao. Tần Lâm cười khẩy nhìn Băng Nghiên, người phụ nữ này đúng là kẻ lừa đảo, cô ta không hề mang thai, nhưng lại lợi dụng người nhà họ Đường, năm lần bảy lượt vòi tiền, mục đích quá rõ ràng đó chính là lừa cưới. Tôi cảnh cáo anh, tôi không cần biết anh là ai, anh đừng có ngậm máu phun người, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Băng Nghiên tức giận nhìn Tần Lâm, tên khốn này muốn làm khó cô ta sao? Tần Lâm, rốt cuộc ý cậu là sao? Cậu nói con dâu tôi không mang thai, cậu có chứng cứ gì? Có phải cậu cố ý đúng không? Thấy gia đình tôi vui vẻ, có cốt nhục của nhà họ Đường rồi nên ghen tị đúng không? Trong lòng khó chịu chứ gì, vì cô hai thiên vị chúng tôi phải không? Cậu đúng là xấu xa, tôi nói cho cậu biết, cậu họ Tần không phải họ Đường, cô hai nhà tôi họ Đường. Nhà tôi cũng là họ Đường cho nên chúng ta không phải người cùng một nhà. Tôn Hiểu Dĩnh chống nạnh nói, tức giận nhìn Tần Lâm. Rốt cuộc có chuyện gì vậy, Tiểu Lâm, cháu đừng nói linh tinh. Đường Mẫn cũng chau mày, nhìn về phía Tần Lâm, đây không phải chuyện đùa, hơn nữa mang thai cũng không phải chuyện nhỏ, nếu như không mang thai thì nhà họ Đường cũng sẽ không nhiều chuyện đến thế. Đúng, anh đừng có mà trâu buộc ghét trâu ăn, cho nên mới nói Băng Nghiên không có thai, anh thật quá đáng. Tần Lâm, nếu không phải đang ở nhà cô hai thì tôi đã đấm cho anh vài cái rồi, anh đang muốn phá hoại hạnh phúc gia đình của chúng tôi đúng không? Đường Giang Sơn cười khẩy, ánh mắt u ám nhìn Tần Lâm. Dì hai, cháu là bác sĩ, dì nghĩ cháu sẽ nói linh tinh sao? Có mang thai hay không, không cần cháu phải nói, cô ta nên cho mọi người một lời giải thích mới phải. Tần Lâm nhìn về phía Băng Nghiên. Tôi phải giải thích cái gì? Tôi đàng hoàng tử tế, chẳng lẽ lại lấy sự trong trắng của mình ra làm trò đùa? Tôi có mang thai hay không liên quan gì đến anh? Sao tôi phải lừa anh chứ? Đúng là nực cười, anh là bác sĩ thì sao? Nhìn một cái là biết tôi có mang thai hay không sao? Đừng đùa nữa, sao lại có người nói dối không chớp mắt như vậy chứ? Băng Nghiên gằn giọng nói. Đúng đấy, bác sĩ thì làm sao chứ? Chẳng qua chỉ là bác sĩ quèn, ngoài việc ăn nói linh tinh. Bịa đặt cho người khác thì còn biết làm cái gì. Bây giờ còn vu khống người nhà nữa chứ. Đường Vũ, ông xem cháu trai ông kìa, có để nhà tôi yên ổn không hả? Lại còn dám nói Băng Nghiên nhà tôi không mang thai. Ha ha ha, thật nực cười. Tôn Hiểu Dĩnh hoàn toàn không tin vào lời nói của Tần Lâm,
cho dù là bác sĩ cũng không thể khám bệnh như thế được, đây chắc chắn là nói dối. Anh nói không có thai là không có thai sao? Có là ngự y trong cung ngày xưa cũng không dám khám bệnh bằng mắt thường kìa, bắt mạch cho quý phi còn phải dùng sợi tơ kìa, anh tự cao tự đại quá rồi đấy. Đường Giang Sơn và Tôn Hiểu Dĩnh thay nhau đáp trả. Anh Tiểu Lâm, anh nhìn ra cô ta không có thai thật sao? Em cũng không tin lắm đâu. Lâm Nguyệt Giao hoài nghi nhìn Tần Lâm, xem bệnh bằng mắt thường, hơi vô lý thì phải. Anh xem, đến Nguyệt Giao làm trong bệnh viện còn nói không tin, định lừa ai vậy? Anh nghĩ tôi sẽ tin mấy lời nhảm nhí của anh sao? Tình cảm giữa tôi và Băng Nghiên rất bền chặt đấy, không chia rẽ được đâu. Đường Giang Sơn tỏ vẻ khinh thường nói. Đúng là đồ không biết điều, phụ lòng tốt của người khác. Tần Lâm cười lạnh. Đây đúng là câu nói chuẩn xác nhất để miêu tả về Đường Giang Sơn. Trong ánh mắt Băng Nghiên có chút hoảng hốt, Tần Lâm biết chắc rằng bản thân không nhìn nhầm, người đang mang thai ăn nhiều hải sản như vậy mà lại không có chút phản ứng nào sao. Hơn nữa nhìn khuôn mặt cũng có thể nhận ra, trước đây sư phụ từng dạy anh, định tưởng thuật, nhìn khuôn mặt, lời nói và phong thái là có thể đoán ra được người này có đang bị bệnh hay không, có đang mang thai hay không. Nhưng đến Lâm Nguyệt Giao cũng không tin. Trên đời này có thần y lợi hại như vậy sao? Bắt mạch bằng sợi tơ đã là một phương pháp khám bệnh đỉnh cao rồi, với y thuật phương Tây, nếu không quan sát, phân tích tỉ mỉ thì không thể phát hiện ra bệnh tình, đối với đông y cũng phải dùng bắt mạch làm phương pháp chuẩn để khám bệnh. Không bắt mạch mà có thể kết luận tình trạng bệnh nhân thì là một điều không thể. Tần Lâm nói vậy thật sự không hợp tình hợp lý, cho dù là Tần Đại Sư cũng không dám nói như vậy. Nhưng không thể so sánh y thuật của Tần Lâm với Tần Đại Sư được. Tôi chịu trách nhiệm về lời nói của mình, không biết cô có đồng ý để tôi bắt mạch cho cô không? Tần Lâm cười nói. Tôi có giấy xét nghiệm của bệnh viện, cậu còn muốn như thế nào nữa? Chồng ơi, cậu ta dám vu khống em, hu hu hu, em không muốn sống nữa. Băng Nghiên ấm ức dậm chân, khuôn mặt đáng thương, lao vào lòng Đường Giang Sơn. Tần Lâm, anh đừng có quá đáng. Anh có biết anh đang sỉ nhục vợ tương lai của tôi không hả? Cô ấy là em dâu tương lai của anh đấy, anh có còn nhân tính không hả? Đường Giang Sơn không kiềm được nỗi tức giận, lạnh lùng nhìn Tần Lâm. Cô hai, em xem tên nhóc này có ngang ngược không chứ? Muốn gây sự với nhà tôi phải không? Ghen tị Giang Sơn nhà chúng tôi hạnh phúc, gia đình yên ấm đúng không? Bây giờ cậu không có người yêu chứ gì? Người như cậu ai thèm lấy chứ? Hừ hừ. Nói thẳng ra thì Tần Lâm chỉ đang nói bóng gió thôi, nói Băng Nghiên không mang thai nhưng thật ra là muốn nói chúng tôi bắt nạt cô hai, không phải vậy chứ cô hai. Tôn Hiểu Dĩnh liên tục công kích Tần Lâm, liến thoáng không ngừng nghỉ, muốn chứng minh Tần Lâm đang vu khống Băng Nghiên. Anh Tiểu Lâm, anh đừng nói bậy đấy nhé, em thấy Băng Nghiên sẽ không lừa dối chúng ta đâu, y thuật gà mờ như anh đừng có khoác lác, ha ha ha. Lâm Nguyệt Giao cười nói. Tiểu Lâm, dì biết cháu có lòng tốt. Nhưng cháu không cần phải lo, dì tin hai đứa nó sẽ sống tốt thôi. Đường Mẫn nhìn Tần Lâm một cái, việc đã đến nước này, không có thêm rắc rối gì là tốt lắm rồi, để hai người bọn họ sống tốt là được rồi. Tần Lâm chẩn đoán bằng mắt Băng Nghiên không mang thai, bà lại có chút không tin. Nếu dì hai đã nói vậy thì cháu cũng không nói nhiều nữa, mong là mọi người sẽ không hối hận. Tần Lâm cười rồi nhìn về phía Đường Giang Sơn. Nếu không vì cậu hai thì anh cũng chẳng quan tâm chuyện của Tôn Hiểu Dĩnh và Đường Giang Sơn. Có một số người không ăn được nho nên chê nho chua đấy, cậu xem anh họ cậu kìa, bây giờ cũng coi như là có sự nghiệp, có nhà, có vợ, có con, ha ha ha, đây là cuộc sống hạnh phúc mà bao nhiêu người mơ ước đấy, thật đáng tiếc, cậu vẫn cô đơn, mở có cái phòng khám mà lên mặt kinh quá đấy. Tôn Hiểu Dĩnh khinh thường nói, trong mắt bà ta Tần Lâm là một kẻ nhỏ mọn. Thấy bọn họ hạnh phúc thì nổi lòng ghen tị, nhưng Tần Lâm không phải họ Đường, muốn phá cũng không phá nổi đâu. Tần Lâm cười thản nhiên, dù sao cũng đang ở nhà dì hai, cũng phải nể chủ nhà chứ, nên anh cũng chẳng thèm nói, có phải mang thai giả, lừa kết hôn hay không sẽ sớm biết thôi. Nếu đã như vậy thì nhà tôi về trước đây cô hai, sau này có thời gian sẽ đến thăm cô sau nhé. Băng Nghiên rưng rưng nước mắt, liếc Đường Giang Sơn, vẻ mặt có chút không cam lòng. Lời nói của Tần Lâm khiến Băng Nghiên cứ canh cánh trong lòng. Được rồi, dù gì thì bây giờ Băng Nghiên cũng đang mang thai, mọi người về sớm nghỉ ngơi đi. Đường Mẫn cười rồi nói, Băng Nghiên vừa khóc, chắc chắn sẽ ảnh hưởng không tốt đứa bé. Vậy nhà chị về trước đây, cô hai,
có thời gian chị lại đến thăm em nhé. Tôn Hiểu Dĩnh chẳng thèm để ý đến Tần Lâm, kéo tay Đường Mẫn nói, tỏ vẻ rất thân thiết. Được rồi, để em tiễn hai người về. Đường Mẫn nói. Tôn Hiểu Dĩnh cùng cả nhà vui vẻ xuống dưới lầu, Tần Lâm cũng chào dì hai rồi ra về. Cô chú cứ về trước đi, cháu đã gọi xe cho mọi người về quê rồi. Băng Nhiên đứng bên đường nói. Trời tối rồi, đêm nay không về nữa, dì và chú nghĩ sẽ ở chỗ hai đứa tạm một đêm, ngày mai sáng rồi về. Tôn Hiểu Dĩnh cười nói, bà ta cũng muốn sống thử nhà trong thành phố một hôm xem có cảm giác gì. Nhà bọn cháu nhỏ lắm, hơn nữa còn bừa bộn nữa, chưa kịp dọn dẹp, hai người ở lại sẽ hơi chật chội đó. Băng Nhiên nói, nhưng muộn như thế này rồi. Nụ cười của Tôn Hiểu Dĩnh dần biến mất, trên mặt viết chữ trần trừ to đùng. Cứ để bố mẹ anh ở đây một đêm đi. Đường Giang Sơn trần trừ nói. Vậy chúng ta phải ở đâu đây? Phòng thì nhỏ lại chất đầy đồ, em ra quán nét, ra gầm cầu ngủ nhé. Ba người cứ vào đấy mà ở, dù gì cũng chẳng phải nhà của em. Vành mắt Băng Nhiên đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã. Hai chúng ta về đi, dù gì tôi cũng không quen ở nhà trên thành phố, ha ha. Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Đường Vũ gượng cười, thấy con trai khó xử, ông ta cũng không đành lòng ở lại đây. Được rồi, con dâu chúng ta suy nghĩ chu đáo quá, còn gọi cả xe cơ mà, ha ha ha. Tôn Hiểu Dĩnh cười ha ha nói, nhìn Băng Nhiên nhưng Băng Nhiên chẳng thèm nhìn bà ta còn tỏ vẻ mặt chán ghét, vô thức lùi về phía sau. Đường Giang Sơn biến sắc, nhưng trước mặt Băng Nhiên anh ta không có chút địa vị gì. Em đi trước đây, anh có đi không? Không đi thì ở lại với bố mẹ anh nhé, em gọi xe, chắc cũng sắp đến rồi. Băng Nhiên nhìn Đường Giang Sơn. Thế con đi trước đây bố mẹ nhớ chú ý an toàn nhé. Đường Giang Sơn nói với Đường Vũ và Tôn Hiểu Dĩnh một câu rồi vội vàng đuổi theo Băng Nhiên. Trong gió rét, khuôn mặt của Tôn Hiểu Dĩnh trở nên tủi nhục, nước mắt giàn giụa. Chúng ta tiết kiệm nửa đời người mua cho con căn nhà mà không được ở lấy một ngày. Hu hu hu, tôi không can tâm, con trai lấy vợ rồi quên mẹ, con trai tôi sao lại trở nên như vậy chứ? Tôn Hiểu Dĩnh lau nước mắt nói, cho dù bà ta có lợi hại như thế nào thì trước mặt con dâu cũng không là gì cả, cho dù con dâu có tỏ vẻ lạnh lùng thì Đường Giang Sơn cũng sẽ không nói một lời. Khóc cái gì mà khóc, chỉ cần con trai vui, hạnh phúc là được, hai lão già chúng ta ăn gì chẳng được, ở đâu cũng không thoải mái bằng nhà của chúng ta đâu. Đường Vũ nhếch mép cười. Ánh mắt dịu dàng, an ủi vợ, trong lòng có chút đau khổ, nhưng không ai biết. Có điều Đường Vũ rất rõ ràng, không muốn trở thành gánh nặng của con trai, mặc dù trong lòng chua xót nhưng vẫn thích ở nhà dưới quê hơn, đó mới là chốn về của người già như ông ta. Mau chuyển tiền cho em đi. Sau khi về đến nhà, chuyện đầu tiên Băng Nhiên làm là ôm lấy Đường Giang Sơn mà nói. Ngày mai anh còn định đi trả khoản vay, em cần khoản tiền này để làm gì? Đường Giang Sơn hỏi, anh có cho không thì nói, em đi trả, không cần anh trả. Băng Nhiên trầm giọng nói, cho, vợ nói gì thì là như thế. Đường Giang Sơn nhìn thấy Băng Nhiên sụ mặt, vội vàng chuyển tiền cho Băng Nhiên. Thế này còn được, hừ hừ, mau lấy nước rửa chân cho em. Băng Nhiên nhìn thấy mình được chuyển 800.000, trong lòng vô cùng vui vẻ, tên ngu này nghe lời thật, nhà cô hai của anh ta cũng giàu ghê. Sau khi đun nước rửa chân xong, Đường Giang Sơn cười hi hi mà rửa chân cho Băng Nhiên, sau đó cuối cùng cũng có thể lên giường đi ngủ rồi. Ngày thứ hai, Đường Giang Sơn vừa đi, Băng Nhiên đã gọi điện thoại tìm công ty chuyển nhà, rồi vứt hết đồ đạc của Đường Giang Sơn ra ngoài. Hơn nữa còn đổi cả khóa cửa. Lúc này một người đàn ông cao to cường tráng đeo kính râm, xăm hình cửu văn long lên người, trông vô cùng cơ bắp. Tiểu mễ mễ của anh, ha ha ha. Có nhớ anh không? Sau khi người đàn ông đẩy cửa ra liền tóm lấy phần ngực của Băng Nhiên, mặt mày gã hớn hở. Đáng ghét. Băng Nhiên cười thẹn thùng, hờn dỗi nói, sau đó còn liếc mắt nhìn hách soái. Dùng lực lớn như thế, người ta bị đau rồi đấy. Băng Nhiên ở trong lòng hách soái mà làm nũng. Đến đây nào em yêu. Hi hi hi. Hách soái ôm lấy Băng Nhiên, vứt cô ta lên giường, xé toạc bộ đồ ngủ của cô ta. Bắt đầu điên cuồng sờ soạn. Sau một hồi mây mưa, Băng Nhiên nằm trong lòng hách soái, mặc đầy vẻ quyến rũ. Cộc cộc cộc, mấy tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Băng Nhiên nhíu mày.
Đường Giang Sơn về rồi đấy. Về thì về, dù sao cũng lấy được tiền rồi, sau này bảo tên kia cút xa xa, nếu không anh giết chết nó, hừ hừ. Hách Soái mặc quần đùi, ôm theo Băng Nghiên đi mở cửa. Chuyện gì vậy, sao chìa khóa của anh không dùng được? Mặt Đường Giang Sơn đen xì, hôm nay đen đủi kinh khủng, sau khi ra cửa liền bị đụng xe, về nhà thì không mở được cửa, khóa bị hư, đúng là muốn chết. Băng Nghiên, chuyện gì vậy, sao khóa cửa lại bị hư vậy? Đường Giang Sơn ngắc ngứ mãi, khi ngẩng đầu lên, mắt liền trợn tròn. Băng Nghiên đang khỏa thân, được một người đàn ông cường tráng ôm vào lòng. Nhìn thấy vậy đầu Đường Giang Sơn liền vang lên một tiếng động lớn. Chuyện gì thế này, đây là ai, sao gã lại ở đây? Hai người rốt cuộc có quan hệ thế nào, tại sao lại mặc ít như thế? Đường Giang Sơn hoàn toàn không dám tin, Băng Nghiên lại có thể ngủ cùng thằng đàn ông khác. Cô ta đang mang thai cơ mà, không cho anh ta động vào cơ mà. Sao bây giờ hai người lại làm với nhau? Làm gì vậy, muốn chết à, gõ gì mà gõ, điếc hết cả tai. Hách Soái mắng. Băng Nghiên, gã là ai vậy? Đường Giang Sơn yếu đuối nhìn Băng Nghiên, sợ người đàn ông này đánh anh ta một trận. Anh ấy là bạn trai tôi. Băng Nghiên cười nói. Vậy còn anh thì sao? Đường Giang Sơn không tin được mà nói. Chúng ta chia tay rồi, tôi vứt hết đồ của anh ra thùng rác ở ngoài khu rồi, anh có thể đến đó tìm. Băng Nghiên khoanh tay, nghiêm túc nói. Băng Nghiên, em, sao em có thể làm vậy với anh? Sao mối quan hệ của chúng ta lại trở nên như vậy? Tại sao, em nói cho anh biết đi, tại sao? Đường Giang Sơn tức giận nhìn Băng Nghiên, gầm lên. Tại sao á, không có tại sao, anh không cho tôi hạnh phúc, tại sao tôi phải ở bên anh chỉ là một thằng hèn, anh thấy cơ thể anh bé tí thế kia, sao thỏa mãn được tôi? Chơi với anh, chị đây mất cả vui. Xì, sau này đừng có đến tìm tôi nữa. Băng Nghiên lạnh lùng nói. Sấm sét giữa trời quang. Đối với Đường Giang Sơn mà nói, điều này chẳng khác gì bị sét đánh, anh không thể nào tin nổi, hôm qua, quan hệ của anh với Băng Nghiên còn tốt như vậy. Hơn nữa bọn họ đã chuẩn bị kết hôn, đã có con, sao bây giờ lại trở thành như thế này? Lời của Băng Nghiên tràn đầy sự châm chọc, gây tổn thương đến người khác, hơn nữa còn khiến Đường Giang Sơn vô cùng xấu hổ. Anh ta dồn hết tâm tư tình cảm cho Băng Nghiên, vì ở bên cô ta, anh ta nỗ lực vô cùng, thậm chí hạ mình rửa chân cho cô ta, giặt đồ lót cho cô ta, nấu cơm cho cô ta, không cho cô ta đụng chân đụng tay vào việc nhà, bản thân làm tất cả vì cô ta, nhưng kết quả lại trở thành như vậy sao? Anh coi em là công chúa, tại sao em lại rời bỏ anh? Tại sao em lại cho anh mấy cặp sừng? Tại sao? Rốt cuộc tại xoa? Đường Giang Sơn nổi giận. Trong lòng như bị dao cắt, anh ta yêu Băng Nghiên vô cùng, người ta lại trở thành loại đàn bà bỉ ổi như vậy, sẵn sàng lên giường với thằng đàn ông khác. Bản thân mình rốt cuộc nên làm gì mới có thể khiến cô ta hồi tâm chuyển ý đây? Băng Nghiên, em nói cho anh biết, anh có chỗ nào không phải nên em mới đối xử với anh như vậy, tại sao? Anh không cam tâm, tình cảm giữa đôi ta tốt đẹp như vậy, sao đột nhiên? Đột nhiên lại thành ra như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh làm gì khiến em không vui, em nói cho anh biết đi, anh sẽ sửa mà. Đường Giang Sơn kích động nói, anh ta hoàn toàn không dám tin, bản thân mình vui vẻ đi về mà lại gặp cảnh này, nhà mình lại xuất hiện người đàn ông khác, hơn nữa khóa cửa cũng bị thay, đúng là vớ vẩn mà. Đường Giang Sơn sốt ruột quá, anh ta đã mua bánh gato, mua sầu riêng mà Băng Nghiên thích ăn nhất, mua cả một chiếc vòng cổ, tất cả là để chúc mừng anh ta với Băng Nghiên ở bên nhau. Nhưng cảnh này lại khiến anh ta sững sờ. Anh đừng tự mình đa tình nữa Đường Giang Sơn, bản thân anh không tự nhìn lại mình đi, anh là loại người thế nào, sao tôi thích anh được? Anh buồn cười ghê, giữa tôi và anh kết thúc rồi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, anh mau cút, đừng có làm ảnh hưởng đến tâm tình của tôi, nếu không bạn trai tôi sẽ mất vui đấy. Băng Nghiên nhíu mày, mặt mày khó chịu. Không thể nào, không thể nào, em lừa anh đúng không? Băng Nghiên, em đang thử lòng anh đúng không, nhất định là vậy rồi. Đường Giang Sơn cười gượng, nỗ lực để khiến cho bản thân không lúng túng như vậy. Tôi bảo này, anh có điên không vậy? Tôi đã nói rõ với anh rồi, giữa chúng ta kết thúc rồi, ok. Sau này đừng đến tìm tôi nữa, anh có phiền không? Băng Nghiên không vui nói. Băng Nghiên, anh xin em, cho anh thêm một cơ hội,
em nói đi, anh làm gì không phải với em? Vì em, anh có thể thay đổi tất cả, bây giờ chúng ta không còn cần vay tiền mua nhà nữa, chúng ta có nhà của mình. Em sinh con ra, một nhà ba miệng ăn, em đừng bỏ anh được không? Băng Nghiên, em là tất cả của anh cầu xin em Băng Nghiên, đừng bỏ anh. Mặt Đường Giang Sơn tái mét, không ngừng khóc thút thít. Anh quỳ xuống trước tôi bảo Băng Nghiên suy xét lại cho. Hách Soái cười nói, trong ánh mắt còn đầy vẻ khinh bỉ. Bộp, một tiếng, Đường Giang Sơn thực sự quỳ xuống trước Băng Nghiên, lúc đó, không chỉ Băng Nghiên mà ngay cả Hách Soái cũng sững sờ, cười phá lên, không ngừng được. Ha 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 ha, tên nhãi này giỏi thật, bảo anh ta quỳ xuống là quỳ xuống luôn, nghe lời thế cơ à, nào, sủa mấy tiếng, gâu gâu gâu, đi, ông đây muốn nghe. Hách Soái lắc đầu cười lớn, cười đến chảy nước mắt. Tên ngu, bạn trai tôi đùa anh thôi. Ha ha ha, anh xem lại anh đi, tôi còn sinh con cho anh á. Đừng có đùa, cho dù thế giới này không còn đàn ông thì tôi cũng không ở bên anh, loại hèn nhát, ha ha ha. Băng Nghiên mỉm cười đầy khinh bỉ, khịt mũi coi thường loại người như Đường Giang Sơn, loại người này thực sự nghĩ cô ta sẽ ở bên anh ta đấy à, còn quỳ xuống, trước kia Băng Nghiên không ngờ tên Đường Giang Sơn này lại thú vị thế. Đường Giang Sơn mặt đầy lửa giận. Ánh mắt đầy bi thương, tại sai? Tại sao em lại phản bội anh? Đường Giang Sơn không dám tin, nhưng sự thật thì đã vậy, cảnh trước mắt đã không còn gì có thể hoài nghi được nữa. Băng Nghiên ngoại tình, hơn nữa còn đem đàn ông về nhà, bây giờ còn muốn đuổi anh ta đi. Mặc dù bản thân rất yêu thương quan tâm đến cô ta, thậm chí thiếu chút nữa còn móc tim ra cho cô ta, nhưng Băng Nghiên vẫn không hài lòng, hoặc có thể nói, ngay từ đầu cô ta đã không thích anh ta rồi. Tất cả chỉ là một cái bẫy. Đồ lừa đảo, đúng là đồ lừa đảo. Đường Giang Sơn đột nhiên nhớ tới lời Tần Lâm nói, chẳng nhẽ Băng Nghiên không mang thai. Đường Giang Sơn nghiến răng nghiến lợi nói. Băng Nghiên, rốt cuộc em có mang thai không? Tôi không mang thai, chẳng nhẽ anh không thấy à? Rác rưởi, cái loại yếu sinh lý như anh sao khiến bà đây mang thai được? Đúng là nực cười, anh không xứng với tôi đâu, ha ha ha. Trong lời lẽ của Băng Nghiên tràn lập sự khinh bỉ và coi thường, lúc này, trái tim Đường Giang Sơn không ngừng run rẩy, anh ta chưa từng bị sỉ nhục như vậy bao giờ. Điều này khiến anh ta xấu hổ đến mức không trốn dung thân, nhục nhã như bị cởi trần cởi chuồng, hơn nữa còn ở trước mặt người đàn ông khác mà bị lừa gạt tình cảm, lừa cả tiền của anh ta nữa. Bây giờ 1.300.000 đều ở hết trong tay cô ta. Đường Giang Sơn không có đồng nào, lương mỗi tháng đều giao cho Băng Nghiên hết. Đường Giang Sơn trước nay chưa từng chịu đựng nỗi xấu hổ nào như vậy, điều này đối với anh ta là sự hủy hoại nhân cách. Đường Giang Sơn biết, cuộc tình của mình với Băng Nghiên đã hết rồi, nỗ lực của anh, tình yêu của anh đã trở thành trò hề. Trong mắt Băng Nghiên, tất cả đều không đáng một đồng. Có vẻ như, chung quy vẫn là do tôi mù quáng. Đường Giang Sơn cười khổ nói, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, hồn bay phách lạc, anh ta không ngờ khi mình vui vẻ về nhà. Điều đón chờ anh ta lại là thứ này. Vợ ngoại tình, tặng anh cặp sừng to đùng, hơn nữa còn đuổi anh ta ra khỏi nhà, chuyện này đúng là buồn cười mà. Tối qua còn vui vẻ bên nhau, nhưng từ khi anh ta trở về, mọi mơ ước tươi đẹp về tương lai đều sụp đổ. Đường Giang Sơn vô cùng đau lòng, nhưng lúc này, anh ta phải cố gắng giành lại những gì đã mất. Đường Giang Sơn tức giận gầm lên. Con tiện nhân, trả tiền cho tôi, rồi cút khỏi nhà tôi. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cô nữa, còn cả anh nữa, cút cho tôi. Hách Soái tóm lấy cổ áo Đường Giang Sơn, xách anh ta lên như con gà con. Thằng ngu, mày nói chuyện với ai thế? Nào, nói lại lần nữa đi. Sắc mặt Đường Giang Sơn thay đổi, dương nanh múa vuốt, phùng vẫy, nhưng dù thế nào cũng không chạm vào được Hách Soái, chỉ rước thêm sự tức giận vào người thôi. Lúc này Băng Nghiên cười khẩy một tiếng, lấy ra sổ đỏ từ trong ngăn kéo. Băng Nghiên khinh bỉ nói. Nhìn rõ chưa, sổ đỏ đứng tên tôi, Băng Nghiên. Chẳng liên quan gì đến Đường Giang Sơn anh cả, bây giờ anh hài lòng chưa? Chết tâm chưa, còn không mau cút. Đường Giang Sơn nổi giận, kinh ngạc không thôi, không thể tin được, nhà của mình lại biến thành của Băng Nghiên. Không thể nào, sao có thể thế được, sao có thể thế được? Nhất định là do cô nhân lúc tôi ngủ, trộm lấy dấu vân tay của tôi. Sau đó chuyển tên căn nhà qua tên cô. Băng Nghiên, cô đúng là con điếm, cô là tên lừa đảo, đồ khốn nạn.
Đường Giang Sơn gào ầm lên, anh ta không dám tin vào sự thật, càng không muốn tin. Đường Giang Sơn cảm thấy nhân sinh của mình sụp đổ. Có giỏi thì thả tôi xuống. Hách Soái thả Đường Giang Sơn xuống, trợn mắt nhìn anh ta. Được được được, tao sẽ thỏa mãn mày. Bốp! Hách Soái tát Đường Giang Sơn một phát khiến anh ta quay tròn, mặt hằn vệt máu. Mắng ai là tiện nhân hả? Mẹ kiếp, nể mày mày không chịu đúng không? Người phụ nữ của ông đây mà mày cũng dám động vào. Dám động vào cô ấy, còn dám quang quác cái miệng, hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Đường Giang Sơn không ngờ Hách Soái thực sự xuống tay, cái tát này khiến anh ta vẹo cả cằm. Mẹ kiếp, tao liều với mày. Đường Giang Sơn cũng nổi giận, mất vợ rồi, mất nhà rồi, tiền cũng không còn, bây giờ mình trở thành một kẻ cô độc, chẳng còn hy vọng gì nữa. Tay Đường Giang Sơn nắm thành quyền, vung ra, đập về phía Hách Soái, có điều cơ thể Hách Soái đâu phải thứ Đường Giang Sơn sánh bằng. Thân cao 1m9, nặng hơn 100 cân, với Đường Giang Sơn mà nói, thì gã chính là một ngọn núi lớn. Hách Soái liên tiếp tung ra 3 cú, đánh đến mức Đường Giang Sơn phải tìm răng dưới đất, mặt mày be bét máu, toàn thân trên dưới không ngừng run rẩy, gãy 3 cái xương sườn, Đường Giang Sơn mặt tái mét, Hách Soái đánh ác quá, hơn nữa còn quá mạnh, cơ thể bé nhỏ của anh ta sao chịu nổi. Đường Giang Sơn bị Hách Soái đánh mà mặt sưng thành cái đầu heo, lúc này, Đường Giang Sơn cũng hết sức để nổi giận rồi. Hách Soái lại đạp thêm 1 cái, Đường Giang Sơn căn bản không chịu nổi. Còn to mồm nữa không? Cút đi! Hách Soái gầm lên, khiến Đường Giang Sơn sợ đến mức run lẩy bẩy. Băng Nghiên cầm cuộn băng trong tay, hơ hơ trước mặt Đường Giang Sơn. Từ từ, Đường Giang Sơn, anh mà đi như vậy thì tôi phí công ngủ với anh rồi. Cơ thể ngọc ngà của bà đây không phải thứ mà anh muốn ngủ là ngủ đâu, ha ha ha. Bây giờ trong tay tôi có đoạn video, ghi lại cảnh chúng ta chơi trò cưỡng dâm. Tôi quay lại hết, đêm hôm ấy, anh cũng mạnh bạo phết, ha ha ha. Bây giờ, anh không đưa tôi 1 triệu thì đừng hòng lấy lại được đoạn video. Đương nhiên, trong vòng 1 ngày, nếu anh không đưa cho tôi 1 triệu, tôi sẽ đưa video cho luật sư, sau đó tố cáo anh tội hiếp dâm, 10 năm ăn cơm tù, thế mới ác. Đường Giang Sơn hoảng sợ, quệt mồm nói, nước mắt lộp bộp rơi. Tôi không có tiền, tiền của tôi cho cô hết rồi còn gì. Hách Soái khinh bỉ nói. Nhìn bộ dạng mày kìa, như đàn bà ấy. Băng Nghiên khịt mũi. Không có tiền cũng dễ xử mà, tìm cô hai của anh đi, nhà cô hai nhiều tiền, 500-800 nghìn cũng chỉ như mớ tiền lẻ thôi, một bữa cơm đã tốn 100 nghìn rồi, còn bảo với tôi không có tiền sao? Nếu như anh không có tiền, bà đây còn lâu mới ở bên anh. Có điều đừng quên, anh chỉ có 1 ngày thôi, nếu ngày mai trước khi mặt trời lặn, anh không chuyển cho tôi 1 triệu thì cứ chờ mà ngồi tù đi, 10 năm đấy, biết đâu lại có niềm vui bất ngờ. Băng Nghiên cười nói, nhưng trong mắt Đường Giang Sơn lại như ác quỷ, đúng là ác mộng mà. Đường Giang Sơn có nằm mơ cũng không ngờ, bản thân lại bị Băng Nghiên chơi một vố, hơn nữa còn bắt anh ta đưa 1 triệu, nhưng nếu như không đưa thì bản thân đi đời, chỉ có nước ngồi tù. Đường Giang Sơn sợ hãi thất kinh, tuyệt vọng vô cùng. Đừng giao đoạn video cho cảnh sát. Đường Giang Sơn nhớ đến bản thân trải qua đêm đó như thế nào với Băng Nghiên. Bọn họ muốn chơi cái gì đó kích thích, nên chơi trò giả vờ hiếp dâm, cuối cùng không ngờ lại bị Băng Nghiên quay lại, trở thành chứng cứ hủy diệt đời anh ta. Đường Giang Sơn cảm thấy tuyệt vọng cùng sợ hãi, không thể tưởng tượng đến cảnh mình lại ngồi đằng sau song sắt. Còn không mau cút, không có tiền thì chỉ có đợi vào tù thôi, ha ha ha. Hách Soái đánh Đường Giang Sơn đến mức toàn thân anh ta run rẩy, sợ hãi tuyệt vọng, khó có thể tưởng tượng. Cái đồ rác rưởi này. Đáng nhẽ nên sớm đuổi anh ra ngoài. Nếu không phải vì thủ tục chuyển sổ đỏ chưa làm xong thì anh nghĩ tôi sẽ cho anh ở lại đây sao? Có điều không ngờ lại nhận được 1 triệu ngoài ý muốn, ha ha ha. Hách Soái mặt mày hớn hở nhìn Băng Nghiên. Tên nhãi này có thể kiếm được 1 triệu thật không vậy? Vậy anh nhìn xem, cô hai anh ta nhiều tiền như vậy, chỗ tiền này là do cô hai anh ta bỏ ra, em bảo em mang trong mình cốt nhục của nhà họ Đường. Bà ta không nhiều lời, 800.000 tệ đã đến tay. 1 triệu này cũng là để mua lại sự trong sạch của cháu trai bà ta, bọn họ cũng hời mà, ha ha ha. Nếu không chúng ta liền gặp nhau ở trên tòa, đoạn phim này khá là kích thích đó nha. Ánh mắt Băng Nghiên quyến rũ,
cắn chặt đôi môi đỏ mọng, nhìn chằm chằm Hách Soái. Anh còn chưa xem đâu, thế hôm nay chúng ta cùng chơi cái gì kích thích nhé, ha ha ha. Hách Soái ôm Băng Nghiên lên rồi tiếp tục một trận chiến kích tình. Trong hành lang, Đường Giang Sơn khập khiễng đi xuống tầng, tiếng cười đùa của Hách Soái và Băng Nghiên khiến Đường Giang Sơn cảm thấy vô cùng điếc tai, cảm giác như bị kim châm vậy. Nhưng bây giờ anh ta cũng không quan tâm được gì nhiều, cho dù là tiền hay là nhà hay là bạn gái thì đều không quan trọng. Quan trọng là không được ngồi tù, nếu như ngồi tù 10 năm thì bố mẹ anh ta phải làm sao? Cả đời này của anh ta coi như đi tong rồi. Không được, tôi không được ngồi tù, không thể ngồi tù. Đường Giang Sơn hồn bay phách lạc mà nói, cả người như vừa chịu kích thích quá lớn, trông anh ta như cái xác biết đi vậy. 1 triệu. Chỉ có cô hai mới cứu được mình, phải đi tìm cô hai. Bây giờ phải đi luôn. Đường Giang Sơn khập khiễng xông đến nhà cô hai. Lúc này anh ta đã không còn quan tâm đến bất kỳ chuyện gì nữa, trong lòng anh ta chỉ có một suy nghĩ đó là không thể ngồi tù, cho dù bảo anh ta làm gì cũng được, cho dù phải đi xin cơm thì cũng vẫn hơn là ngồi tù. Tôi không muốn ngồi tù, tôi không muốn ngồi tù. Đường Giang Sơn lầm bầm, tự nói với mình. Có điều bản thân cứ đi đến nhà cô hai như vậy sao, cô hai không cho anh ta tiền thì phải làm thế nào? Nếu như bà ấy không giúp anh ta thì anh ta rơi vào hố sâu địa ngục. Mình phải bảo bố mẹ mình đến, có bố mẹ ở bên, cô hai nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn, bố mình là anh trai ruột của bà ấy cơ mà, lại thêm thủ đoạn của mẹ, nhất định sẽ thành công. Trong mắt Đường Giang Sơn tràn đầy kỳ vọng. Bố mẹ cùng đi một chuyến. Con, xảy ra chuyện rồi. Đường Giang Sơn gọi điện thoại cho Đường Vũ và Tôn Hiểu Dĩnh, nghe thấy Đường Giang Sơn xảy ra chuyện, sắc mặt Tôn Hiểu Dĩnh lập tức thay đổi, không thở nổi. Con sao vậy hả Giang Sơn, con đừng dọa mẹ mà, hu hu hu, bây giờ mẹ sẽ qua đấy ngay đây, con đừng có làm chuyện gì ngu ngốc đấy, dù con có xảy ra chuyện gì thì vẫn có mẹ ở đây. Tôn Hiểu Dĩnh khóc nói, từ nhỏ đến lớn, Đường Giang Sơn chưa từng nói như vậy với bà ta bao giờ, lần này nhất định xảy ra chuyện rồi. Đường Vũ hít sâu một hơi, mặt mày nghiêm túc, dù có xảy ra chuyện gì thì người làm bố như ông ta vẫn phải đi. Hai người nhìn nhau, xông thẳng ra cửa, đi vào thành phố. Khi Đường Vũ và Tôn Hiểu Dĩnh nhìn thấy Đường Giang Sơn, Tôn Hiểu Dĩnh lập tức bật khóc. Tôn Hiểu Dĩnh sốt ruột hỏi. Chuyện gì vậy, con trai của mẹ, ai đánh con ra nông nỗi này? Mẹ đi liều mạng với nó, hu hu hu, mau nói cho mẹ biết đi. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Đường Giang Sơn liền quỳ trước mặt mẹ khóc lớn. Mẹ! Băng Nghiên không cần con nữa rồi, hu hu hu. Cô ta lừa con, cô ta không mang thai, còn đổi sổ đỏ thành tên cô ta, tiền của con cũng bị cô ta lừa mất. Mẹ, con không muốn sống nữa, hu hu hu. Lời Đường Giang Sơn khiến cho Đường Vũ tức muốn chết, sắc mặt trầm xuống, nôn ra máu. Học! Súc sinh, súc sinh! Đường Vũ tuyệt vọng, mặt xám như tro. Lúc đầu tao đã bảo con đấy không ổn đâu, mày cứ thích ở bên nó cơ, tao vừa nhìn là biết nó là loại không một lòng một dạ với mày, nhưng mày không nghe. Bây giờ nhà cửa tiền bạc đều bị nó lừa hết rồi, tao. Tao giết mày. Đường Vũ run rẩy, tát thẳng lên mặt Đường Giang Sơn. Tôn Hiểu Dĩnh tức giận gầm lên. Ông muốn chết à, con trai chúng ta đã bị thế này rồi mà ông còn đánh nó thêm. Ông đánh chết nó luôn đi, đánh chết cả tôi luôn đi, vừa hay tôi cũng không muốn sống nữa, ông là đồ già mà không chết. Đường Vũ nghiến răng nghiến lợi, cả người trong nháy mắt như già thêm chục tuổi, lửa giận xung thiên, máu tươi phun ra, đôi mẹ con này đúng là chẳng ai quan tâm đến ông ta. Thằng nghịch tử, khổ cực cả đời mà bị Đường Giang Sơn làm cho táng ra bại sản, hơn nữa còn nợ một khoản lớn. Không biết bao lâu sau mới trả được hết. Đường Mẫn cho ông ta mượn tiền, còn trả khoản trả góp mua nhà cho ông ta, bây giờ bị con đàn bà kia lừa hết. Tôn Hiểu Dĩnh trầm giọng nói. Chuyện đã thế rồi thì còn làm được thế nào nữa, ông còn không mau đánh chết nó. Ông đánh chết nó rồi thì đi đâu kiếm thằng con trai khác. Báo cảnh sát đi, mau báo cảnh sát đi con trai. Đường Giang Sơn khóc lóc nói, Đường Vũ tức đến nổ phổi. Không được, trong tay cô ta có chứng cứ con hiếp dâm. Cô ta bảo trong vòng một ngày không đưa cô ta 1 triệu, thì sẽ báo cảnh sát bắt con, nhốt con vào tù, ít nhất cũng phải 10 năm, không thể để cô ta báo cảnh sát. Đường Vũ chỉ vào Đường Giang Sơn, ngón tay không ngừng run rẩy.
thằng nghịch tử, mày muốn tao tức chết phải không? Tôn Hiểu Dĩnh khóc đến thương tâm. Mày là thằng ngu, thằng đần con ạ. 1 triệu đấy, chúng ta lấy đâu ra 1 triệu? Đường Giang Sơn kích động nói. Tìm cô hai con, cô ấy có tiền. Cô ấy cho chúng ta 2 lần rồi, 1 lần 500.000, 1 lần 800.000, cô ấy nhất định vẫn còn tiền. Đường Vũ vốn sức khỏe không tốt, thường xuyên làm việc cực nhọc, vất vả lao lực, bây giờ lại bị Đường Giang Sơn làm cho tức mà ngất đi. Thằng mất dạy, cho dù có chết ngoài đường, tao cũng không quan tâm đến mày. Cái mạng già của tao đã bị hai mẹ con mày làm cho mất hết rồi. Tao với Đường Mẫn dù là anh em, nhưng dù sao cũng là mấy chục năm không gặp, mặc dù có máu mủ nhưng tao sao có thể 5 lần 7 lượt đến mượn tiền nó. Hai người đúng là muốn ép tôi chết mà. Tôn Hiểu Dĩnh tức giận nhìn Đường Vũ, trong mắt đầy vẻ dữ tợn. Đúng, đi tìm Đường Mẫn, em hai có tiền, Đường Vũ, ông là cái đồ khốn nạn, nếu như không đi, ông có biết con trai mình sẽ phải ngồi tù không, 10 năm đấy. Sau 10 năm, con trai ra ngoài là trở thành một thằng phế vật rồi, ông có thể trừng mắt nhìn con trai mình ngồi tù sao? Rốt cuộc thể diện của ông quan trọng hay con trai ông quan trọng? Quỷ hút máu, mấy người chính là quỷ hút máu. Tôi không đi, có đánh chết tôi cũng không đi. Đường Vũ gầm thét nói, 2 lần đến đều bị buộc không biết làm thế nào. Lúc này ông ta không muốn lại đi tìm Tiểu Mẫn nữa, ông ta sống mấy chục năm rồi, cho tới bây giờ ông ta vẫn luôn là người coi trọng sĩ diện, mặc dù không có bản lĩnh gì lớn nhưng cho đến nay ông ta không hề nợ bất kỳ ai một đồng nào. Cho dù có phải còng lưng làm công việc khổ cực nhất thì cũng không hề than phiền, ông ta làm người luôn đoan chính, lưng luôn ưỡn thẳng. Nhưng 2 lần đều bị ép đến nhà họ Đường, phải cúi đầu với người ta, đây chính là chuyện khiến Đường Vũ thấy bất lực nhất. Lần 1 rồi lần 2, không có lần 3 lần 4, sống lưng của ông ta đã bị con trai làm cho cong rồi. Trước cuộc sống, Đường Vũ chưa từng cúi đầu, không ham tiền bạc, trước mặt người thân Đường Vũ chưa từng cúi đầu nhưng vì thằng con trai không có chí mà ông ta phải 2-3 lần liên tiếp phải cúi người, Đường Vũ hoàn toàn đã tan vỡ. Lại thêm chuyện của con trai, ông ta lúc này đã bị mẹ con họ làm cho tức đến mức thở không ra hơi. Tôn Hiểu Dĩnh cứng miệng cãi. Ông đi hay không, ông không đi thì tôi sẽ chết cho ông xem. Dù sao con trai cũng phải ngồi tù 10 năm, nhà chúng ta tan cửa nát nhà, cùng lắm là chết thôi. Một khắc kia, Đường Vũ cuối cùng cũng bị tức đến mức 2 mắt long sòng sọc, phun máu, ngã thẳng trên mặt đất. Bố! Bố! Đường Giang Sơn sững sờ. Anh ta không ngờ bố mình sẽ tức đến mức ho ra máu, ngã xuống đất không dậy nổi. Ông! Tôn Hiểu Dĩnh nhìn thấy người đàn ông của mình ngã xuống, trong lòng đầy lo lắng, Đường Vũ mặc dù vô dụng, nhưng vẫn là trụ cột của gia đình, ông ta một khi ngã xuống thì nhà họ Đường cũng tàn lụi. Tôn Hiểu Dĩnh sốt ruột đến mức dậm chân. Làm thế nào bây giờ? Đường Giang Sơn mặt mày âm trầm. Tìm cô hai của con đi, nhất định sẽ có cách xin được tiền. Mau đi thôi, còn đợi gì nữa? Đường Giang Sơn cõng bố, 2 mẹ con xông đến nhà họ Đường. Đợi đến khi Đường Giang Sơn đến nhà Đường Mẫn cả người sững sờ. Giang Sơn, cháu bị sao vậy? Đường Mẫn sợ đến mức mặt tái xanh, bà ấy chưa bao giờ gặp phải chuyện này. Chỉ nhìn thấy mặt Đường Giang Sơn đầy máu, khập khiễng đi, còn vác anh hai Đường Vũ trên lưng. Tôn Hiểu Dĩnh ngồi trên mặt đất khóc bù lu bù loa lên. Khóc đến xé gan xé phổi, tràn đầy tuyệt vọng. Em hai, Đường Vũ, ông ấy không xong rồi. Hu hu hu, ông ấy mà chết thì chị phải sống thế nào? Đường Mẫn nằm mơ cũng không ngờ được, bọn họ lại đưa anh hai bệnh tật đến nhà mình như thế, rốt cuộc muốn làm ầm ĩ gì đây? Anh hai sắp chết rồi, tôi cũng đâu phải thần y. Khóc gì mà khóc, anh hai tôi chỉ hôn mê bất tỉnh thôi, mấy người đưa đến nhà tôi làm gì? Người bị như thế này rồi. Đưa đến nhà tôi chỉ tổ tốn thời gian thôi, hai người làm tôi tức chết mất. Mặt Tôn Hiểu Dĩnh đỏ lên, vô cùng ngượng ngùng, bị Đường Mẫn mắng thế, trong lòng cũng vô cùng tủi hơn. Tần Lâm đâu, cậu ta chẳng phải biết khám bệnh sao? Cậu ta ở đâu rồi? Mau gọi cậu ta ra đi em hai. Không được, Tần Lâm không đủ khả năng đâu, anh ta chỉ là bác sĩ bình thường thôi, ai mà biết có khám được không? Bố nhỡ may xảy ra chuyện gì khéo anh ta còn làm lỡ dở thêm. Vẫn nên đến bệnh viện lớn đi. Đường Mẫn vội vàng gọi cho Lâm Nguyệt Giao. Đưa đến bệnh viện đi, để em gọi cho Nguyệt Giao. Nguyệt Giao, cậu hai con hôn mê bất tỉnh, làm thế nào bây giờ?
mau đưa đến bệnh viện đi, còn gọi cấp cứu 115 rồi, mọi người cứ bình tĩnh ạ. Sau khi cúp máy, Lâm Nguyệt Giao vội vàng gọi cấp cứu, xe cấp cứu cũng mau chóng đi đến, đưa mọi người đến bệnh viện, đưa thẳng đến phòng chăm sóc và điều trị tích cực. Đường Mẫn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên gọi cho Tần Lâm, dù sao cũng là cậu ruột của anh. Sau khi Tần Lâm nghe máy, anh cũng vội chạy đến. Xảy ra chuyện gì rồi? Người đâu rồi? Tần Lâm nhìn thấy Lâm Nguyệt Giao và dì hai, mặt mày nghiêm trọng. Đường Giang Sơn đang bị băng bó, vết thương có vẻ vô cùng nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tôn Hiểu Dĩnh ngồi luôn lên đất, mặt đầy vẻ kinh ngạc cùng thấp thỏm, khiến cho người ta thấy vừa đáng thương vừa đáng giận. Thế nào thì liên quan gì đến cậu? Cậu đến đây cười nhà tôi đúng không? Hừ hừ, cậu yên tâm đi, chúng tôi cho dù có phải đi xin cơm thì cũng không xin cậu đâu. Cậu mà muốn xem chúng tôi như trò hề thì cút, tên nhãi, tôi biết cậu là loại rẻ rách mà, chả được cái việc gì. Tôn Hiểu Dĩnh nhìn Tần Lâm, lập tức nổi giận, tên này nhất định đang đến xem trò cười, nên bà ta liền chửi anh một trận. Bốp! Tần Lâm tát một phát vào mặt Tôn Hiểu Dĩnh, Đường Mẫn cũng sững sờ. Đường Giang Sơn tức giận sẵn, tiền bị lừa mất, vợ cũng chạy mất, nhà cũng không còn, bây giờ ngay cả Tần Lâm ngu ngốc cũng bắt nạt bọn họ. Thế này thì sao chịu nổi, Đường Giang Sơn đúng là tức chết mà. Anh dám đánh mẹ tôi. Tần Lâm đạp một phát khiến Đường Giang Sơn ngã sóng xoài lên mặt đất. Cút. Đường Giang Sơn nghiến răng nghiến lợi, băng vải cũng bị bung ra, đau đến mức lặn lộn trên đất. Ai ôi. Đường Mẫn hét lên. Tiểu Lâm. Tần Lâm lạnh lùng nhìn anh ta, anh cũng đoán trước được mọi việc rồi, không ngoài dự đoán. Cậu hai không phải bị đánh mà bị Đường Giang Sơn làm cho tức chết, mà bây giờ cái gọi là vị hôn thê cũng không còn, đúng là mất cả chì lẫn chài mà. Tôn Hiểu Dĩnh mạnh mồm, chỉ vào Tần Lâm, nhưng tiếng cũng không lớn, căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Lâm. Cậu, tên khốn, cậu dám đánh tôi. Cậu hai thật thà, vậy nên Tần Lâm có thể khẳng định được, trong chuyện này, ngoại trừ cậu hai ra, nhất định là do cặp mẹ con trời đánh này làm nên. Mà người phụ nữ lòe lòe kia chắc chắn là đầu sỏ của chuyện này. Nếu như không phải hai người, cậu hai tôi sao có thể nhập viện? Đánh bà là còn nhẹ đấy, nếu cậu hai tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ bắt hai người chết cùng. Ánh mắt của Tần Lâm sắc bén, nhìn chằm chằm vào Tôn Hiểu Dĩnh, cả người bà ta run lên, ánh mắt của anh quá đáng sợ. Tiểu Lâm, bây giờ cứu người là quan trọng nhất, cậu hai cháu còn nằm trong phòng bệnh. Đường Mẫn trầm giọng nói. Tôn Hiểu Dĩnh bây giờ cũng xỉu rồi, Đường Giang Sơn cũng mất hết tinh thần, bây giờ chỉ còn là một thằng nhát gan, vô dụng. Đường Mẫn đương nhiên biết hai mẹ con nhà này là dạng người như thế nào, nhưng chuyện đã đến nước này, điều quan trọng nhất phải làm bây giờ là chữa khỏi cho anh hai. Tần Lâm hỏi, bác sĩ nói gì? Bác sĩ bảo tình hình rất nguy hiểm, người bệnh vì quá tức giận, nộ hỏa công tâm, xuất hiện các bệnh liên quan đến mạch máu não. Lúc này mạch máu bên trong não bị vỡ hết ra, nhồi máu não, não xuất huyết, còn cả huyết áp cao, thậm chí cơ thể vì mệt mỏi tích lũy trong nhiều năm, trong nháy mắt bùng phát nên dẫn đến cơ thể bị suy kiệt, bác sĩ nói. Rất có thể không có hy vọng cứu chữa, bây giờ, cơ hội chỉ còn 30%. Giọng Đường Mẫn run rẩy, mặt vô cùng nghiêm túc, Tần Lâm biết tất cả căn nguyên của mọi việc đều là do Đường Giang Sơn. Có vẻ như bệnh tình của cậu hai thực sự nghiêm trọng. Tần Lâm lầm bầm nói, tất cả bệnh bùng phát cùng lúc là chuyện kinh khủng nhất, bất kỳ loại bệnh nào đều nguy hiểm đến tính mạng của cậu hai, lúc này mà gặp vấn đề gì nữa thì ngay cả thần tiên cũng không cứu chữa được. Tần Lâm trầm ngâm trong chốc lát, có hơi lo lắng cho tình hình của cậu hai, vậy nên anh cũng chuẩn bị đích thân lên trận. Tần Lâm hỏi, anh có được đi xem cậu hai không? Lâm Nguyệt Giao nói, anh đi thì có tác dụng gì, anh cũng đâu phải Tần Đại Sư. Huống hồ đâu phải ai cũng được vào phòng cấp cứu, y thuật của anh còn kém Tần Đại Sư nhiều lắm, anh đừng gây thêm phiền phức nữa. Tần Lâm híp mắt, trong lòng có hơi lo lắng bất an, dù sao cũng là cậu ruột của mình, mà người thân của mình chỉ có mấy người, Tần Lâm chẳng nhẽ lại không lo. Anh căn bản không muốn để ý đến tên Đường Giang Sơn vô dụng này. Lúc này phòng cấp cứu xuất hiện một y tá, đó chính là trợ thủ giúp anh ngày hôm đó, sau khi nhìn thấy Tần Lâm. Mặt cô ấy vô cùng vui mừng. Anh chẳng phải là Tần. Tần Lâm trầm giọng nói. Đúng, tôi là Tần Lâm. Bác sĩ nói nhỏ. Tình hình của người bệnh rất nghiêm trọng, chúng tôi đã dùng hết mọi cách nhưng không thể khiến bệnh nhân tỉnh lại,
thực sự xin lỗi. Tôn Hiểu Dĩnh tức giận nói, lo lắng đến mức loạn lên, lúc này bà ta lại càng phát huy mặt chanh chua của mình. Mấy người làm gì vậy? Chúng tôi đưa người bệnh đến đây, mấy người lại bảo mấy người không có cách. Chồng tôi mà có mệnh hệ gì thì mấy người không xong đâu. Tần Lâm nói với y tá. Đưa tôi vào xem người bệnh đi. Tần Đại Sư là thánh thần khó có cơ hội gặp, hôm nay người bệnh này gặp được Tần Đại Sư đúng là phúc 70 đời của ông ta. Tôn Hiểu Dĩnh ghi hận trong lòng, lúc nãy Tần Lâm tát bà ta một cái, bà ta liền tìm thời cơ để mắng lại Tần Lâm. Cậu làm gì vậy, Tần Lâm, cậu còn muốn khám bệnh cho chồng tôi à, cậu là cái thá gì? Cái loại y thuật gà mờ như cậu mà chữa không khỏi, bà đây có làm quỷ cũng không tha cho cậu đâu. Tần Lâm chỉ là một tên bác sĩ quèn, còn không bằng con trai mình, sao mình tin được cậu chứ, sao có thể giao chồng mình cho cậu ta chứ? Tần Lâm, anh đừng làm loạn nữa, đây là bệnh viện, với chút y thuật gà mờ của anh, căn bản không chữa nổi đâu, bây giờ cậu hai đang trong cảnh thập tử nhất sinh, bệnh tình nguy hiểm, nhỡ may xảy ra chuyện gì, anh gánh nổi trách nhiệm không? Lâm Nguyệt Giao trầm giọng nói, nhíu chặt mày, một mặt là vì năng lực của Tần Lâm có hạn, một mặt là nghĩ cho anh. Có thể nói, nhỡ may cậu hai chết, Tôn Hiểu Dĩnh và Đường Giang Sơn sao có thể bỏ qua cho anh, hơn nữa anh chắc gì đã chữa được. Lâm Nguyệt Giao cũng là lo thay cho Tần Lâm, khu vực quan trọng của bệnh viện không phải là nơi có thể tự tiện đi vào, đặc biệt là phòng cấp cứu. Anh muốn làm loạn cái gì? Anh nghĩ mình là ai? Cho dù anh có là bác sĩ của bệnh viện mà không phải là bác sĩ cấp cứu thì cũng không thể tự tiện đi vào, ngay cả cô cũng không thể. Đúng vậy, Tiểu Lâm, cháu đừng làm bừa, hay là chờ bác sĩ xem kết quả thế nào rồi hãng nói. Đường Mẫn có cùng suy nghĩ với Lâm Nguyệt Giao, Tôn Hiểu Dĩnh là hạng người gì, ai mà chẳng biết. Chỉ sợ nhỡ may có chuyện gì, Tần Lâm đương nhiên là lo lắng muốn cứu người thân, nhưng trình độ của anh chắc chắn không bằng bác sĩ chữa chính. Tần Lâm cười nói, cháu có thể thử xem sao. Lâm Nguyệt Giao càng nói càng kích động, bởi vì Tần Lâm thực sự không biết điều. Cô đang cứu anh, chẳng nhẽ anh không biết à? Không có bản lĩnh mà cứ đòi xông lên, chữa bệnh cứu người có phải trò đùa đâu. Thử xem sao, anh nghĩ đây là nhà mình à? Anh nói thử là thử à? Tần Lâm, anh đừng có không biết tốt xấu, đây là bệnh viện. Là khu vực quan trọng của bệnh viện, không cho phép tự tiện ra vào. Cho dù có là người nhà bệnh nhân thì cũng chỉ có thể chờ bên ngoài thôi. Y thuật của anh chữa mấy bệnh cảm cúm lặt vặt còn được, anh nghĩ anh chữa khỏi được bệnh của cậu hai à? Không có bản lĩnh thì đừng có làm bừa, nhỡ may người bệnh bị sao, gặp phải sự cố y tế, không chỉ anh mà ngay cả bệnh viện cũng phải chịu trách nhiệm cùng, hơn nữa anh căn bản không được phép vào phòng cấp cứu. Anh đừng ở đây tự làm mình mất mặt nữa. Lâm Nguyệt Giao hận không thể tống cổ Tần Lâm đi. Tên này sao thích gây chuyện thế nhỉ? Y tá thầm vui, Tần Đại Sư mà ra tay thì chắc chắn không có sai sót gì. Được, anh đi với tôi. Y tá vội vàng dẫn Tần Lâm vào phòng cấp cứu. Lâm Nguyệt Giao lập tức sững sờ, cảm thấy mình đang bị vả mấy cái vào mặt. Bản thân vừa nãy nói một đống như thế, bây giờ hoàn toàn trở thành trò cười. Cái gì mà khu vực quan trọng phòng cấp cứu chứ, không được phép tùy tiện đi vào. Hình như mấy lời này chỉ là để nói cho mình cô nghe thôi vậy, anh hoàn toàn coi thường bệnh viện, cứ vậy mà đi vào trong. Càng buồn cười hơn là, y tá lại dẫn anh vào trong, vớ vẩn, đúng là vớ vẩn mà. Bây giờ y tá phòng cấp cứu đều thiếu chuyên nghiệp như vậy à? Lâm Nguyệt Giao nói, ê, y tá, anh ta không được phép đi vào, đây là khu vực quan trọng, là phòng cấp cứu. Y tá đáp lại, đây là khu vực quan trọng của bệnh viện. Xin đừng làm ồ. Y tá trợn mắt nhìn Lâm Nguyệt Giao khiến cô giận phát điên, Tôi mới là bác sĩ của bệnh viện đấy, tôi còn cần cô dạy tôi à. Lâm Nguyệt Giao không ngờ Tần Lâm lại có thể nghênh ngang đi vào trong như vậy, đúng là không thể tin nổi. Tôi nhất định phải tố cáo cô y tá này, loại y tá gì thế này không biết. Tần Lâm là người ngoài, sao có thể tùy tiện đi vào phòng cấp cứu của bệnh viện như thế, quy định đâu hết rồi. Mình còn là bác sĩ của bệnh viện, muốn đi vào xem tình hình còn bị từ chối, Tần Lâm có bản lĩnh gì mà có thể đi vào chứ? Tần Lâm nói nhỏ bên tai y tá, hai người liền đi thẳng vào phòng cấp cứu. Cô ấy là em họ tôi, đừng bảo cô ấy tôi là Tần Đại Sư, nếu như có người hỏi thì cứ bảo tôi là đồ đệ của Tần Đại Sư. Tần Lâm quay đầu nhìn Lâm Nguyệt Giao, còn mỉm cười,
Lâm Nguyệt Giao tức đến mức méo cả miệng. Thật là, anh làm loạn gì vậy, bố tôi mà gặp chuyện gì thì tôi liều mạng với anh. Đường Giang Sơn tuyên bố hùng hồn, có điều bây giờ anh ta cũng là bệnh nhân nghiêm trọng. Đừng nói đến Tần Lâm, ngay cả Lâm Nguyệt Giao cũng chỉ cần một cước là khiến anh ta ngã dập đầu. Đợi đấy đi, mẹ muốn xem cậu ta bị đuổi ra ngoài thế nào. Chuyện này cậu ta không dây nổi đâu. Tôn Hiểu Dĩnh nhìn con trai, mặt đầy vẻ không cam lòng, đã chuẩn bị sẵn một bài để giáo huấn Tần Lâm rồi, không biết trời cao đất dày, yếu còn ra gió. Lâm Nguyệt Giao tức giận nói, anh đúng là loại không biết điều mà. Mẹ xem Tần Lâm đúng là không biết tốt xấu gì cả. Đường Mẫn an ủi bản thân, cũng là an ủi mọi người. Được rồi, dù sao cũng đi vào rồi, con đừng có ở đây càu nhàu nữa, biết đâu anh Tiểu Lâm của con có thể chữa khỏi cho cậu hai con thì sao? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Nguyệt Giao càng ngày càng vội, phòng cấp cứu vẫn không có tin tức gì, cô ấy lo lắng vô cùng. Sự cố y tế, người thân qua đời. Hai hình ảnh này cứ đan xen không ngừng trong đầu cô. Nhìn thấy y tá đi ra khỏi phòng cấp cứu, Lâm Nguyệt Giao liền tiến lên chất vấn. Tại sao cô lại cho anh ta đi vào, cô có biết làm vậy là trái với quy định không? Vào cả. Y tá nói xong liền quay người đi lấy dụng cụ y tế. Anh ấy là đồ đệ của Tần Đại Sư, tôi chẳng có lý do gì để không cho anh ấy. Lâm Nguyệt Giao ngẩn người, chợt gào lên giận dữ. Cái tên Tần Lâm này đúng là liều mà, đây chẳng phải là đập đi bảng hiệu của Tần Đại Sư sao, còn giả danh lừa bịp. Anh sằng bậy quá, nếu như Tần Đại Sư biết thì nhất định sẽ nổi giận. Quan trọng nhất, bây giờ còn không biết tình huống của cậu hai thế nào, nếu như Tần Lâm thực sự làm hỏng mọi chuyện thì Tần Đại Sư sẽ bị người ta lên án. Điều này Tần Lâm đương nhiên là biết, nhưng không ai biết bây giờ tình hình trong phòng cấp cứu như thế nào rồi. Tần Lâm, anh mà làm hỏng danh tiếng của Tần Đại Sư, tôi không tha cho anh đâu. Lâm Nguyệt Giao biết mình nói gì thì cũng đã muộn rồi, Tần Lâm mang theo cái danh Tần Đại Sư đi khám bệnh, nếu như xảy ra chuyện thì anh chỉ là tên vô danh, ai biết anh là ai. Nhưng ai mà danh tiếng của Tần Đại Sư sẽ bị tổn hại. Tên này đúng là ích kỷ, chẳng nhẽ anh không biết hậu quả của việc mình làm sao. Nhỡ may xảy ra chuyện gì, thất bại thảm hại, không chỉ mình bị phạt mà Tần Đại Sư cũng mất uy tín. Dù có lo lắng, muốn chữa cho cậu mình, nhưng cũng đâu thể chữa bừa được. Y tá mặc dù sai, nhưng lỗi lầm dẫu sao cũng là của anh, ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình, Tần Đại Sư mà biết thì thể nào cũng nổi giận. Tuổi trẻ ngông cuồng, tự cao tự đại. Trong mắt Lâm Nguyệt Giao, Tần Lâm vốn có chút hảo cảm, nhưng bây giờ cũng bay hết sạch rồi, chỉ cần là chuyện liên quan đến Tần Đại Sư, Lâm Nguyệt Giao sẽ vô cùng quan tâm. Tần Lâm, anh đừng có kéo tôi xuống nước cùng đấy. Đến lúc đó, anh đừng có trách tôi không khách khí, danh tiếng của Tần Đại Sư không phải thứ để anh hủy hoại đâu. Lâm Nguyệt Giao nói với mẹ. Tên khốn này dùng danh nghĩa là học trò của Tần Đại Sư để đi vào trong, mẹ xem có tức không? Đường Mẫn nói. Nó chẳng qua chỉ nhất thời lo lắng thôi, sự việc nghiêm trọng nên tùy cơ ứng biến, con đừng trách nó, dù sao nó cũng là anh họ con. Lúc này đương nhiên không ai muốn Tần Lâm gây chuyện gì cho Đường Vũ. Cuối cùng hai người đều đi ra ngoài mới là kết cục đẹp nhất. Trên thực tế, Đường Mẫn lo lắng không kém gì con gái mình. Dù là anh hai hay là Tần Lâm thì đều là người thân ruột thịt của mình, ai xảy ra chuyện thì bà ấy đều không thể bàng quan đứng xem được. Bây giờ chỉ có thể cầu mong Tần Lâm có thể chữa khỏi cho anh hai thôi, hai người đều có thể bình yên vô sự là tốt nhất. Lúc này, cuối cùng cũng có người đi ra từ phòng cấp cứu. Sao rồi? Cậu hai rốt cuộc sao rồi? Lâm Nguyệt Giao xông đến đầu tiên, vừa lo cho cậu hai, vừa lo Tần Lâm sẽ hủy hoại danh tiếng của Tần Đại Sư. Sắc mặt Tần Lâm vô cùng nghiêm trọng, lúc này, không cần nói, Lâm Nguyệt Giao cũng biết đáp án rồi. Lâm Nguyệt Giao tức giận nói. Tần Lâm, anh là đồ chó chết, tôi đã bảo anh rồi, anh đừng có đi, nhưng anh cứ đi, bây giờ thì hay rồi đấy. Chẳng phải thất bại rồi sao, anh định giải thích gì bây giờ? Cậu hai thế nào rồi? Còn dám bảo mình là đồ đệ của Tần Đại Sư, anh điên à? Anh có biết anh làm như vậy sẽ trở thành nỗi sỉ nhục cho Tần Đại Sư không? Anh thất bại, thì cũng đồng nghĩa với Tần Đại Sư thất bại, đồ đệ của anh ấy chẳng phải đại diện cho danh tiếng của anh ấy sao? Anh làm như vậy đúng là quá ích kỷ. Cho dù anh tùy cơ ứng biến, muốn cứu cậu hai,
nhưng anh cũng không thể làm vậy được, anh làm như vậy, người ta phải nhìn nhận Tần đại sư thế nào đây? Tần Lâm, anh mau nghĩ cách để giải thích với Tần đại sư đi, bây giờ đã vậy rồi, danh tiếng của Tần đại sư nhất định bị ảnh hưởng, vì sự tùy ý của anh mà danh tiếng của Tần đại sư mất rồi, anh nhất định phải chịu trách nhiệm. Lâm Nguyệt Giao lại nhảy không ngừng. Tôn Hiểu Dĩnh và Đường Giang Sơn đứng ở hành lang bệnh viện gào khóc om sòm, giọng họ nghe vô cùng điếc tai. Chồng tôi, ông chết thảm quá, hu hu hu. Bố, bố, bố không thể bỏ con được. Tiểu Lâm, cậu hai cháu, ông ấy. Đường Mẫn cẩn thận hỏi, sự lo lắng trong lòng khiến bà ấy không thể nói hết câu. Cậu hai cháu cơ thể yếu, nhưng đã không sao rồi, hiện giờ đã tỉnh, còn cần nghỉ ngơi mấy ngày. Tần Lâm nói xong, Lâm Nguyệt Giao cũng sững sờ, Tôn Hiểu Dĩnh và Đường Giang Sơn cũng dừng việc khóc lóc lại. Cái gì, không sao rồi. Tôn Hiểu Dĩnh tức giận nhìn Tần Lâm, tốn công bà ta khóc. Vậy sao cậu không nói sớm, cậu phải nói chứ? Lâm Nguyệt Giao lạnh lùng nói, chất vấn Tần Lâm. Tần Lâm, anh cố ý phải không? Tần Lâm liếc mắt nhìn Lâm Nguyệt Giao, có điều may mà anh là Tần Đại Sư, nếu không anh cũng ghen rồi. Em cũng phải cho anh cơ hội để nói chứ. Anh vừa ra, em đã mắng phủ đầu anh, em chỉ quan tâm đến Tần Đại Sư thôi, đâu có quan tâm đến anh, đâu có quan tâm đến cậu hai em. Tần Lâm gật đầu, mỉm cười. Cậu hai cháu không sao thật à? Đường Mẫn kích động đến rớt nước mắt, không sao là tốt, không sao là tốt. Lâm Nguyệt Giao đỏ mặt, nhưng trong lòng cũng nhẹ nhõm lớn nhiều. Sao anh không nói hết câu vậy, lần sau còn nói như vậy, em không bỏ qua cho anh đâu. Lâm Nguyệt Giao cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Tần Lâm, em cảnh cáo anh, lần sau không được phép dùng danh tiếng của Tần Đại Sư để chữa bệnh cho người khác nữa, nếu không nhỡ may xảy ra chuyện gì, thì anh không chịu trách nhiệm nổi đâu. Cho dù có là đồ đệ của Tần Đại Sư cũng không được. Tần Đại Sư mà biết thì thể nào cũng nổi giận. Lần này không xảy ra chuyện gì, anh cũng được coi là lừa đảo thành công đấy, lần sau chưa chắc đã may mắn như vậy đâu. Anh đừng tưởng lần nào anh cũng có thể chuyển nguy thành an nhé. May mà lần này vết thương của cậu hai không nặng lắm, may mà ông trời phù hộ. Lâm Nguyệt Giao nghiêm túc nói với Tần Lâm. Em cảnh cáo anh, em không đùa đâu, lần sau còn vậy nữa. Cho dù Tần Đại Sư không để ý thì em cũng không bỏ qua đâu. Danh tiếng của Tần Đại Sư là tích lũy dần dần mà có được, nếu như muốn trở thành người như Tần Đại Sư thì phải cần cù chăm chỉ. Với y thuật của anh, ngay cả một góc của Tần Đại Sư anh cũng không bằng, anh đừng có chữa vớ vẩn, để đỡ mất mặt. Nghe rõ chưa, Tần Đại Sư không nói gì không đồng nghĩa với việc người ta không quan tâm, anh phải tự biết điều đấy. Lâm Nguyệt Giao nghiêm túc nói. Lần này cậu hai chuyển nguy thành an, anh cũng có chút công lao, nhưng chỉ có một chút thôi, coi như là anh tích đức làm việc thiện vậy. Đường Mẫn trợn mắt nhìn Lâm Nguyệt Giao, con gái mình cái gì cũng tốt, chỉ có điều quá si mê Tần Đại Sư. Được rồi, con bớt bớt cái mồm lại đi, chẳng phải Tiểu Lâm đã bảo cậu hai con không sao rồi còn gì. Mặc dù Tần Đại Sư lợi hại, nhưng cậu ấy không ở đây. Cuối cùng vẫn là Tiểu Lâm chữa cho cậu hai con, đây là sự thật không thể chối cãi. Người không sao là được rồi, Tôn Hiểu Dĩnh cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao tình hình bây giờ mới là thứ bọn họ muốn nhìn thấy nhất. Tôn Hiểu Dĩnh vội vàng nói. Chúng ta mau đi vào xem thôi. Tần Lâm nói. Cậu hai tôi bảo không muốn gặp ai cả, hai ngày tới phải để ông ấy nghỉ ngơi. Tôn Hiểu Dĩnh tức giận gào thét. Dựa vào đâu, cậu nói vớ vẩn gì vậy, tôi là vợ ông ấy, tôi muốn gặp là gặp, không ai ngăn được tôi. Đừng tưởng cậu chữa khỏi được cho cậu hai của cậu là tôi sẽ cảm kích cậu. Đó là cậu hai ruột của cậu chữa khỏi là chuyện cậu đương nhiên phải làm. Nụ cười trên môi Tần Lâm lập tức biến mất, trên trời dưới biển chắc không có ai mặt dày hơn bà ta được đâu nhỉ. Hôm nay anh đúng là được mở rộng tầm mắt. Mình chữa khỏi cho cậu hai mà không có lấy một câu cảm ơn, còn chỉ trỏ mình, bảo đấy là điều đương nhiên, Tần Lâm thực sự được mở rộng tầm mắt rồi. Đường Giang Sơn nói tiếp. Đúng, Tần Lâm, anh đừng có mà đắc ý, bố tôi sau này mà có di chứng gì thì anh không thoát tội đâu. Ngay cả Đường Mẫn cũng không nhìn nổi nữa, được cả mẹ lẫn con, bà Tôn Hiểu Dĩnh này dạy Đường Giang Sơn thành cái loại gì vậy, đúng là loại lòng lang dạ sói mà, người ta chữa khỏi cho bố mình, mà mình không cảm ơn, ngược lại còn bắt chẹt người ta. Lòng người khó đoán,
bây giờ Đường Mẫn cũng được coi là đã nhìn thấu bộ mặt thật của cặp mẹ con này. Tần Lâm nhìn chằm chằm vào Đường Giang Sơn. Tôi chỉ muốn biết, cậu hai tại sao lại bị như vậy? Mặt Đường Giang Sơn đỏ bừng, trong lòng trầm xuống, tức giận gào thét với Tần Lâm, tim đập mạnh. Anh hét gì mà hét, đó là bố tôi muốn đẩy ông ấy vào viện chắc. Đúng vậy Giang Sơn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bây giờ cháu nói với mọi người đi. Mắt Đường Mẫn sáng rực lên, nhìn về phía Đường Giang Sơn, Đường Giang Sơn biết nhất định phải nói chuyện này ra, chỉ có cô hai có thể giúp anh ta, nếu không thì anh ta thực sự phải vào tù rồi. Bộp! Đường Giang Sơn quỳ xuống trước mặt Đường Mẫn. Cô hai, cô phải cứu cháu, nếu cô không cứu cháu sẽ phải vào tù, hu hu hu. Cháu cầu xin cô. Lâm Nguyệt Giao cũng không nhìn nổi, đôi mẹ con này, ngoại trừ việc giả vờ đáng thương, khóc lóc tỉ tê ra, hình như chẳng làm được gì, cô nhìn cũng phát ngán rồi. Khóc cái gì mà khóc, đàn ông con trai, suốt ngày khóc lóc, trông chẳng ra gì. Đường Mẫn kéo Đường Giang Sơn lên, dù sao bây giờ anh ta vẫn mình đầy vết thương. Đứng dậy nói đi Giang Sơn, có gì khó khăn, cháu cứ nói. Mặt Đường Giang Sơn tái nhợt, anh ta thất thần nói. Cô hai, cháu bị người ta lừa, hu hu hu. Nhà, tiền, vợ đều không còn nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đường Giang Sơn xấu hổ nói. Băng Nghiên, con tiện nhân đó lừa cháu, cô ta không hề mang thai. Bây giờ tiền của cháu đều bị cô ta lừa hết sạch, nhà cũng bị cô ta ngầm sang tên thành của cô ta còn đem trai về nhà, ở với hắn, đuổi cháu ra ngoài, hơn nữa còn nói với cháu, nếu như trong vòng một ngày không đưa cô ta 1 triệu thì sẽ kiện cháu lên tòa, bảo cháu hiếp dâm. Lâm Nguyệt Giao tức giận nói. Vậy anh mau đi báo cảnh sát đi, chẳng phải bọn họ phạm tội lừa gạt vơ vét tài sản sao? Đường Giang Sơn đỏ mặt, chỉ muốn tìm cái hố nào mà chui vào. Trong tay cô ta có đoạn băng anh với cô ta. Tần Lâm bèn cười khẩy, quả nhiên không ngoài dự liệu của anh, tên này đã bị phụ nữ lừa vào chồng rồi, hơn nữa cậu hai còn suýt bị anh ta chọc cho tức chết. Xem ra bố cậu tức đến mức phải nhập viện rồi nhỉ? Tần Lâm lạnh lùng nhìn Đường Giang Sơn. Lúc nào rồi mà cậu còn ở đây nói mấy lời khiêu khích, cậu đừng cho rằng cậu cứu ông nhà tôi thì tôi sẽ cảm ơn ân đức của cậu, chuyện nhà họ Đường chúng tôi không cần cậu hao tâm tổn sức đâu. Tôn Hiểu Dĩnh tức giận nói, lời nói của Tần Lâm đúng là đang chế giễu bọn họ, đương nhiên Tôn Hiểu Dĩnh sẽ nghe ra được. Con trai tôi cũng không muốn như vậy đâu, ai lại hy vọng bố mình nhập viện chứ, nó cũng là người bị hại mà thôi, cậu có hiểu chưa hả? Cái cách mà Tôn Hiểu Dĩnh bảo vệ con thật khiến cho Tần Lâm cạn lời, lúc này rồi mà vẫn còn che chở được cho Đường Giang Sơn sao, anh ta trở thành như thế này là do anh ta, nhưng nguồn gốc nguyên nhân đó lại đến từ Tôn Hiểu Dĩnh, giạt dỗ như thế nào là việc hết sức quan trọng, đây đều là kết quả của các mama boy cả. Dưới sự bảo bọc của Tôn Hiểu Dĩnh, anh ta mãi mãi không thể nào trưởng thành được, sẽ luôn bị người ta lừa lọc tính kế, đó cũng là điều hiển nhiên mà thôi. Đường Giang Sơn, anh cũng ghê tởm quá rồi đó. Anh lại đi cưỡng hiếp con gái nhà người ta sao? Lâm Nguyệt Giao trợn tròn mắt, đối với phụ nữ mà nói, cho dù có là Đường Mẫn thì hai từ, cưỡng hiếp, vẫn là một sự sỉ nhục đối với bọn họ. Không ngờ Đường Giang Sơn lại có thể làm ra chuyện bại hoại như vậy, bây giờ còn muốn cầu cứu bọn họ giúp đỡ nữa sao? Em hiểu lầm rồi Nguyệt Giao, anh không có, đó chỉ là video bọn anh quay lại mà thôi, không phải là thật đâu, em đừng có hiểu lầm. Video đó là do cô ta quay lén đấy, đến anh cũng không hề hay biết, bây giờ cô ta lấy nó ra để đe dọa, nếu không thì cô ta sẽ tống anh vào tù. Cô hai, cháu cầu xin cô giúp cháu với, cháu không muốn ngồi tù. Đường Giang Sơn ôm lấy chân Đường Mẫn khóc lóc thảm thiết, Đường Mẫn cũng hơi mềm lòng, nghe Đường Giang Sơn nói như vậy bà liền cảm thấy anh ta thật sự đã bị người ta gài bẫy. Sao cháu lại hồ đồ như thế vậy chứ, hai? Đường Mẫn thở dài nói, Đường Giang Sơn bị người ta hại đến mức như thế này thì anh ta cũng nên tự chịu trách nhiệm, nếu như cứ hết lần này đến lần khác đưa tiền cho anh ta thì mọi chuyện cũng sẽ không có kết cục như bây giờ. Đặc biệt là Băng Nghiên, sau khi cô ta biết Đường Giang Sơn có tiền nên càng lúc mới càng có ác ý với anh ta. Nhưng kết cục của anh ta vẫn như vậy, nếu đã như vậy thì anh ta cũng không còn cách nào nữa. Xem ra là Băng Nghiên đã có chủ ý từ trước. Nếu như cô ta bày mưu hại anh thì coi như vừa mất tiền mất nhà, anh cũng hay lắm đấy Đường Giang Sơn. Lâm Nguyệt Giao cười chế giễu, nhưng Đường Giang Sơn lại không dám phản bác,
vì Tần Lâm không giúp được gì nên anh ta mới dám đối chất với Tần Lâm như thế, nhưng Lâm Nguyệt Giao là con gái của cô hai, còn cô hai lại là ngọn cỏ cứu mạng duy nhất của anh ta. Mặc dù bây giờ Lâm Nguyệt Giao đang đổ dầu thêm lửa, nhưng Đường Giang Sơn chỉ đành nuốt cục tức vào trong mà thôi. Cô hai không thể thấy chết mà không cứu được, nó là con cái của nhà họ Đường mà, Giang Sơn mà vào tù chắc cũng phải mất ít nhất 10 năm, chị xin em giúp Giang Sơn với, chị quỳ xuống cầu xin em. Tôn Hiểu Dĩnh mặt mày ủ rũ, Đường Mẫn là hy vọng duy nhất của bọn họ, nếu như Đường Mẫn từ chối bọn họ thì chắc chắn con trai bà ta sẽ phải ngồi tù. Nói trắng ra thì cũng là vì tiền chứ gì. Tần Lâm lắc đầu cười khinh, việc cậu hai được chữa khỏi đối với Đường Giang Sơn và Tôn Hiểu Dĩnh mà nói thì cũng không mấy quan trọng. Liên quan gì đến cậu, nó là em cậu đó, cậu đúng là loại người không có lương tâm, đã không giúp được gì lại còn ở đây đá xoáy đá xéo, thêm dầu vào lửa, thứ mặt dày. Tôn Hiểu Dĩnh tức giận nói. Đúng vậy, sống chết của mấy người liên quan gì đến tôi chứ? Nếu đã không liên quan thì tôi đi trước đây. Tần Lâm nhún vai. Tiểu Lâm, người ta đã không muốn thì cháu còn ở đây làm gì nữa? Chữa xong cho cậu hai rồi, mấy việc có thể làm cũng xong hết cả, mấy việc còn lại có lẽ cháu cũng không giúp được gì. Dì hai, cháu về trước đây. Tần Lâm cười nói, sau khi anh chào dì hai xong liền quay lưng rời đi. Mẹ, không phải mẹ lại định. Lâm Nguyệt Giao trầm giọng nói. Bây giờ cô thực sự hy vọng mẹ mình cũng giống như Tần Lâm, việc không liên quan đừng nhúng tay vào, sau đó tống cổ Đường Giang Sơn và Tôn Hiểu Dĩnh ra ngoài, bọn họ đã giúp hai lần rồi, bây giờ bị lừa hết tiền rồi lại còn muốn đến nhờ bọn họ giúp đỡ nữa sao? Thật sự xem mình là nhà từ thiện sao? Cho dù có là tổ chức từ thiện thì bọn họ cũng sẽ không hết lòng hết sức như vậy đâu. Im mồm, không phải chuyện của con. Cuối cùng Đường Mẫn cũng mềm lòng. Bây giờ anh hai đang nằm trên giường bệnh, tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn không biết tình trạng ra sao, nếu như bây giờ con trai còn bị bắt vào đồn cảnh sát thì nguy cơ phải ngồi tù là rất cao, vậy thì làm sao anh hai có thể yên tâm dưỡng bệnh được chứ? Điều quan trọng nhất bây giờ là Đường Giang Sơn đã không còn đường lui nữa rồi, ngoài Đường Mẫn ra thì có ai có thể giúp được anh ta nữa đây? Nếu như không giúp thì chắc chắn anh ta sẽ phải ngồi 10 năm tù. 10 năm đối với một con người mà nói. Đó chính là tuổi xuân của đời người. Người xưa có câu, có tuổi trẻ là có tất cả, đợi anh ta ra tù thì chắc cũng đã đến tuổi trung niên rồi, lúc đó thì còn có tư cách gì để suy nghĩ về việc sống trên thế gian này nữa. Trên thế giới này còn chỗ đứng cho anh ta nữa sao? 10 năm, đủ để phá hủy một con người, khiến cho Đường Giang Sơn trở thành kẻ vô dụng. Anh ta là con trai nhà họ Đường, cũng chính là hy vọng của nhà họ Đường. Mặc dù không tài hoa xuất chúng nhưng không thể nào phủ nhận được dòng máu nhà họ Đường đang chảy trong người anh ta. Cuối cùng thì Đường Mẫn vẫn không thể chống lại được áp lực của tình cảm gia đình, anh hai đã nhập viện rồi, nếu như còn biết chuyện Đường Giang Sơn ngồi tù thì có lẽ sẽ vô cùng tuyệt vọng. Đối với những người ở độ tuổi của bọn họ mà nói, con cái chính là tất cả. Không có con cái thì cuộc đời của bọn họ sẽ tràn đầy u ám. Được thôi, nhưng chị hai này... Đây là lần cuối cùng đấy nhé. Em không thể nhẫn tâm nhìn anh hai nằm trên giường bệnh gánh chịu một mình được, cũng không muốn Giang Sơn vào tù ra tội, nhưng em có thể giúp chị chỉ có bấy nhiêu đấy thôi. Còn về sau này Giang Sơn có bị gì thì em cũng không lo tiếp nữa, em hy vọng mọi người sẽ hiểu, tự lo cho mình nhé. Đường Mẫn nghiêm túc, trầm giọng nói. Thật ư, Tôn Hiểu Dĩnh vui mừng khôn xiết, cuối cùng thì con trai của mình không phải ngồi tù rồi sao? Cảm ơn cô hai, cảm ơn cô hai. Toàn thân Đường Giang Sơn cứ như bị người ta đánh vậy, run lên bần bật, cảm thấy vô cùng cảm kích Đường Mẫn, bà lại một lần nữa cho anh ta khát vọng sống. Chỉ cần không vào tù thì anh ta vẫn còn hy vọng làm lại từ đầu, chỉ cần không ngồi tù, cho dù có mất đi Băng Nghiên thì có sao, cùng lắm là bắt đầu lại, dù gì thì số tiền kia cũng không phải của mình. Lâm Nguyệt Giao thầm thở dài, nhưng quyết định của mẹ thì cô không thể nào xoay chuyển được. Nhưng tình hình hiện tại, hai mẹ con Đường Giang Sơn đã bắt đầu vui cười trở lại, đây đã là lần thứ ba như vậy rồi. Đường Mẫn không tiếc tiền, mà cứ đòi đi đòi lại, bà sớm đã nhìn ra con người của Đường Giang Sơn và Tôn Hiểu Dĩnh, Tần Lâm nói đúng, ngay từ đầu bà không nên làm như thế, bây giờ thì bọn họ đã hoàn toàn ỷ lại vào bà. Chuyện của Đường Giang Sơn và Băng Nghiên đều là lỗi của anh ta nên mới gặp phải người không tử tế, nhưng cuối cùng Đường Mẫn lại không thể từ chối được.
vốn tưởng rằng bản thân cho bọn họ tiền hai lần thì Đường Giang Sơn sẽ biết ơn, không ngờ bây giờ lại thành ra bi kịch dẫn sói vào nhà. Con không phải ngồi tù nữa rồi con trai, sau này nhớ đấy, phải hiếu thảo với cô hai nghe chưa? Tôn Hiểu Dĩnh cười nói, lúc này lại không hề để tâm đến chồng bà ta nữa. Nhưng suy cho cùng chuyện này vẫn nên để đàn ông ra mặt mới được, để em đi gọi Lâm Vũ. Đường Mẫn nói xong liền nhấc điện thoại gọi cho chồng. Lâm Vũ nghe xong liền vội vàng chạy tới, dù gì tính mạng con người vẫn quan trọng, đây không phải là trò chơi, mặc dù ông cảm thấy không thoải mái, nhưng dù gì đây cũng là người thân của vợ mình, đó là tiền mà Đường Mẫn thừa kế tất cả từ nhà họ Đường, cho nên Lâm Vũ cũng chẳng thể làm gì được. Tiền đã chuẩn bị xong hết cả rồi, chúng ta đi thôi. Đường Mẫn đi cùng Đường Giang Sơn và những người khác xuống lầu, sau đó lên xe của Lâm Vũ. Sau khi đến khu dân cư, Đường Giang Sơn bỗng cảm thấy sợ hãi, toàn thân run bần bật vì nhớ lại cảnh tượng bị hách xoái đá ra ngoài, tên này đúng là không dễ gì động vào. Cốc cốc cốc, Lâm Vũ gõ cửa. Ai đó? Sau khi Băng Nghiên mở cửa, nhìn thấy đám người Lâm Vũ, đột nhiên tỏ ra thích thú. Đây chẳng phải là vợ chồng cô hai sao? Đúng là khách quý, mời vào. Lúc này hách soái cũng bước ra, hắn mặc một chiếc áo phông, cơ bắp cuồn cuộn, rồi nhìn sắc mặt trắng bệch khô khốc của Đường Giang Sơn. Làm gì thế, nhiều người đến như vậy để đánh nhau à? Hách soái quay đầu lại, nói với vẻ giễu cợt. Chúng tôi mang tiền đến, con tiểu yêu tinh, mau xóa video của con trai tôi đi. Tôn Hiểu Dĩnh tức giận nói. Mắng ai đó, bà đừng tưởng nhiều tuổi là tôi không dám đánh. Mấy vết thương trên người con trai bà đều do tôi làm cả, nếu như bà không muốn nằm viện 10 ngày nửa tháng thì hãy biết điều một chút. Hách soái nheo mắt cười. Tôn Hiểu Dĩnh hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời nào. Mắng người không phải là một thói quen tốt, tôi ghét nhất là người khác mắng mình, bây giờ tôi đổi ý rồi, 5 triệu, nếu không có 5 triệu thì đừng mong lấy đoạn video đó đi. Băng Nghiên nhìn sang hách soái, nọn họ không ngờ Đường Mẫn lại đến nhanh như vậy. Xem ra 1 triệu là quá ít rồi, đối với người ta mà nói chỉ là mấy cọng lông mà thôi, đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời, nếu lấy ít quá thì sẽ có lỗi với một nhân vật lớn như người ta lắm. Một khi có 5 triệu trong tay thì ít nhất bọn họ cũng sẽ không cần phải lo về tiền bạc trong mấy năm nữa, đương nhiên Băng Nghiên sẽ không thể bỏ qua miếng mồi béo bở thế này được. Video trong tay là có tất cả, bọn họ nhất định phải đưa tiền, nếu không thì cứ đợi ngồi tù đi. Cái gì? 5 triệu, Băng Nghiên, chẳng phải cô nói là 1 triệu sao, tại sao bây giờ lại tăng giá rồi? Đường Giang Sơn trừng mắt nói. Bà mẹ chết tiệt của anh mắng tôi kìa, tâm trạng tôi không vui nữa rồi, vậy nên muốn đòi 5 triệu, nếu không thì các người đừng mong lấy được video. Băng Nghiên châm điếu thuốc rồi nhả ra một vòng khói, cô ta nói một cách bình tĩnh, lúc này sắc mặt của Đường Mẫn và Lâm Vũ đều thay đổi rõ rệt, chẳng phải là đang muốn lừa người khác sao? Rõ ràng đã nói rõ 1 triệu, nhưng bây giờ lòng tham trỗi dậy đòi đến 5 triệu, tự động tăng giá như thế này quả thực vô cùng đáng ghét. Tôn Hiểu Dĩnh giận đến run cả người, nhưng không dám lên tiếng, bởi vì sợ nói ra sẽ tăng lên thêm 4 triệu mất. Chuyện này cũng vô lý quá rồi đó. Lâm Vũ biết rõ đây hoàn toàn là một cái cớ, bọn họ chỉ đang tham vọng muốn có nhiều tiền hơn mà thôi, bất kể có làm gì thì bọn họ cũng sẽ tăng giá. Đường Mẫn vô cùng khó xử. Sắc mặt trở nên u ám, vừa mới mở miệng lại đòi hẳn 5 triệu. Các người quá đáng lắm rồi đó, đã nói rõ rồi, đâu phải muốn tăng là tăng, chúng tôi chỉ có 1 triệu, hôm nay nhất định cũng sẽ lấy video đi, mấy người đột nhiên đổi ý, thật không có chút đạo lý nào cả. Lâm Vũ trầm giọng nói. Ông đang nói chuyện đạo lý với tôi sao? Hách soái đấm một phát, làm vỡ cả bàn trà bằng kính cường lực, ngay lúc đó, tim tất cả mọi người đều đột nhiên đập thình thịch. Không có 5 triệu thì hôm nay đừng mong lấy đoạn video đó đi, đừng trách tôi không nhắc nhở mấy người, các người không còn nhiều thời gian nữa đâu, hôm nay sau khi mặt trời lặn, nếu như không đưa tiền thì tôi chỉ có thể đưa đoạn video này cho cảnh sát. Ngủ với tôi lâu như thế, cho dù có mất đi tuổi trẻ thì cũng không quá chứ. Băng Nghiên hất nhẹ cọng tóc, cười khinh nói. 5 triệu, cô ta đang nhìn thấy 5 triệu đang vẫy gọi mình. Không thể, 5 triệu là không thể nào. Lâm Vũ lạnh lùng nói, với tư cách là một lão làng trong việc kinh doanh thì chiến lược đàm phán vẫn rất rõ ràng, nếu như bây giờ lộ ra thế bị động thì sẽ bị người ta dắt mũi. Không có, nếu như không có thì cứ đợi ngồi tù đi,
dù sao thì chí ít chúng tôi cũng chỉ mất ít tiền, nhưng có người còn phải ngồi tù 10 năm đấy, lấy 10 năm tù đổi 5 triệu cũng đáng đó. Hách soái cười nói. Không có, chỉ có 1 triệu. Nhiều hơn 1 đồng cũng không, các người có thể lựa không đi báo cảnh sát, nhưng cũng đừng mong lấy được đồng nào. Lâm Vũ nói một cách chắc nịch. Lúc này Hách soái và Băng Nghiên liền quay sang nhìn nhau, không ngờ đối phương lại kiên quyết như thế, trong lòng có hơi dao động, nếu như bọn họ không đồng ý thì có lẽ 1 đồng cũng không có. Mẹ, con không muốn ngồi tù. Đường Giang Sơn sợ hãi quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt nói. Không được, con trai chị không thể ngồi tù, bao nhiêu tiền cũng được, chị xin đấy cô hai, em rể, hai người mau đưa tiền cho bọn họ đi, coi như là chị mượn 5 triệu, chị cầu xin đấy. Tôn Hiểu Dĩnh quỳ xuống dưới chân Lâm Vũ và Đường Mẫn. Hách soái bỗng lộ ra nụ cười nhạt, xem ra thì 5 triệu chắc chắn nắm trong tay rồi, chủ yếu đều do bà già kia thôi, bọn họ căn bản không cần hỏi thì bà già đó đã giúp giải quyết mọi việc. Lâm Vũ và Đường Mẫn tái mét, lúc này lại ăn nói lung tung cái gì đó. Lâm Nguyệt Giao đứng sau quan sát, cô hận không thể tát chết hai mẹ con bọn họ, hai người bị ngu à. Lúc này rồi mà vẫn muốn tự mình quyết định, người ta đã lung lay rồi mà còn gậy ông đập lưng ông, bây giờ lại khiến cho người ta có chỗ dựa nên không sợ gì rồi đó. Chị, hai. Lâm Vũ thở dài một tiếng, càng thêm tức giận. 5 triệu, sao các người không đi ăn cướp luôn đi? Lâm Vũ tức giận nói, Tôn Hiểu Dĩnh và Đường Giang Sơn này quả thật thành chuyện thì ít mà hỏng việc thì nhiều. Tôi không quan tâm, các người tự mình xem đi, nếu không có tiền thì xin mời về cho, đi kiếm tiền, hoặc là tìm luật sư, xem có thể giảm nhẹ hình phạt không, nhưng tình tiết nghiêm trọng như thế này thì 10 năm là ít nhất rồi đấy, có khi cũng khó tránh khỏi 15 năm đấy chứ. Ha ha ha! Hách soái liền cười lớn. Các người đang tống tiền người khác đó. 1 triệu là hết mức của chúng tôi rồi, nếu như không biết điều thì bây giờ chúng tôi sẽ đi báo cảnh sát, mấy người cũng chẳng có lợi lộc gì đâu. Lâm Nguyệt Giao tức giận quát. Được thôi, bây giờ các người đi báo cảnh sát đi, mau cút khỏi đây cho tôi. Hách soái tát thẳng vào mặt Lâm Nguyệt Giao, tay đấm chân đá vào Lâm Vũ và những người khác, đuổi tất cả ra ngoài. Làm sao bây giờ, chúng ta mau chóng kiếm tiền đi em rể, con trai chị không thể ngồi tù được. Tôn Hiểu Dĩnh run rẩy nói, bị hách soái đá nên bây giờ mông của bà ta vẫn còn đau. Con trai chị ngồi tù thì liên quan gì đến em? Hai người có não không hả? Ăn nói lung tung kiểu gì vậy? Chị lớn như vậy rồi mà vẫn còn để em dạy sao? Còn cháu giống hệt như mấy đứa nhóc 3 tuổi vậy, mẹ cháu không hiểu chuyện thì cháu cũng vậy sao? Học hành bao nhiêu đều vứt đi hết rồi à? Đường Giang Sơn, cháu thật sự làm cho chú thất vọng quá. Lâm Vũ tức giận mắng Đường Giang Sơn và Tôn Hiểu Dĩnh một trận, ngay cả vợ con vì bọn họ mà phải chịu ức hiếp, đã vậy còn muốn ông kiếm tiền để trả, kiếm cái vẹo gì chứ? Mỗi người đều có tính nóng nảy riêng, mặc dù bình thường Lâm Vũ vô cùng hòa nhã, nhưng lần này ông đã thực sự nổi giận. Gia đình tổn thất tiền bạc thì không nói, nhưng vợ con bị người ta ức hiếp, tất cả đều là do hai kẻ ngốc này mà ra. Mấy người xem ông đây là cây ATM à? 500.000. 800.000, 1 triệu, bây giờ còn đòi 5 triệu sao? Các người muốn tiền đến điên rồi ư? Lâm Vũ nhìn vết tát trên mặt Lâm Nguyệt Giao, cảm thấy vô cùng xót xa. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Đường Mẫn đỏ mặt, ôm Lâm Nguyệt Giao đang khóc vào lòng, ánh mắt vô cùng đau xót. Lâm Vũ nổi giận rồi nên bà cũng không dám nói gì, bởi vì Đường Giang Sơn và Tôn Hiểu Dĩnh thật sự đã rất quá đáng, hậu quả bây giờ đều là do bọn họ gây nên. Báo cảnh sát, nhất định phải báo cảnh sát bắt bọn chúng lại, chúng chính là đồ lừa gạt, con gái tôi không thể ăn tát một cách oan ức như vậy được. Lâm Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Không được, không thể được, nếu như báo cảnh sát thì cuộc đời của con trai chị sẽ bị hủy mất. Nó không thể ngồi tù đâu cô hai, cầu xin hai người đấy, hu hu hu. Nó là người của nhà họ Đường kia mà. Tôn Hiểu Dĩnh khóc lóc, tỏ ra vô cùng tuyệt vọng. Cho dù bà ta có ngốc đến đâu cũng biết rằng, một khi đã báo cảnh sát thì chắc chắn con trai bà ta cũng sẽ bị lôi ra, đến lúc đó con điếm Băng Nghiên kia sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Cô hai, chú hai, cháu biết sai rồi, cầu xin hai người, cháu không muốn ngồi tù đâu. Nhìn thấy bộ dạng của hai mẹ con, Đường Mẫn liền cảm thấy thương xót, điều quan trọng nhất là anh hai vẫn đang nằm viện, lúc này bà làm sao có thể dứt khoát vứt bọn họ sang một bên được chứ.
Hơn nữa Đường Giang Sơn còn phải ngồi tù, nếu anh hai biết được thì nhất định sẽ mất hết ý chí. Ông xã, hay là, chúng ta nghĩ cách khác đi. Đường Mẫn thực sự không thể chịu nổi, một khi làm như thế thì sẽ hủy đi cả gia đình của anh hai, vợ chồng ly tán, thậm chí còn có thể đẩy ông ta vào đường cùng. Lâm Vũ nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Đường Mẫn, sự giận dữ trong ánh mắt liền vơi đi ít nhiều, nhưng dù sao 5 triệu cũng không phải là một số tiền nhỏ, chắc chắn không thể nào đưa cho bọn họ số tiền đó được, vốn tưởng 1 triệu như lúc đầu thì còn thương lượng được, nhưng tất cả đều bị hai mẹ con bọn họ phá nát hết cả. Hay là đi tìm Tiểu Lâm đi, hình như anh ấy có quen biết với vài nhân vật lớn ở thành phố Đông Hải, cũng từng khám bệnh qua. Có lẽ anh Tiểu Lâm sẽ có cách đó, tên béo kia quả thực là ăn mềm chứ không ăn cứng. Lâm Nguyệt Giao vừa ôm má vừa cắn môi nói. Được, đi tìm Tiểu Lâm thôi, nói không chừng nó sẽ có cách. Lâm Vũ nhìn sang Đường Mẫn. Đi thôi, còn ngây ra đó làm gì, mau đi tìm Tiểu Lâm, chị nhịn em làm gì. Chẳng lẽ chị không muốn đi tìm Tiểu Lâm sao? Lâm Vũ trầm giọng nói, trừng mắt nhìn Tôn Hiểu Dĩnh. Sắc mặt Tôn Hiểu Dĩnh ửng đỏ, nghe thấy Lâm Vũ và Đường Mẫn nói xong, bà ta liền cảm thấy hình như Tần Lâm thật sự có bản lĩnh. Mau đi tìm Tần Lâm thôi mẹ. Đường Giang Sơn không thể đợi được nữa, mặt trời sắp lặn rồi, nếu như bây giờ còn không giải quyết được thì một khi bọn họ giao video cho cảnh sát, anh ta chắc chắn sẽ toi. Trạng vạng, mặt trời sắp lặn. Khiến cho các đám mây tạo thành các đường vân đủ sắc màu, khiến cho Tôn Hiểu Dĩnh và Đường Giang Sơn thấp thỏm không yên. Lúc này Đường Mẫn đưa bọn họ đến y quán của Tần Lâm, bây giờ ở đây không có ai, chỉ có một mình Tần Lâm đang đọc sách. Dì hai, sao dì lại đến đây? Tần Lâm sửng sốt, nhưng sau khi nhìn thấy Tôn Hiểu Dĩnh và Đường Giang Sơn, dường như anh đã hiểu ra vấn đề. Tiểu Lâm, mợ hai đang gặp chút khó khăn, muốn hỏi cháu xem có thể giúp được gì không? Đường Mẫn nói. Đúng vậy Tiểu Lâm, cậu xem đều là người một nhà cả, chúng ta. Tôn Hiểu Dĩnh dáng vuốt mặt cười nói, đây là lần đầu tiên bà ta bày ra vẻ mặt tươi cười khi nói chuyện với Tần Lâm. Không giúp được. Tôn Hiểu Dĩnh còn chưa kịp nói xong thì Tần Lâm đã từ chối, sắc mặt bà ta liền đanh lại, mặt đờ ra tại chỗ. Gặp khó khăn thì mới đến tìm. Nếu như không vì chuyện của Đường Giang Sơn thì bọn họ sẽ xuất hiện ở phòng khám của anh sao? Đùa đấy à, nếu như không vì bọn họ không còn cách nào khác thì bọn họ sẽ đến tìm anh sao? Tần Lâm, tôi là em họ của anh mà, anh không thể nào thấy chết không cứu được đâu. Đường Giang Sơn hạ giọng nói. Tôi thích thấy chết không cứu đấy, cậu làm gì được tôi? Tần Lâm bắt chéo chân, nói một câu khiến cho Đường Giang Sơn không thể nói thêm lời nào. Tiểu Lâm à, tôi là mợ hai của cậu đấy, cậu không thể không quan tâm được. Giang Sơn là em họ của cậu kia mà, bây giờ chúng ta đều là người thân cả, tục ngữ có câu, đã là người thân thì phải giúp đỡ lẫn nhau thì mới đoàn kết được, cậu nói xem có đúng không? Tôn Hiểu Dĩnh cười nói. Không đúng, tôi không cần bà giúp tôi, vậy nên tôi cũng không muốn giúp các người. Đơn giản vậy thôi. Tần Lâm vẫn cứ ngồi đó uống trà, tỏ ra thái độ như cũ, khiến cho Đường Giang Sơn và Tôn Hiểu Dĩnh không thể nói thêm gì nữa. Mỗi câu của Tần Lâm đều làm cho bọn họ cứng họng, trực tiếp cắt đứt mọi đường lui. Tần Lâm, ý cậu là sao hả, cậu cũng tuyệt tình quá rồi đó, không có tình người à? Chúng ta là người thân đấy, cậu nói như thế thì cậu không coi tôi là người thân sao? Cậu hai của cậu còn đang nằm viện kia kìa, bây giờ nếu như cậu không giúp Giang Sơn thì sẽ không có ai giúp được nữa, nó sẽ phải ngồi tù mất. Tôn Hiểu Dĩnh tức giận nói. Đây là thái độ mà bà cầu xin người khác sao? Cầu xin mà vẫn khoa trương như vậy à? Với lại ngồi tù cũng tốt, tiện cải tạo một chút, coi như đỡ phải bị người ta lừa, 10 năm sau sẽ trở thành một người đàn ông đích thực mà thôi. Tần Lâm cười nói. Cậu, sao cậu lại có thể nói mấy lời như thế được? Tôn Hiểu Dĩnh phẫn nộ nói. Tôi nói như thế nào? Chẳng lẽ bắt tôi phải cung kính mấy người sao? Thật xin lỗi. Một nhân vật nhỏ bé như tôi không thể nào bày ra một mặt giả dối như mợ hai được đâu, tôi cũng không có tiền đồ như con trai bà, ngồi tù một chút thì sao, cứ coi như làm lại cuộc đời là được, đây cũng coi như là chuyện tốt, một bác sĩ quèn như tôi không sánh được với các người đâu. Thấp cổ bé họng lắm, bà vẫn nên mời ai khác thì hơn. Tần Lâm vừa nói vừa cười, vẫn giữ thái độ bình tĩnh đó, cậu hai thì anh không thể không cứu, nhưng hai người này thì còn lâu anh mới thèm quan tâm đến.
Đường Giang Sơn túc đến mức toàn thân run lên, nhưng anh ta đến đây là để cầu xin, vậy mà Tần Lâm lại bày ra thái độ như vậy, khiến anh ta vô cùng tủi nhục. Rốt cuộc anh muốn như thế nào thì mới chịu giúp tôi là em họ của anh đấy. Đường Giang Sơn gào lên. Gào cái gì, có ngon thì ai đánh cậu thành ra như vậy thì đi tìm người đó nói lý đi, chứ ở đây gào với tôi làm gì. Tần Lâm không hề tức giận, ngược lại càng khiến Đường Giang Sơn tức điên hơn nữa. Đường Giang Sơn bắt đầu khóc, nhưng lần này là bị Tần Lâm làm cho tức đến khóc. Nếu tôi có cách thì còn đến tìm anh làm gì? Tần Lâm, cậu ức hiếp người quá đáng. Tôn Hiểu Dĩnh gào lên, bà ta tức đến mức sắp ngất luôn rồi. Ức hiếp người quá đáng. Đáng ra câu này là tôi nên nói mấy người mới phải, lúc ở nhà gì hay các người coi thường tôi thế nào? Có phải là muốn đạp tôi dưới chân luôn rồi không? Tôi nể mặt cậu hai nên mới không tính toán với mấy người, nhưng các người lại không biết điều, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Sao, mềm mỏng không chịu lại muốn cứng à? Mợ hai, bà thật không hiểu chuyện chút nào, hay là để tôi dạy các người làm sao để cầu xin người khác nhé? Tần Lâm cười khẩy. Tiểu Lâm, mợ hai cháu thật sự muốn cầu xin đấy. Đường Mẫn đánh trống lảng nói. Dì hai, đừng nói nữa, dì xem đây là muốn cầu xin hay muốn đánh cháu đây? Dì có thấy bọn họ muốn ăn tươi nuốt sống cháu luôn rồi không? Tần Lâm chế nhạo nói. Chuyện này. Đường Mẫn cười khổ, hai người này thật sự có chút quá đáng, cầu xin người khác cũng không nên như vậy chút nào, một chút thành ý cũng không có, cho dù có là Đường Mẫn thì cũng không thể bênh nổi. Nếu dì hai cũng đã đến rồi thì tôi cũng muốn ba mặt một lời, tôi giúp các người cũng được thôi, nhưng quỳ xuống đi, để tôi xem thử thành ý của mấy người. Đường Giang Sơn tức giận nói, anh ta không ngờ Tần Lâm lại quá đáng như vậy. Cái gì, bắt tôi quỳ xuống, Tần Lâm, anh đừng có mà quá đáng, mặc dù tôi tới cầu xin anh, những đầu gối đàn ông làm bằng vàng đấy. Tần Lâm nhún vai nói, vậy thì anh cứ chờ mà ngồi tù đi, đào vàng dưới gối ra mà ăn. Tôn Hiểu Dĩnh nổi giận, khó chịu mà nói. Em hai, em xem, sao cậu ta lại có thể làm như vậy được? Chúng ta là người thân ruột thịt, vậy mà bắt con trai chỉ quỳ xuống, đây đúng là bắt nạt người khác mà. Đầu gối đàn ông làm bằng vàng đấy, sao có thể bảo quỳ là quỳ được? Tần Lâm là cái thá gì chứ? Bà ta quỳ xuống trước Đường Mẫn là vì Đường Mẫn có thể giúp bọn họ, cho bọn họ tiền, bây giờ Tần Lâm chắc gì đã giúp được bọn họ. Dựa vào đâu mà con trai bà ta phải quỳ xuống? Đường Mẫn thở dài, đã là lúc nào rồi mà còn suy xét đến việc này? Lúc trước bọn họ đối xử với Tần Lâm thế nào, chẳng nhẽ bọn họ không biết chắc? Tôi thì đã nhìn thấy hết rồi, Tần Lâm giúp đỡ bọn họ xuất phát từ lòng tốt của thằng bé, bắt Đường Giang Sơn quỳ xuống là đã nể cậu ta lắm rồi. Lâm Nguyệt Giao cũng không nhìn tiếp được nữa, sắc mặt cô ấy trầm xuống. Mấy người lúc trước còn làm khó anh Tiểu Lâm đấy. Mấy người sao có thể kinh tởm đến vậy? Bây giờ biết đầu gối đàn ông làm bằng vàng thì sao còn làm mấy việc đấy? Anh Tiểu Lâm cứu cậu hai tôi, mấy người chẳng thèm nói lấy một câu cảm ơn, mấy người còn là con người không thế? Cái đầu lòng lang dạ sói, khi cần dùng đến người ta thì cúi đầu nhận lỗi, lúc không cần đến người ta lại hết lỗ mũi lên trời, vào tù là đáng. Đôi mẹ con này đúng là sự tồn tại thần kỳ của thế giới. Tôn Hiểu Dĩnh bị Lâm Nguyệt Giao mắng cho một trận. Mặt mũi cũng không còn nữa. Tôn Hiểu Dĩnh có thể thấy được sự kiên quyết của Tần Lâm, có vẻ như hôm nay không quỳ không được rồi. Tôn Hiểu Dĩnh mắng. Mau quỳ trước anh họ con đi, chỉ cần không vào tù là được, sau này con phải làm người tốt, đối xử tốt với anh họ con. Do dự một lúc, Đường Giang Sơn biết không thể lấy trứng chọi đá, ai bảo anh ta phải đi cầu xin người ta chứ. Được, tôi quỳ, Tần Lâm, xin anh cứu mạng tôi không muốn ngồi tù. Tôi biết tôi sai rồi, chúng ta là họ hàng, anh giúp tôi một lần với. Đường Giang Sơn đấu tranh nội tâm, vừa muốn có thể diện, vừa không muốn vào tù, nhưng ở đây đâu có thứ đấy. Thế còn được, đi cầu xin người ta thì nên có đúng vẻ cầu xin, cậu hai là trưởng bối của tôi cứu ông ấy là chuyện đương nhiên, có điều mấy người chẳng thèm cảm ơn tôi lấy một lời. Bây giờ đến cầu xin tôi mà còn kiêu ngạo như vậy, nghĩ Tần Lâm tôi là người hầu của mấy người à? Gọi đến là phải đến hả? Dì hai thấy mấy người đáng thương, nhưng trong mắt tôi mấy người rất đáng ghét. Giọng nói của Tần Lâm lạnh như băng, câu nào câu nấy đầy vẻ châm chọc, Tôn Hiểu Dĩnh và Đường Giang Sơn không nói gì, họ đang ở thế yếu, không thể không cúi đầu.
Tôn Hiểu Dĩnh cười nói. Vậy bao giờ chúng ta đi hả Tiểu Lâm? Tần Lâm nói. Còn cả bà nữa, bà còn chưa quỳ xuống đâu. Tôn Hiểu Dĩnh không ngờ Tần Lâm lại bắt bà ta quỳ xuống. Tôi, cậu, tôi là mợ hai của cậu mà cậu cũng bắt tôi quỳ xuống à? Tần Lâm lạnh lùng nói. Mợ hai cái lồng ấy, bà không quỳ thì cút, cút sớm đi, tôi cũng không ép bà đâu. Tôn Hiểu Dĩnh nhìn Đường Mẫn tỏ ra lực bất tòng tâm. Tần Lâm, cậu không sợ cậu hai cậu nổi giận à? Tần Lâm cười phá lên. Cậu hai tôi không bị mấy người làm cho tức chết là phúc 70 đời của nhà ông ấy rồi, tôi còn có thể khiến ông ấy tức sao? Đúng là vớ vẩn mà. Ha ha ha. Không quỳ thì cút. Sắc mặt Tần Lâm đột nhiên thay đổi, nước mắt của Tôn Hiểu Dĩnh lột bột rớt xuống. Tạo nghiệt mà, cũng là bởi vì ban đầu bà ta xem thường Tần Lâm, tìm mọi cách làm nhục anh, bây giờ báo ứng tới rồi, Tôn Hiểu Dĩnh biết. Nếu như bản thân không quỳ thì con trai nhất định sẽ phải ngồi tù. Tôn Hiểu Dĩnh hối hận vô cùng, nhưng vì con trai, bà ta biết bản thân cho dù có bị sỉ nhục thêm thì cũng đáng. Tần Lâm quát mắng khiến bà ta run rẩy, nếu như không quỳ xuống, kết cục khó có thể tưởng tượng được. Bộp một tiếng, Tôn Hiểu Dĩnh và Đường Giang Sơn đều quỳ ngay ngắn trước mặt Tần Lâm. Lúc này, Đường Mẫn cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc đầu bà ấy còn lo lắng Tôn Hiểu Dĩnh sẽ cãi nhau với Tần Lâm. Nhưng không ngờ đến cuối Tôn Hiểu Dĩnh lại thỏa hiệp. Đường Mẫn nói. Tiểu Lâm, cháu xem bọn họ đều biết lỗi hết rồi, cháu nể mặt cậu hai giúp bọn họ một lần đi. Cháu biết rồi dì hai, dì yên tâm đi. Tần Lâm cười nói, lúc trước cậu hai lo lắng cho Đường Giang Sơn, cứ liên tục dặn dò, bảo anh dù gì cũng không được tính toán mà giúp Đường Giang Sơn một lần. Tần Lâm đã đồng ý, trước vị trưởng bối cần cù chăm chỉ. Trước giờ chưa từng hạ mình lại có thể khuyên bảo hết nước hết cái với mình như vậy, Tần Lâm không có lý do gì để từ chối. Điều khiến Tần Lâm tức giận là cậu hai hiền lành chất phác lại có một cậu con trai không biết điều như vậy, còn cả bà mẹ Tôn Hiểu Dĩnh chiều con trai đến hư nữa, anh ta đúng là cái loại bám váy mẹ, hơn nữa còn chẳng biết hiếu thuận là gì. Cuối cùng đến khi bị lừa mới tỉnh ngộ, biết chỉ có người thân mới luôn luôn ở bên mình. Chỉ có đồng ý với cậu hai. Ông ta mới có thể an tâm dưỡng bệnh, nhưng Tần Lâm phải dạy cho đôi mẹ con không biết điều, không biết tốt xấu kia một bài học nhớ đời. Đường Giang Sơn và Tôn Hiểu Dĩnh ôm lấy nhau khóc lớn, Tần Lâm thì vẫn lạnh lùng, coi như không nghe, cho dù có giúp bọn họ thì cũng chỉ là nể mặt cậu hai thôi. Tần Lâm hỏi, dì hai, mọi chuyện rốt cuộc là sao? Đường Mẫn kể lại toàn bộ câu chuyện cho Tần Lâm nghe, Tần Lâm hơi gật đầu. Nếu như Băng Nghiên không có lòng tham không đáy thì có lẽ bọn họ sẽ không về tìm mình, nhưng bọn họ quá tham, thậm chí muốn chiếm càng nhiều tiền càng tốt, 5 triệu, một khoản lớn như vậy thì ai chịu được chứ? Tần Lâm nhìn dì hai nói. Cháu biết rồi, chúng ta đi thôi. Ánh mắt Tần Lâm lạnh lẽo, nhìn thấy em họ Lâm Nguyệt Giao bị đánh, ánh mắt lập tức lóe lên tia lạnh. Mặt em cũng là bị người ta đánh à? Lâm Nguyệt Giao bĩu môi. Tỏ vẻ tủi thân trông vô cùng đáng thương. Anh Tiểu Lâm, anh phải báo thù cho em. Đường Mẫn lo lắng nói, sợ Tần Lâm có thể nổi giận mà liều mạng với người ta, như vậy thì bà càng lo lắng hơn. Đừng có nói vớ vẩn, Tiểu Lâm, lần này chúng ta đi chỉ cần lấy lại được đoạn băng, giúp Giang Sơn thoát khỏi cảnh tù đầy là được, đừng có gây chuyện đấy. Tần Lâm gật đầu, yên tâm đi dì hai, cháu tự biết điều mà. Đường Giang Sơn và Tôn Hiểu Dĩnh đi cùng Tần Lâm, nhanh nhẹn rời khỏi phòng khám. Lâm Nguyệt Giao đạp lên dáng chiều, cảm thấy vô cùng hăm hở, thấy khuôn mặt phấn chấn của Tần Lâm, trong chớp mắt, cô lại coi anh thành Tần Đại Sư. Trên quảng trường ở tiểu khu, Băng Nghiên và Hách Soái đang tập thể dục, Hách Soái xuất thân là huấn luyện viên thể hình, nên trông khá cao to, thu hút được ánh mắt của mọi người trên quảng trường, thậm chí có mấy cô gái còn tỏ ra ái mộ. Băng Nghiên liếc nhìn Hách Soái. Tên đàn ông cao to lực lưỡng này rõ ràng có sức mê hoặc chí mạng với mấy cô gái kia. Hách Soái nghiêm túc hỏi, nếu như khiến người ta chạy mất, cuối cùng mất cả trì lẫn chài, 1 triệu cũng không lấy được thì thiệt quá. Có vẻ như mặt trời sắp lặn rồi, Băng Nghiên, em nói xem 5 triệu có phải hơi nhiều không? Ánh mắt Tần Lâm sắc như dao, nhìn Hách Soái và Băng Nghiên, giọng nói lạnh như băng. Yên tâm, 5 triệu, một đồng cũng không thiếu. Nhưng mấy người cũng phải xuống mổ để lấy được ấy, bởi vì đấy là tiền âm phủ. Ánh mắt của Hách Soái lạnh vô cùng, hắn quay đầu, trợn mắt nhìn Tần Lâm, sau đó liền mỉm cười.
Tên nhãi, mày muốn chết à? Đây là đến để đưa tiền cho họ sao? Tần Lâm nói. Tôi đã chuyển tiền cho anh rồi. Hách Soái sững sờ, trầm giọng nói. Lúc nào cơ? Tần Lâm cười nói. Vừa nãy đấy, khi qua ngã tư, tôi đốt cho anh rồi, anh chết là tiêu được đống đấy. Ngân hàng âm phủ, 10 tỷ lận nhé. Nể mày mày không chịu, có vẻ như hôm nay bọn mày không muốn đưa tiền chứ gì, được thôi, tốt lắm. Hách Soái xoa nắm đấm, mặt đầy vẻ âm hiểm, đặc biệt là khi nhìn về phía Tần Lâm, trong mắt hắn lóe lên lửa giận ngút trời, hôm nay hắn nhất định phải đánh cái thằng nhóc không biết trời cao đất dày này một trận tơi bời. Có vẻ như mấy người tìm người đến xử lý nhỉ. Băng Nghiên khoanh tay trước ngực, thẳng thắn nói, không thèm quan tâm, bây giờ cô ta là người nắm quyền, hơn nữa có Hách Soái ở đây khiến cô ta đủ cảm thấy an toàn rồi, hạng tôm tép này mà muốn lên mặt à, chẳng phải muốn chết sao. Lâm Nguyệt Giao trầm giọng nói, hung ác nhìn Hách Soái, cái tát trên mặt cô cũng là tên này ban cho. Nói đúng rồi, tôi tìm người đến xử lý đấy, biết điều thì mang đoạn video ra đây, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Hách Soái khinh bỉ nói. Con nhãi, mày nghĩ mình là ai, mấy người còn không đủ để tao nhét kẽ răng, còn muốn đấu với tao à? Mấy người xứng không, đoạn video đang ở trong tay tao. Mấy người mà muốn hạ tao thì phải xử lý được hai nắm đấm của tao trước, nếu không, 5 triệu không được thiếu đồng nào. Có vẻ như cái tát này vẫn chưa khiến mày tỉnh ra nhỉ. Đường Mẫn và Lâm Nguyệt Giao vô cùng tức giận, tên Hách Soái này đúng là kiêu ngạo. Mấy người mau giao đoạn video ra đi, nếu không tự biết hậu quả. Đường Giang Sơn trợn mắt nhìn Băng Nghiên và Hách Soái, miệng hùm gan sứa, mặc dù Tần Lâm đồng ý giúp bọn họ lấy được đoạn video. Nhưng dựa vào một mình anh, với cái cơ thể gầy gò này, sao khiến Hách Soái phục được? Đường Giang Sơn rụt đầu rụt cổ, tình hình bây giờ vẫn nên chuẩn bị trước đường chạy. Ai ôi, đúng là không sợ chết nhỉ, đúng là đồ ngu, dám tỏ vẻ trước mặt ông đây, mày nghĩ tao sẽ nể mặt mày sao? Hách Soái tức giận nhìn Đường Giang Sơn sợ đến mức lùi hai bước, bởi vì Hách Soái để lại ấn tượng sâu đậm quá. Mấy cú đánh trời giáng và mấy cước đau đớn khiến cả cơ thể anh ta đầy vết thương, anh ta không muốn làm bao cát nữa đâu. Tần Lâm ung dung nói. Bây giờ tôi có thể cho anh một cơ hội, nếu anh quỳ xuống xin lỗi em họ tôi rồi dập đầu ba cái, sau đó đưa đoạn video ra, trả lại tiền, trả lại nhà, thì tôi sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Hách Soái sững sờ nhìn Tần Lâm, chợt cười lớn. Ha 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 ha, em nghe thấy chưa Băng Nghiên, tên này nói gì vậy? Bắt anh quỳ xuống dập đầu, tên này vừa chạy ra từ viện tâm thần à, xuất viện sớm à, thủ tục xong chưa vậy, ha ha ha. Hách Soái nhìn Tần Lâm, khịt mũi cười ỉa cười đái. Tên này đúng là ngu, trông như mấy thằng ất ơ, mà muốn đấu với tao à, muốn chết à. Tần Lâm lắc đầu, thở dài. Có vẻ anh không biết quý trọng cơ hội này, tiếc ghê. Sắc mặt Hách Soái dần trầm xuống. Có vẻ như tao nên cho mày một cơ hội. Qua đây, quỳ xuống gọi ông nội, sau đó bỏ qua háng tao, tao mà vui thì tao sẽ tha cho bọn mày, không thì không được thiếu đồng nào. Tần Lâm mỉm cười. Được, có vẻ như chúng ta không cần nói nữa, hết chuyện rồi, làm cho xong thôi. Đường Mẫn và mọi người kinh ngạc, mặc dù Lâm Nguyệt Giao biết Tần Lâm giỏi đánh đấm, nhưng tên Hách Soái này cũng rất kinh khủng, trông như ngọn núi, như bức tường khổng lồ. Tiểu Lâm, cháu. Đường Mẫn thực sự lo Tần Lâm không phải đối thủ của Hách Soái, nếu như anh bị đánh một trận thì Đường Giang Sơn sẽ tiêu đời. Tần Lâm cười nói, ung dung tự tại, bình tĩnh như nước. Dì hai yên tâm, cháu tự biết cách. Hách Soái hừ lạnh một tiếng, từng bước tiến về phía Tần Lâm. Cái đồ nể mặt mà không thèm, hôm nay tao phải cho bọn mày biết Hách Soái tao lợi hại thế nào, không đưa tiền, hừ hừ, thế thì mấy người quỳ xuống ăn cứt đi. Bầu không khí ở đây rất nặng nề, đặc biệt là Đường Mẫn hay là Tôn Hiểu Dĩnh, dù sao bọn họ cũng nhiều tuổi rồi, cảnh máu tanh này cũng khá đáng sợ với bọn họ. Mà Tần Lâm hoàn toàn không cùng đẳng cấp Hách Soái hoàn toàn có thể đánh bật được Tần Lâm, chỉ với một quyền, vung tay một cái là mặt đối phương biến dạng ngay. Làm nó đi anh yêu. Băng Nghiên ở bên cổ vũ cho Hách Soái, theo như cô ta thấy, đám người này đấu với Hách Soái thì đúng là tìm đường chết. Anh Soái mà đánh một cú là tên Tần Lâm tiêu đời. Tần Lâm híp mắt, lấy lui làm tiến, đối mặt với đòn công kích của Hách Soái, lấy yếu đánh mạnh, thuận tay kéo một cái,
Hách Soái bắn ra ngoài, suýt nữa ngã xuống đất. Bị Tần Lâm tấn công, Hách Soái thẹn quá hóa giận, gầm lên, tiếp tục tấn công. Lần này Hách Soái không hề nương tay, điên cuồng đánh đấm, sức lực vô cùng lớn, đập một quyền xuống, nếu như Tần Lâm bị đánh trúng, không chết thì cũng bị mất một lớp da. Hay lắm! Khóe miệng Tần Lâm nhếch lên, tay cầm kim bạc, trong chốc lát, hai cơ thể lóe lên, Tần Lâm tung trưởng, thuận thế nghiêng về phía trước, cơ thể mềm dẻo, tốc độ nhanh hơn Hách Soái nhiều, Hách Soái căn bản không có thời gian phản ứng lại. Mà lúc này, cây kim bạc ở tay kia của Tần Lâm đâm thẳng vào gáy của Hách Soái, sắc mặt hắn thay đổi, cả người cứng đờ, sững sờ ngay tại đấy. Mày làm gì với tao? Hách Soái kinh ngạc, không ngờ Tần Lâm lại chơi trò hiểm ác như vậy, hơn nữa cánh tay hắn hoàn toàn không thể động đậy được nữa. Tần Lâm nói, tôi là bác sĩ, tôi đang chữa bệnh cho anh. Hách Soái giận dữ gầm lên. Tao không bị bệnh. Tần Lâm nói, anh có bệnh. Hách Soái liếc mắt, nhưng cả cánh tay không cử động được nữa rồi, vô cùng bị động. Tao không bị bệnh. Tần Lâm xoa hai tay nói. Anh xem, có người bệnh nào tự nhận mình bị bệnh đâu. Tao giết mày. Dù chỉ có một cánh tay có thể động đậy, nhưng hắn không muốn bỏ qua cho Tần Lâm, hắn thẹn quá hóa giận, tung nắm đấm, Tần Lâm chắc chắn không tránh được đòn đánh này. Mặc dù Hách Soái rất mạnh mẽ nhưng Tần Lâm cũng đâu có yếu, hơn nữa tốc độ của anh rất nhanh. Hoàn toàn đè bẹp Hách Soái căn bản không chạm được vào góc áo của Tần Lâm, khi Tần Lâm xoay người, anh châm một cây kim lên cổ hắn. Lúc ấy, Hách Soái trợn mắt, hai tay không động đậy được, hơn nữa còn đang giơ giữa không trung, giống y hệt động tác đầu hàng, cả người hoàn toàn bị tê liệt. Khốn khiếp, rốt cuộc mày đã làm gì với tao? Ngôn Tình tổng tài. Trong mắt Hách Soái đầy sự khiếp sợ, hắn cuối cùng cũng ý thức được sự kỳ dị và đáng sợ của Tần Lâm. Tên này hai ba chiêu là đã xử lý được mình, kinh khủng quá. Hách Soái biết bản thân mình gặp đối thủ rồi. Chút tài lẻ, mày chẳng phải chỉ có tài châm kim sao? Chẳng nhẽ kim bạc của mày để giết người à? Đúng là buồn cười. Hách Soái cười khẩy nói. Tần Lâm lắc đầu. Kế khích tướng, he he he, anh đề cao bản thân quá rồi đấy. Vậy mày dám cược với tao một ván không? Chúng ta đấu với nhau một trận, nếu như tao thua. Tao sẽ quỳ xuống dập đầu 100 cái, nếu như mày thua, mày phải đưa 5 triệu, không được thiếu xu nào, mày dám cược không? Hách Soái tuyên bố hùng hồn, trong ánh mắt đầy vẻ cao ngạo, cho dù bị Tần Lâm khống chế hai tay, không còn sức chiến đấu nữa, thì vẫn không nhận thua. Chút tài lẻ, mày thắng tao cũng là thắng không vinh quang. Mày muốn khiến tao tâm phục khẩu phục thì mày phải dùng bản lĩnh thật sự để đánh bại tao. Lời Hách Soái khiến cho Đường Mẫn sững sờ. Vội vàng nói. Tiểu Lâm, đừng nghe gã nói, gã muốn bẫy cháu đấy. Đường Mẫn dù sao cũng gần 50 rồi, là người từng trải, tên Hách Soái này rõ ràng muốn dùng kế khích tướng để chọc giận Tần Lâm, cho hắn cơ hội thứ hai. Đúng, anh Tiểu Lâm, anh đừng để bị hắn lừa. Lâm Nguyệt Giao vô cùng lo lắng, anh Tiểu Lâm khó khăn lắm mới khống chế được hắn, nếu như thả hắn ra thì đúng là tự bê đá đập vào chân mình, nhất định sẽ không có kết quả tốt. Tên Hách Soái này dường như ăn chắc Tần Lâm rồi, trong ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. Tôi là Giao Thất còn anh là con cá nằm trên, anh còn có thể kiêu ngạo như vậy, còn có thể tự tin đến mức mù quáng như thế sao? Vì 100 cái dập đầu của anh, tôi sẽ chơi với anh một ván. Nói xong, Tần Lâm mặc kệ sự khuyên ngăn của Lâm Nguyệt Giao và Đường Mẫn, tiến lên, rút cây kim bạc trên cổ Hách Soái ra. Quả nhiên là hảo hán, lần này chúng ta sẽ đấu với nhau một trận thật sự. Hách Soái tự tin đầy mình, lắc cái cổ, hô hấp nhanh dần, vô cùng kích động, vừa nãy không cẩn thận bị Tần Lâm xử lý, lần này mày không may mắn như vậy đâu. Hồ đồ! Lâm Nguyệt Giao không ngừng kêu khổ, Tần Lâm mà đấu với Hách Soái một trận, dễ thua hơn thắng, Hách Soái chắc chắn không cam lòng việc bị Tần Lâm hạ gục như vậy, nên mới không sợ hãi. Hách Soái phất tay về phía Tần Lâm. Tới đi, tao nhường mày 3 chiêu. Chỉ cần không chơi mấy chiêu bẩn thỉu thì mày không phải đối thủ của tao. Được, thế thì tôi sẽ không khách khí. Tần Lâm lập tức vung tay, xông lên, tay nắm thành quyền, tung ra cú đấm như gió rền sấm chớp, khí thế bừng bừng. Mặt Hách Soái biến sắc, kêu lên. Nhưng Tần Lâm đã vọt đến, hơn nữa một quyền này đúng như dự đoán của Hách Soái nhưng hắn không sao tránh được, hắn vốn không coi Tần Lâm ra gì,
nhưng cú này của Tần Lâm khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Tên này hóa ra giấu tài ghê thật. Hách Soái thầm nghĩ, nhưng nói gì cũng đã muộn rồi, Hách Soái không thể nào cản nổi quyền này, nỗi đau đớn kịch liệt khiến Hách Soái suýt nữa ngất đi, hắn kêu lên một tiếng, máu tươi phun ra nhưng cố gắng nuốt vào. Mày không có tinh thần thượng võ, mày đánh lén tao. Hách Soái tức giận nhìn Tần Lâm, trong lòng khổ không nói nên lời, một quyền kia đã khiến lục phủ ngũ tạng của hắn như nổ tung, một quyền nặng cả trăm cân, sao có thể vậy được. Nhưng sự thật thì rất có sức thuyết phục, Hách Soái bị Tần Lâm ép đến mức liên tục lùi về sau. Người có nghề ra tay là biết ngay có thực lực thật hay không. Đòn này của Tần Lâm là thứ hắn chưa từng thấy. Là anh bảo nhường tôi ba chiêu, đây mới là chiêu thứ nhất. Tần Lâm cười mỉm. Lúc này thừa thắng xông lên, quyền thứ hai được tung ra như mãnh hổ xuống núi, vô cùng cuồng bạo. Á! Hách Soái lại bị cú đấm của Tần Lâm đánh trúng, lần này xương bả vai trong nháy mắt vỡ vụn, Hách Soái đau đến mức nhe răng toét miệng, khuôn mặt vô cùng vặn vẹo. Tần Lâm căn bản không thèm nghe hắn nói, đòn cuối cùng đánh vào chính giữa mặt hắn, răng cửa của Hách Soái trong nháy mắt văng ra, máu tươi phun ra, căn bản không ngừng được. Hách Soái khóc không ra nước mắt. Tại sao mình phải giả bộ, nhưng Tần Lâm ba chiêu, đúng là tự mình hại mình mà. Mày không có tinh thần thượng võ, tao không tránh. Hách Soái nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt vô cùng âm hiểm, nhưng lại đầy sự khủng hoảng. Lâm Nguyệt Giao kích động nhảy lên, ánh mắt vô cùng nóng bỏng, bởi vì anh Tiểu Lâm cuối cùng cũng đã báo thù cho cô. Đánh hay lắm, anh Tiểu Lâm đánh hay lắm. Nhìn thấy Hách Soái bị đánh đến mức không còn sức đánh trả, Lâm Nguyệt Giao thậm chí còn lăm le. Muốn xông lên đánh hắn một trận. Đường Giang Sơn và mẹ anh ta vô cùng kích động, vừa nãy Tần Lâm đánh cược với Hách Soái, bọn họ nghe mà cũng lo thay. Thắng rồi, chúng ta không phải ngồi tù rồi, hu hu hu. Tôn Hiểu Dĩnh kích rộng đến mức hai mắt đẫm lệ, con trai mình cuối cùng cũng không phải ngồi tù rồi, tâm tình của bà ta vô cùng sung sướng. Cùng lúc đó, sắc mặt Băng Nghiên trở nên vô cùng khó coi, Hách Soái lại thua sao? Sao có thể chứ, hơn nữa căn bản không hề có khả năng đánh trả, hồn bay phách lạc, mặt sưng phồng lên, xương vai vỡ vụn, khiến hắn đau đến mức suýt bất tỉnh, xương cắm sâu vào thịt, cái cảm giác đau đớn đó không lời nào diễn tả được. Tần Lâm cười nói, nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Hách Soái, ánh mắt của tên này quật cường thật đấy. Quỳ xuống dập đầu chưa? 100 cái, không được thiếu cái nào. Hách Soái trầm giọng nói. Trận hôm nay không tính. Tao thua mày, nhưng tao không tránh, đợi tao khỏi rồi thì chúng ta lại phân cao thấp tiếp. Lâm Nguyệt Giao tức giận nhìn Hách Soái, tên này lật lọng thật, muốn trốn nợ đây. Anh không biết xấu hổ à? Ê, chẳng phải anh bảo, thua là quỳ xuống dập đầu sao? Hách Soái nghiêm trang nói. Thế thì sao chứ, tao còn chưa ra tay, tao là người bị thương, tao không tránh mà nó đánh tao bị thương, thắng mà không đẹp. Người tập võ phải biết đấu công bằng. Thế này không công bằng, đợi tao khỏi rồi, chúng ta sẽ đại chiến 300 hiệp. Tần Lâm cười khẩy. Anh nói đấu lại là đấu lại hả? Anh nói không công bằng là không công bằng hả? Anh nghĩ ông đây là loại để anh chơi đùa hả? Hách Soái cười khẩy, bắt đầu chơi bẩn. Vậy thì mày muốn thế nào, tao còn chưa ra tay, mày mà dám đánh tao, tao sẽ báo cảnh sát. Cùng lắm chúng ta chó cùng rứt dậu, dù sao Đoạn Băng còn trong tay tao, muốn ngồi tù à? Tao thành toàn cho bọn mày. Hai mắt Tôn Hiểu Dĩnh giật giật, bà ta sợ Hách Soái bị ép đến mức nổi khùng, đến lúc đó bọn họ đưa Đoạn Băng cho cảnh sát thì đúng là chúng ta mất công đi rồi. Không được, không được, Tiểu Lâm, chúng ta đưa tiền có được không? Đưa tiền, bà có tiền sao, có tiền thì bà đưa đi. Tần Lâm lạnh lùng nhìn Tôn Hiểu Dĩnh, Tôn Hiểu Dĩnh nháy mắt ỉu xìu, mím môi, không biết nên nói gì. Hách Soái tỏ vẻ điếc không sợ súng, dù sao bây giờ đoạn video còn trong tay họ, hắn mới là người có quyền. Hừ, bây giờ đưa tiền còn kịp đấy, nếu như tao đổi ý thì bọn mày chết chắc. Bốp, Tần Lâm tát một phát lên mặt Hách Soái, mặt hắn in hẳn 5 ngón tay, trong nháy mắt sưng phồng lên, cái tát này của Tần Lâm đã khiến hắn rơi mất 3 cái răng, đầu ông ông lên. Mày dám đánh tao? Đánh anh thì sao, anh là cái đồ rác rưởi thích lật lọng. Tôi đánh anh đấy thì làm sao, có đủ vang không? Tôi tặng anh thêm phát nữa nhé. Nói xong, Tần Lâm lại tát vào mặt Hách Soái, hai bên mặt đều sưng lên,
hàm răng trắng tinh bị Tần Lâm tát đến rơi một nửa, toàn miệng đầy máu. Băng Nghiên đứng bên mà mặt tái nhợt, hai tay không ngừng run rẩy, chuyện gì thế này? Mẹ kiếp, tao giết mày. Hách Soái muốn thuyết phục đám Tần Lâm nhưng tên này không nghe. Thế thì chỉ có nước chó cùng rứt dậu, cùng chết thôi. Hách Soái nghiến răng, quơ tay đánh Tần Lâm, Tần Lâm lại ra đòn, đạp gãy cánh tay còn lại của hắn. Chết rồi. Lần này chết thật rồi. Băng Nghiên biết Hách Soái căn bản không phải đối thủ của Tần Lâm, bây giờ trong đầu cô ta chỉ có một chuyện, đó là chạy. Tiếp tục ở lại đây thì không còn đường chạy nữa. Tiền của cô ta, nhà của cô ta đều sẽ bị bọn họ cướp hết. Cô ta không muốn toàn bộ những gì mình làm được, toàn bộ thành quả của kế hoạch được lên trong thời gian dài đều trôi theo dòng nước, cho dù là lừa để đoạt được, Băng Nghiên cũng không muốn nghĩ đến cảnh mình sống nghèo sống khổ. Cô ta vốn muốn ép khô Đường Giang Sơn, nhưng không ngờ cuối cùng lại bị Đường Giang Sơn dồn vào góc chết, anh ta tìm được cao thủ thực sự khiến ngay cả Hách Soái cũng bị ăn đòn, bây giờ cô ta nhất định phải chạy nhanh khỏi đây. Nghĩ đến đây, Băng Nghiên co giò chạy, nhà và tiền đều là của cô ta nhất định sẽ không nhả ra đâu, cho dù Hách Soái có hứa hẹn, cô ta vẫn sẽ không làm theo, dù sao cũng đâu phải cô ta nói nên cô ta sẽ không thừa nhận. Băng Nghiên đâu phải loại tiêu tiền như nước như Hách Soái, tiền đã vào túi cô ta rồi thì còn lâu mới chui ra được. Tần Lâm vừa nhìn qua thấy Băng Nghiên còn dám chạy. Trước nay chưa từng có chuyện này, ở trong tay Tần Lâm tôi mà cô còn dám chạy, nằm mơ đi. Tần Lâm phất tay, phóng ra một cây kim bạc, châm vào mắt cá chân cô ta, trong chốc lát, Băng Nghiên ngã nhào trên đất, hai chân đều tê dại, không thể động đậy được. Hu hu hu, anh muốn làm gì? Băng Nghiên chống tay trên mặt đất, không ngừng lùi về sau, nước mắt chảy tùm lum. Tần Lâm cười khẩy nói. Tôi muốn làm gì á? Cô phải là người rõ nhất chứ, cô lừa người ta tiền, nhà, bây giờ còn muốn bóc lột hết tiền của Đường Giang Sơn. Để anh ta làm trâu làm ngựa cho cô, bán mạng đổi tiền, cô hỏi tôi muốn làm gì? Cô lừa người ta như vậy, lương tâm cô không đau à? Cô không cảm thấy mình có vấn đề thì sao cô còn chạy? Ánh mắt Băng Nghiên lạnh lẽo, nghiến chặt răng, nhưng những lời Tần Lâm vừa nói đều là sự thật. Anh đừng lại đây, anh muốn làm gì? Tôi hét lên đấy. Băng Nghiên lo sợ, sắc mặt tái nhợt, lúc này Hách Soái không giúp được cô ta, ngay cả hắn cũng khó bảo toàn tính mạng. Tần Lâm bình tĩnh nói. Yêu cầu của tôi đâu có cao, phun tiền ra, phun nhà ra, phun video ra. Băng Nghiên hét lớn. Anh nằm mơ đi, anh muốn đòi lại cái gì? Tiền và nhà đều là của tôi, anh không lấy lại được đồng nào đâu. Tần Lâm cười khẩy, xoa xoa nắm đấm, tiến đến gần Băng Nghiên. Thật sao, đều là của cô à? Ha ha ha, cô đúng là loại phụ nữ không biết xấu hổ, tôi đúng là lần đầu gặp loại như cô đấy. Đường Giang Sơn, nghe thấy chưa, tiền và nhà đều là của cô ta, chẳng liên quan gì đến cậu cả. Anh đừng lại đây, cứu mạng. Băng Nghiên hét lớn, nhưng xung quanh đâu có ai, tay anh cầm kim bạc, đâm vào cổ họng Băng Nghiên, cô ta gào thét mãi mà không thét được tiếng nào, nước mắt lộp bộp rơi, trong ánh mắt đầy sự sợ hãi. Tôi hỏi thêm lần nữa, cô có giao tiền và nhà ra không? Không. Băng Nghiên tiếp tục gào lên, cô ta không tin. Tần Lâm dám làm gì với cô ta? Vậy thì được thôi, có vẻ như tôi chỉ có thể dùng chút thủ đoạt để cô muốn chết không được, muốn sống cũng không xong. Tần Lâm liên tục đâm kim bạc lên đầu gối, cánh tay, sau lưng, lúc đó, sắc mặt cô ta tái nhợt, quỳ trước mặt Tần Lâm bắt đầu dập đầu liên tục. Mọi người nhìn thấy vậy mà trợn tròn mắt, sao có thể chứ? Bốp, 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 từng cái dập đầu nối đuôi nhau, cô ta dập đầu đến mức chảy máu. Tiếng khóc lóc liên tục vang lên, cô ta căn bản không có sức để phản kháng, cô ta cũng đâu có muốn dập đâu, nhưng hết cách rồi, tay chân không nghe lệnh cô ta, cứ liên tục dập đầu. Tần Lâm nhìn Hách Soái. Bây giờ đến lượt anh. Đường Mẫn và Lâm Nguyệt Giao nhìn nhau, không ngờ Tần Lâm có bản lĩnh như vậy, kỹ năng sử dụng kim bạc xuất sắc quá, đúng là đáng sợ mà. Khiến Băng Nghiên chủ động dập đầu, hơn nữa còn không tự chủ được, nghĩ mà ra đầu bọn họ cũng tê dại. Mà lúc này, trên trán Băng Nghiên đầy máu, tiếng dập đầu bốp bốp liên tục vang lên khiến người ta nghe mà rợn tóc gáy. Độc ác quá, độc ác quá. Nhưng Lâm Nguyệt Giao lại càng thêm hận bọn họ, kẻ đáng thương ắt có điểm đáng hận, điều này không cần phải ghi ngờ. Lúc trước Băng Nghiên kiêu ngạo như thế, bây giờ chật vật đến vậy,
nước mắt hòa cùng máu, chảy đầy trên mặt, trông vô cùng buồn nôn. Cả người Hách Soái run rẩy, sắc mặt tái nhợt, không dám nhìn thẳng Tần Lâm. Tôi dập đầu, được không? Hách Soái quỳ thẳng xuống đất, giống y hệt Băng Nghiên, điên cuồng dập đầu. Lâm Nguyệt Giao nghiến răng nghiến lợi mà nói, ánh mắt vô cùng hưng phấn. Chưa ăn cơm à, dùng sức. Bốp, bốp. Hách Soái cũng liều mạng dập đầu, bởi vì hắn thực sự không muốn để Tần Lâm đâm kim lên người. Băng Nghiên bị Tần Lâm đâm kim nên không tự chủ được mà bắt đầu điên cuồng dập đầu, điều này khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Hách Soái biết bản thân không phải đối thủ của Tần Lâm, bây giờ tình hình yếu thế, kẻ thức thời mới là Trang Hào Kiệt, cũng đâu chạy được, dập đầu nhận lỗi cho xong chuyện vậy. Nhưng đáng ghét là Băng Nghiên kia trong thời khắc quan trọng lại muốn chạy, vứt mình ở đây, Hách Soái cảm thấy vô cùng buồn bực, tai vạ đến nơi mà dám chạy trước, hắn cuối cùng cũng biết được lòng dạ rắn rết của người đàn bà này. Con tiện nhân này, đáng đời, tôi nhổ. Tôn Hiểu Dĩnh chống eo, ghét cay ghét đắng Băng Nghiên, tức đến mức nghiến chặt răng. Người ta đều bảo mẹ chồng con dâu là oan gia, mặc dù cô ta còn chưa vào cửa, nhưng bà ta đã hận cô ta đến mức ngứa răng rồi, lúc trước khinh mình ngay trước mặt con trai mình, sai tới sai lui, như dắt chó vậy. Lần này, phong thủy luân chuyển, cuối cùng cũng đến lúc cô ta gặp đen đủi. Hừ, cô đúng là con phò. Tôi nhìn thấy bộ dạng của cô là biết ngay. Tôn Hiểu Dĩnh thoải mái chửi bới, trong lòng vui vẻ vô cùng, xông lên, đạp cho Băng Nghiên mấy cái, cô ta vẫn không ngừng dập đầu, cả người run rẩy. Đúng, cái loại này phải dạy cho cô ta một bài học, cái thứ không biết xấu hổ, lừa người lừa tiền, vơ vét chiếm đoạt tài sản, cho cô ta vào tù đi. Lâm Nguyệt Giao độc ác nói, mọi người đều cảm thấy tức giận với chuyện của Băng Nghiên và Hách Soái, bọn họ lừa người ta vào chỗ chết. Đúng là độc ác, nên chặt bọn họ ra cho chó ăn thì mới hả giận. Hách Soái vừa khóc vừa nói, cả người mất hết sức, mặt mày tái nhợt, chảy đầy máu. Tôi đã dập đầu 100 cái, đại ca, lúc nào thì tôi mới có thể dừng. Tần Lâm sững sờ, gật đầu nói. Đúng không, tôi còn chưa đếm, làm lại đi, dù sao anh cũng thích chơi lại mà, lần này tôi sẽ nhớ đếm. Hách Soái tức đến mức muốn ngất, Tần Lâm rõ ràng cố ý. Nhưng bây giờ nằm trong tay người ta, hắn chỉ có thể nhịn. Hách Soái lại dập đầu. Được, tôi dập đầu. Lúc này sắc mặt Đường Giang Sơn vô cùng khó coi, quỳ bên cạnh Băng Nghiên, hiên ngang lẫm liệt mà nói. Mẹ, mẹ đủ rồi, Băng Nghiên đáng thương như vậy, mẹ đừng đánh cô ấy nữa. Thời khắc này, Lâm Nguyệt Giao trợn tròn mắt, trên đời này có kẻ hèn mọn như vậy à? Người ta lừa anh đến mức này, coi anh như chó. Lừa hết tài sản của anh, mà anh còn che chở cho cô ta. Lâm Nguyệt Giao lắc đầu, không tin nổi nữa. Anh bị điên hả, anh không phân biệt được tốt xấu hả? Anh có biết mình đang làm gì không? Anh hèn quá đấy. Ánh mắt Tần Lâm sắc như dao, tát một phát lên mặt Đường Giang Sơn. Bốp! Nước trong quá thì không có cá, loại hèn thế này đúng là vô địch thiên hạ. Đường Giang Sơn sợ sệt nói. Anh đánh tôi làm cái gì? Mẹ! Anh ta đánh con, mẹ thấy chưa? Tần Lâm tức giận nói. Đánh cậu, tôi muốn đánh chết cậu đấy. Cậu thấy mình có hèn không? Người ta đá cậu rồi, không cần cậu nữa, lừa tiền của cậu, nhà của cậu, mà cậu còn đỡ lời cho người ta à? Đáng thương, thế bản thân cậu có đáng thương không? Cậu chẳng phải cảm thấy mình rất cao thượng sao? Vì tình yêu có thể vứt bỏ tất cả. Điều này đúng là khiến tôi muốn tát chết cậu. Tần Lâm lại tát một phát lên mặt Đường Giang Sơn, đánh đến mức Đường Giang Sơn phải cúi xuống đất tìm răng. Bây giờ bố cậu còn đang nằm trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cơ thể càng ngày càng yếu, càng ngày càng sa sút. Bởi vì sao chứ? Bởi vì bị cậu làm cho tức chết. Cậu bảo cô ta đáng thương, bố cậu thì không đáng thương chắc. Tần Lâm nghiêm túc nói, căm tức nhìn Đường Giang Sơn. Bố cậu cả đời ngậm đắng nuốt cay. Ngay cả một bộ quần áo cũng không nỡ mua, vì cho cậu tiền mua nhà, vì để cậu thành công, vì để cậu có thể rạng danh ở chốn đô thị phồn hoa này, 30 năm như một, luôn liều mạng kiếm tiền vì cậu, ông ấy không đáng thương sao? Mẹ kiếp, lương tâm cậu bị chó tha rồi à? Bây giờ cậu còn bảo con đàn bà ấy đáng thương, vậy thì bố cậu đáng làm nô lệ, làm chó cả đời cho cậu à? Trong ánh mắt của Tần Lâm đầy sự khinh bỉ, hận không thể rèn sắt thành thép. Tên Đường Giang Sơn này hoàn toàn chẳng được tích sự gì,
bây giờ lại còn bảo vệ cho con tiện nhân kia. Anh ta còn hèn hơn cả Băng Nghiên. Tôi, Đường Giang Sơn đầy sự phức tạp, nhìn thấy Băng Nghiên dập đầu đến mức mặt đầy máu, tim anh ta vô cùng đau, nhưng những lời trách mắng kia của Tần Lâm khiến tâm tình anh ta thay đổi, hình như vừa thức tỉnh. Anh bị hâm à, con đàn bà này lừa anh đến thế, anh còn ở đây giúp người ta. Anh có nghĩ đến tình cảnh bây giờ của bố anh không, ông ấy còn đang nằm trong viện đấy, vì chuyện của anh mà lao tâm khổ tứ, đau thương buồn phiền, chẳng phải anh nên đi giải thích với bố anh sao? Anh nên nói với bố anh kế hoạch sắp tới của anh chứ? Đúng là ngựa quen đường cũ. Lâm Nguyệt Giao tức đến mức không chịu nổi, hai cái tát kia của Tần Lâm khiến Đường Giang Sơn cuối cùng cũng tỉnh ngộ, mặt mày đầy vẻ xấu hổ. Tôn Hiểu Dĩnh vừa khóc vừa nói, liên tục đánh Đường Giang Sơn. Mày là thằng bất hiếu, mày khiến mẹ và bố mày đau lòng chết mất, bây giờ mày còn ở đây bảo vệ cho con hồ ly tinh này, tao đánh chết cái thằng ngu như mày. Mặt Đường Mẫn cũng đầy vẻ oán trách, Đường Giang Sơn thật sự khiến người ta hết sức thất vọng, đã đến lúc này rồi còn nói thay cho Băng Nghiên. Lâm Nguyệt Giao càng nói càng tức. Anh nghĩ mình si tình sao? Anh là thằng ngu đó, anh đang tuyệt tình chứ đâu có si tình, anh đang vứt hết công ơn dưỡng dục của cha mẹ mình đi đấy. Tần Lâm nhìn Băng Nghiên nói. Bây giờ tôi nói cho tôi biết, có trả tiền, trả nhà không? Băng Nghiên khóc mà nói, hai mắt sưng húp, máu me be bét. Tôi trả ngay đây. Vậy còn đợi gì nữa, mau lên. Tần Lâm nói xong liền gỡ cây kim bạc trên người Băng Nghiên ra, Băng Nghiên mau chóng chuyển tiền cho Đường Giang Sơn. Ngày mai tôi với anh đi chuyển tên sổ đỏ, xin mọi người hãy tha cho tôi. Băng Nghiên run rẩy nói. Mặt mày hoảng sợ, cô ta không dám nhìn vào mắt của Tần Lâm, tên này giống như ác quỷ vậy. Được, cứ vậy đi. Tần Lâm nói, Băng Nghiên bây giờ đã bị Tần Lâm làm cho sợ hãi rồi, cho dù có ăn gan hùm mật gấu thì cũng không dám đắc tội Tần Lâm. Tần Lâm và mọi người rời khỏi đây, tâm tình mọi người đều vô cùng phức tạp. Lúc này chỉ nghe thấy mấy tiếng gào thét kinh khủng ở sau lưng. Mẹ kiếp, mày chạy này, con phò, tao giết mày. Hách Soái đánh đấm Băng Nghiên, bây giờ cô ta đâu còn tiền, hơn nữa còn dám vứt bỏ mình, Hách Soái tức đến mức đánh đấm loạn xạ, ban nãy bị Tần Lâm hạ gục, bây giờ đều xả hết lên người Băng Nghiên, đánh đến mức cô ta sống dở chết dở. Tần Lâm trầm giọng nói, chó cắn chó, có gì mà xem chứ, bây giờ cậu nên đến nhận lỗi với bố cậu đi. Trước giường bệnh, mặt Đường Vũ đầy vẻ tang thương, nhưng lần này ông ta đã hoàn toàn an tâm rồi. Đường Giang Sơn lấy lại được nhà và tiền, đoạn tuyệt với cô gái kia, anh ta cũng hối hận rồi. Ông ta vốn không thích Băng Nghiên, cuối cùng anh ta không nghe người bề trên mà cứ cố làm theo ý mình, khiến ông ta tức đến mức nhập viện, chịu đắng nuốt cay cả đời, suýt nữa đã xuống suối vàng rồi. Đường Vũ có vô vàn kỳ vọng với con trai, nhưng cuối cùng Đường Giang Sơn lại khiến ông ta thất vọng. Đường Giang Sơn đứng trước giường bệnh của bố nói nhỏ. Bố, con xin lỗi. Con biết lỗi rồi. Bây giờ tiền và nhà đều đòi lại được rồi, từ hôm nay trở đi, con nhất định sẽ làm lại từ đầu. Đường Vũ vẫn không nói gì, Đường Giang Sơn là cái thằng nghịch tử, rõ ràng vì Tôn Hiểu Dĩnh chiều hư nên mới có kết cục như ngày hôm nay, đây là do anh ta tự làm tự chịu. Không được, may mà có Tần Lâm ở đây. Lần này là nhờ có Tiểu Lâm, cậu hai vô cùng cảm kích. Đường Vũ vừa nói vừa đứng dậy. Tần Lâm vội đưa tay, đè cậu hai xuống. Tần Lâm cười nói. Chúng ta đều là người một nhà, cậu hai đâu cần khách khí như vậy. Người một nhà. Trong lòng Đường Vũ tràn ngập cảm giác ấm áp, đây mới là người thân thật sự, không vứt bỏ ông ta, trong lúc ông ta sa sút thì đưa tay giúp đỡ, chứ không coi ông ta là trò đùa. Nhưng lúc trước đôi mẹ con này luôn chê trách, châm chọc Tần Lâm, may mà Tần Lâm không tính toán hiểm khích lúc trước. Nếu không lần này không có Tần Lâm thì thằng con bất hiếu này phải ngồi tù rồi. Lâm Nguyệt Giao nghiêm túc nói. Tần Lâm lợi hại như vậy chẳng phải đều nhờ công lao của Tần Đại Sư sao? Tần Đại Sư dạy tốt thật, nếu không anh không được lợi hại như vậy đâu. Tần Lâm, sau này anh phải học hỏi Tần Đại Sư nhiều đấy. Đừng vì học được chút bản lĩnh mà tự cao tự đại, nếu không Tần Đại Sư sớm muộn gì cũng xử anh. Phương pháp châm cứu, cả tài y thuật đều do Tần Đại Sư truyền dạy. Anh không được quên gốc đâu. Đường Mẫn biết Lâm Nguyệt Giao sâu nặng với Tần Đại Sư, nhưng con bé này lúc nào cũng khen anh ấy, ngay cả bản thân bà ấy cũng thấy dở khóc dở cười. Tần Lâm cười nói. Anh biết rồi,
em nói đúng lắm, anh nhất định học hỏi Tần đại sư. Đường Vũ mặc dù không giỏi ăn nói, nhưng hiểu lễ nghĩa, biết ai đối tốt với mình, Tần Lâm là cháu ngoại ông ta, không nói nhiều với ông ta, nhưng dù sao một giọt máu đào hơn ao nước lã, trong thời khắc quan trọng cứu lấy cả gia đình ông ta, không có anh thì cho dù là Đường Mẫn cũng không cứu nổi. Đường Vũ lạnh lùng nói, còn không mau cảm ơn Tiểu Lâm, không có nó, chắc mày ngồi tù rồi đấy. Quỳ xuống cho tao. Đường Giang Sơn sợ đến mức quỳ xuống. Cảm ơn anh Tần Lâm, lần này may có anh giúp, nếu không tôi ngồi tù rồi, sau này có việc gì cần tôi giúp, anh cứ nói, tôi sẽ không từ chối. Tần Lâm gật đầu. Nói hay lắm. Tôn Hiểu Dĩnh cười nói. Vứt được Băng Nghiên ra khỏi đời con trai mình, lần này bà ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, mọi người đều là người một nhà, khách khí cái gì, lần này cũng được coi là cả nhà vui vẻ. Đường Mẫn cười nói. Đúng vậy anh hai. Anh cần phải dưỡng bệnh thật tốt, đợi anh khỏi rồi, chúng ta lại tụ tập một bữa. Đường Vũ mỉm cười gật đầu, nhìn Tôn Hiểu Dĩnh. Tiền đâu? Tôn Hiểu Dĩnh tỏ vẻ không hiểu. Tiền gì? Đường Vũ nói. Tiền Tiểu Mẫn cho chúng ta mượn. Tôn Hiểu Dĩnh nói nhỏ. Chẳng phải để cho con trai chúng ta trả tiền trả góp nhà sao? Đường Vũ thấp giọng nói. Trả góp nhà cần nhiều tiền vậy chắc, mau trả toàn bộ tiền cho Đường Mẫn. Không được giữ lại xu nào. Tôn Hiểu Dĩnh lẩm bẩm nói. Chẳng phải nó là tiền chúng ta mượn của em hai sao, nếu không Đường Giang Sơn nhà chúng ta phải trả nợ cả đời đấy, phải tiết kiệm cả đời đấy. Đường Vũ tức giận nói. Nhanh, nếu không tôi sẽ ly hôn với bà. Ông, Tôn Hiểu Dĩnh nghiến răng nghiến lợi, hốc mắt đong đầy nước, lúc này bà ta sao có thể cam lòng trả tiền cho Đường Mẫn, miếng thịt béo bở, sao có thể nói cho là cho người khác được. Đó là hơn 1 triệu đấy, cả đời bọn họ mới tiết kiệm được 200.000 thôi, mà đưa hết cho Đường Giang Sơn mua nhà rồi, khó khăn lắm mới lấy lại được tiền, bây giờ trả cho người khác thì sao được. Nhưng Đường Vũ đã nổi giận, Tôn Hiểu Dĩnh cũng hơi sợ, nhiều năm rồi Đường Vũ chưa bao giờ nổi giận với bà ta, cũng chưa từng mắng bà ta, nhưng lần này ánh mắt của ông ta đầy sự tức giận, khiến bà ta cảm thấy sợ. Bà không nghe thấy lời tôi nói à? Đường Vũ trầm giọng nói. Khiến Tôn Hiểu Dĩnh sững sờ, ánh mắt của Đường Vũ như đang ăn thịt người vậy, Tôn Hiểu Dĩnh biết nếu bà ta không đưa thì Đường Vũ sẽ thật sự bỏ bà ta. Lòng Tôn Hiểu Dĩnh như nhỏ máu, đấy là hơn 1 triệu đó. Tôi đưa là được chứ gì? Đường Giang Sơn, con nhớ kỹ cho bố, chúng ta có thể nghèo, nhưng không thể mất đi cốt cách, nếu như không có tiền, không trả nổi tiền nhà thì bán căn nhà đi về nông thôn ở, không ai cười con đâu. Còn muốn sống cuộc sống nhà lầu xe hơi, thì phải tự biết nỗ lực, tự biết phấn đấu, bố cho con học đại học, nuôi con nhiều năm như vậy. Người ta cho tiền chung quy vẫn là của người ta, chỉ có tự lực thì mới có địa vị. Sống lưng của đàn ông còn quan trọng hơn mặt mũi. Đường Vũ mặc dù chẳng được học hành tử tế, nhưng biết làm người thì phải bất khuất, biết tiến biết lùi, biết một người đàn ông nên sống thế nào. Hỏi không đáp, nhưng mỗi câu nói của Đường Vũ đều có nội hàm, rất khí phách. Tần Lâm khẽ gật đầu, lời Đường Vũ vô cùng hữu dụng với Đường Giang Sơn, lần này ngay cả Tôn Hiểu Dĩnh cũng không dám nói bừa trước mặt ông ta. Sống lưng của đàn ông quan trọng hơn mặt mũi, câu nói này khiến Tần Lâm cảm thấy rung động, sự nghiêm túc của Đường Vũ khiến mọi người ở đây không dám khinh thường. Đường Mẫn kiên định nói, không cần đâu anh hai, chỗ tiền này coi như là em cho anh, nếu như anh muốn cho Giang Sơn thì anh có thể tự quyết định, không cần từ chối, em không có ý gì khác. Em biết anh luôn là người cương trực, nhưng những năm này nhà họ Đường bọn em nợ anh quá nhiều. Anh vĩnh viễn là anh hai của em, năm đó anh chịu biết bao khổ đau cũng là chịu thay cho chị em sẽ vĩnh viễn ghi nhớ. Đường Vũ phất tay nói. Tiểu Mẫn, hai, chuyện năm đó đã qua rồi, không cần nhắc lại nữa, nhiều năm như vậy, anh cũng quen rồi. Lúc này, điện thoại của Tần Lâm reo lên, là Trúc Linh Linh gọi đến. Tần Lâm chào tạm biệt mọi người sau đó vội vàng rời đi. Cậu hai, cậu yên tâm dưỡng bệnh, cháu có việc phải đi trước. Tần Lâm hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy Linh Linh? Giọng Trúc Linh Linh qua điện thoại có vẻ khá sốt ruột. Anh mau qua đây đi anh Tiểu Lâm, nhà họ Trúc bọn em lần này xảy ra chuyện rồi. Sao vậy? Tần Lâm nhíu mày, mặc dù anh chưa hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện, nhưng anh có thể đoán được là do Trúc Nhị Bạch gây nên. Nếu như không phải bọn họ, bây giờ Linh Linh vẫn còn là lãnh đạo của Y Dược Văn Hòa,
và cũng không bị nhà họ Trúc đuổi ra khỏi hội đồng quản trị, mất đi quyền lực, trở thành người thường. Nhà họ Trúc bây giờ trông có vẻ như mặt trời buổi ban trưa, nhưng sau khi được cải cách triệt để thì đã có nhiều lỗ hổng, không có Trúc Linh Linh, công ty hoàn toàn không còn những ngày huy hoàng như trước. Một lời khó nói hết, anh cứ qua đây đi đã, bây giờ em không biết nên làm thế nào. Sau khi Tần Lâm nhận được cuộc điện thoại của Trúc Linh Linh liền vội vàng quay về, lúc này cũng muộn rồi, nhưng Trúc Linh Linh vẫn chưa nghỉ ngơi, vẫn đi lại trong nhà, trên mặt đầy vẻ lo lắng bất an. Chỉ đến khi Tần Lâm về, Trúc Linh Linh mới yên tâm hơn. Cuối cùng anh cũng về rồi. Trúc Linh Linh nắm lấy tay Tần Lâm. Từ từ hãng nói, xảy ra chuyện gì rồi? Bây giờ nhà họ Trúc định rút ruột Y Dược Văn Hòa, lấy tất cả vốn lưu động của Y Dược Văn Hòa đổ vào công ty mẹ của nhà họ Trúc ở tỉnh Lỵ, Trúc Thị Y Mỹ. Tối hôm nay bọn họ hành động rồi, làm vậy để cứu công ty mẹ, đẩy Y Dược Văn Hòa vào chỗ chết. Một khi Y Dược Văn Hòa mất đi nguồn vốn lưu động thì nhất định sẽ rơi vào thế bị động, đối thủ nhiều như vậy, Y Dược Văn Hòa bị mất nguồn vốn nhất định sẽ phá sản. Bây giờ Y Dược Văn Hòa có giá hơn 1 tỷ trên thị trường. Công ty mẹ cũng không phải đối thủ. Trúc Linh Linh sốt ruột nói. Nhưng bọn họ bây giờ muốn phân tách Y Dược Văn Hòa để cứu lấy công ty mẹ, thế thì không xong rồi. Vốn lưu động của Y Dược Văn Hòa hàng trăm triệu, bọn họ định sử dụng hết, để đổ vào công ty mẹ Trúc Thị Y Mỹ, đúng là chuyện vớ vẩn mà. Em đã thầm điều tra rồi, Trúc Thị Y Mỹ căn bản chỉ là một cái vỏ rỗng, nhà họ Trúc đã phá tan cái công ty Trúc Thị Y Mỹ ra từ lâu rồi, hơn nữa tổn thất rất lớn. Tất cả mọi người nhà họ Trúc đều ngồi rừng ăn hoang, Trúc Thị Y Mỹ chỉ còn là một cái vỏ rỗng thôi, cho dù là uy tín hay là khả năng phát triển thì đều rất tệ, đây đúng là ném tiền qua cửa sổ mà. Mấy ngày nay Trúc Linh Linh không có rảnh, mặc dù cô ấy không phải là chủ tịch của Y Dược Văn Hòa nữa nhưng dù sao công ty cũng từng là tâm huyết của cô, nếu như đưa cho người khác như vậy thì Trúc Linh Linh cũng cảm thấy nuối tiếc, hơn nữa cô ấy luôn đặt nhiều kỳ vọng vào Y Dược Văn Hòa. Tần Lâm cười hỏi. Thế nên, Trúc Linh Linh mất kiên nhẫn nói. Vậy nên anh mau giúp em nghĩ cách đi. Tần Lâm bó tay hết cách, điềm nhiên nói. Hết cách rồi, để bọn họ tự làm đi, để bọn nó chơi nát cái công ty ra rồi, đợi đến khi bọn họ biết lỗi của mình thì sẽ đi tìm em. Trúc Linh Linh không vui, bản thân sốt ruột thế này mà anh Tiểu Lâm vẫn bình chân như vậy, chẳng quan tâm gì cả. Em không có thời gian đùa anh đâu, anh Tiểu Lâm, anh nghiêm túc đi. Tần Lâm cười khẩy. Bọn họ còn định mang cả phương thuốc đường thần số 2 đi đấy, tức là rút hết vốn của công ty đi, khiến Y Dược Văn Hòa rơi vào tình cảnh hiểm nghèo. Trúc Thị Y Mỹ định mượn đường thần số 2 để nâng công ty lên, vực dậy nhà họ Trúc. Trong mắt bọn họ Y Dược Văn Hòa không phải đứa con tinh thần của họ mà là Trúc Thị Y Mỹ. Ông nội cũng đồng ý, còn suýt nữa chuyển hết tài sản trong nhà mình đi, ông hai nói thế nào liền làm thế đấy. Để bọn họ làm đi, không có em. Hợp tác giữa Y Dược Văn Hòa và tập đoàn Hiên Viên cũng bị dừng, bọn họ muốn lợi dụng đường thần số 2 cũng không dễ đâu, việc xuất nhập khẩu nguyên liệu thuốc cũng là vấn đề. Ở vùng Hoa Đông, tập đoàn Hiên Viên bây giờ đã làm lũng đoạn giới dược liệu rồi, một khi tập đoàn Hiên Viên khống chế cục diện, Trúc Thị Y Mỹ căn bản không lấy được dược liệu đâu. Bây giờ dược liệu cả nước chỉ có vùng Hoa Đông và ba tỉnh Đông Bắc có. Không có gạo thì sao nấu được cơm? Có được phương thuốc của đường thần số 2 rồi nhưng không sản xuất được thuốc thì sẽ tạo ra sự công kích với thị trường, đến lúc đó thì bọn họ chỉ có nước tự làm tự chịu. Trúc Linh Linh lo lắng nói. Ý anh là, bọn họ căn bản không mở được thị trường. Kế hoạch sẽ thất bại. Bây giờ cái em lo là, Y Dược Văn Hòa sẽ bị đào rỗng, Trúc Thị Y Mỹ cũng sụp đổ, tài sản của hai công ty đều không còn. Tần Lâm cười nói. Đúng, như thế mới tốt. Anh Tiểu Lâm, anh. Tần Lâm ung dung nói. Không đến đường cùng, bọn họ sao biết được mình ngu thế nào. Dồn vào chỗ chết rồi hồi sinh, nhà họ Trúc mới có thể nằm trong tay em. Ông bà nội bây giờ khinh lời em nói, Trúc Nhị Bạch chắc chắn càng không nghe lời em nói. Y Dược Văn Hòa bị bọn họ chia tách, chuyển đi một lượng lớn vốn. Đây là đã sự thật khó thay đổi rồi. Bây giờ bọn họ đang phá đi tường bờ Tây đắp vào tường bờ Đông. Đến lúc đó ngay cả Trúc Thị Y Mỹ cũng sụp đổ. Bọn họ khác sẽ biết nên làm thế nào. Em chỉ cần đợi là được, dục tốc bất đạt, bọn họ tự làm thì phải tự chịu, em không có cách nào ngắn được họ thì chờ họ dừng lại thì em đứng lên, đến lúc đó dù là Trúc Nhị Bạch hay là Trúc Tam Đao thì đều phải cúi đầu nhận lỗi.
Quan hệ hợp tác giữa em và tập đoàn Hiên Viên không ai phá hủy được đâu. Trúc Linh Linh còn hơi chần chừ. Em hiểu rồi anh Tiểu Lâm, nhưng tập đoàn Hiên Viên sẽ phối hợp với em sao? Tần Lâm nói. Công ty lớn như vậy rất chú trọng uy tín và lý tưởng, lúc trước không phải vì em bọn họ mới ký hợp đồng hợp tác sao? Bọn họ chọn em là điều không thể thay đổi, đường thần số 2 của Y Dược Văn Hòa dù lợi hại nhưng nếu Trúc Thị Y Mỹ muốn chơi thì không dễ đâu. Em sợ đến lúc mất cả chì lần chài, Trúc Thị Y Mỹ và Y Dược Văn Hòa đều xong đời, nhà họ Trúc cũng sụp đổ, một gia tộc lớn suy tàn thì dễ chứ vực dậy thì không đơn giản. Trúc Linh Linh lo lắng vô cùng, bản thân là người nhà họ Trúc, cô ấy vẫn luôn nghĩ cho nhà họ Trúc nhưng những người khác của họ Trúc thì chỉ biết tư lợi, đấu đá với Trúc Linh Linh. Ngay cả anh cũng nói như vậy thì có vẻ như em chỉ có thể lựa chọn để yên, Y Dược Văn Hòa bây giờ chỉ còn là một cái vỏ rỗng, chắc không trụ được lâu nữa. Trúc Linh Linh im lặng gật đầu, vội vã cũng vô ích, chỉ có thể bước từng bước một. Trời cũng tối rồi, em mau đi nghỉ đi. Tần Lâm nhìn thấy quầng thâm mắt của Trúc Linh Linh, nhất định là lại mất ngủ rồi, nhà họ Trúc ảnh hưởng khá lớn với cô. Mặc dù ngoài miệng không nói nhưng Tần Lâm thấy, lúc này chỉ có thể chờ nhà họ Trúc suy tàn, lúc đó bọn họ mới hiểu ai là người thực sự làm chủ. Trúc Tam Đao ngu dốt, Trúc Minh Tiểu Nhân, còn có Trúc Nhị Bạch tâm tư bất minh. Nhà họ Trúc đúng là lũ tàn bạo, Trúc Linh Linh ở một mình giữa đám sói thực sự khổ. Cô một lòng vì Y Dược Văn Hòa nhưng lòng người đâu dễ lường. Tần Lâm biết Trúc Linh Linh khổ tâm, người nhà họ Trúc cũng không hiểu, hơn nữa còn đuổi cô đi. Bây giờ nhà họ Trúc đã sụp đổ rồi, dưới sự phá hủy của Trúc Nhị Bạch, chắc chẳng mấy mà rơi vào cảnh tàn lụi, tệ nhất là sụp đổ. Chỉ có như vậy, Trúc Linh Linh mới có thể vực dậy. Nếu không cho dù có giúp cô ấy trấn áp nhà họ Trúc thì cũng chẳng được tích sự gì, cô ấy cũng không thể hàng phục được bọn họ. Nhà họ Trúc vốn đang tốt đẹp, bây giờ bị mình nhúng tay vào, Trúc Tam Đao nhiều tuổi hồ đồ, trong mắt chỉ có việc nhận tổ quy tông mà Trúc Nhị Bạch rõ ràng là loại xấu xa độc ác, muốn thôn tính nhà họ Trúc, cuối cùng sẽ vì lòng tham không đáy, mà rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Mệt mỏi một ngày, Tần Lâm cũng đi nghỉ, ngày thứ hai nhận được cuộc điện thoại của Mã Húc. Lão Tần, đi họp lớp không? Đi tí cho vui. Giọng anh ấy nghe vẻ rất vui, bây giờ giàu rồi, Mã Húc đương nhiên muốn chơi, lúc đầu anh ấy chỉ là người thuộc tầm lớp thấp, nhưng bây giờ lái cả Rolls Royce Cullinan, lắc mình biến thành người giàu, nhất định muốn khoe khoang với đám bạn học. Người đàn ông thành công, một là nở mày nở mặt, hai là áo gấm về làng, Mã Húc cũng vậy. Với Mã Húc mà nói, anh đã phải sống kiếp khổ cực nhiều năm, cuối cùng cũng trở mình thành người có quyền. Đương nhiên cũng nhờ có Tần Lâm, nếu không anh vẫn mãi phải sống cuộc sống khổ cực, người anh em này là người có tiền nhất mà anh từng gặp, cũng là quý nhân lớn nhất đời anh. Tần Lâm cười nói, không đi, cậu họp lớp tớ đi theo làm gì, cậu cứ đi hưởng thụ cuộc sống của người chiến thắng đi, ha ha ha. Mã Húc vội vàng nói, không được, Hàn Tiểu Mỹ nói nhất định cậu phải đi, cô ta muốn xin lỗi cậu, cô ta cứ nhõng nhẽo mãi, tớ cũng hết cách. Đã đồng ý với người ta rồi, cậu không thể để tớ làm người nói lời không giữ lấy lời được. Tần Lâm bất lực nói. Được rồi, thế cậu đến đón tớ đi. Không lâu sau, Mã Húc lái Cullinan đến đón Tần Lâm, Mã Húc mặc vest trắng, trông vô cùng phong độ, vừa nhìn là biết giá không rẻ, hơn nữa rất hợp thời, quả nhiên là đàn ông dựa vào cái mã mà. Tần Lâm cười nói. Sao Hàn Tiểu Mỹ đột nhiên tốt bụng vậy? Mã Húc nói. Chắc cô ta biết mình sai, vậy nên bắt tớ đưa cậu theo, phụ nữ mà, mắt cao quá chán, tham vật chất. Tần Lâm kinh ngắc nói. Bây giờ cảnh giới của cậu cao vậy à? Có tiền rồi thì nói gì cũng đúng, ha ha ha. Mã Húc cười phá lên rồi nói, hai người đến khách sạn lớn nhất tỉnh Lỵ, ở cổng có không ít xe, cao cấp nhất là BMW, Mercedes-Benz, cũng có một ít xe quèn, nhưng dạng như Rolls Royce thì đúng là bắt mắt. Xe vừa dừng ở cổng liền có hai bảo vệ tiến lên giúp Mã Húc đỗ xe. Thưa anh, đưa xe cho tôi là được, tôi sẽ đỗ giúp anh. Bảo vệ cười nói, trên mặt đầy vẻ nịnh nọt, khiến Mã Húc cảm thấy kiêu ngạo, đúng là niềm vui của người có tiền, đơn giản vậy thôi, chất phác không màu mè. Ừ, đỗ đi. Mã Húc rút 200 tệ ra đưa cho hai bảo vệ, họ vui không khép được miệng, mau chóng cẩn thận đỗ xe. Tần Lâm cười lắc đầu. Có vẻ như Mã Húc đúng là đang hưởng thụ cuộc sống, cũng có thể là lúc trước sống khổ quen rồi, bây giờ mới biết sống hưởng thụ.
Lái Rolls Royce, dù là đi đến đâu thì cũng thành tiêu điểm, Mã Húc mặc một bộ vest màu trắng, khi xuống xe hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của phụ nữ, đơn giản, ung dung như vậy. Có thể lái được Rolls Royce thì tài sản ít cũng phải cả trăm triệu, phụ nữ ai chẳng thích chồng giàu, dù là ít hay nhiều tuổi thì cũng vậy, chiếc xe này chính là điểm hút mắt của bọn họ. Mà Mã Húc cũng vô cùng kiêu ngạo, hấp dẫn nhiều tiếng hét chói tai và cái vẫy tay của phụ nữ, trẻ tuổi như vậy mà có thể lái được Rolls Royce thì ít lắm, người đàn ông như này tốt hơn nhiều gã nhiều tuổi khác, ít nhất cơ thể cũng khiến phụ nữ thỏa mãn. Dù sao ở với ai cũng giống nhau, sao không kiếm một người giúp mình sống tốt hơn chút chứ? Phụ nữ bây giờ đều vậy, thích vật chất, cuộc đời ngắn ngủi, ai mà chẳng muốn tìm đường tắt chứ? Mã Húc, có phải Mã Húc không? Mẹ kiếp, tên này lái được cả Rolls Royce cơ à? Giỏi thế. Thật không đấy, không phải chứ, tớ chưa từng nghe qua đâu, tên này lúc trước chẳng phải vẫn luôn đi làm ở công ty nhỏ sao, khổ như chó, sao đột nhiên lại lái được Rolls Royce vậy? Cậu xem, đó là Mã Húc phải không, như thay hình đổi xác, bạn bè lâu năm, sao tớ nhận nhầm được? Thật à, thành đạt rồi, không ngờ Mã Húc chúng ta lại trèo lên cành cao biến thành Phượng Hoàng đấy, ha ha ha. Ít lời thôi. Bây giờ phải gọi là anh Mã, người ta là ông chủ lớn đấy. Đám bạn học đứng ở cổng nhìn thấy Mã Húc mà hai mắt phát sáng. Lâu rồi nhỉ, mọi người. Mã Húc cười nói, gật đầu với đám bạn học, chỗ đó khoảng 10 người, họ đều tươi cười với Mã Húc. Thấy Mã Húc khoác trên mình bộ vest phẳng phiu, khí chất ngời ngời, lái Rolls Royce, tất cả mọi người đều muốn gọi Mã Húc một tiếng, anh. Có mấy bạn học nữ nhìn thấy Mã Húc, mắt sáng lên. Bây giờ bọn họ đang độ tuổi kết hôn, hơn nữa đây còn là buổi họp lớp, bây giờ Mã Húc là bạch mã hoàng tử hot hòn họt, bất kỳ cô gái nào đều không từ chối được. Anh Mã, dạo này cậu kinh doanh cái gì vậy, lái được cả Rolls Royce thế này, không đơn giản nha. Đúng vậy anh Mã, bây giờ chắc cậu là người được nhất lớp mình nhỉ. Có người giơ ngón cái nói, Mã Húc phất tay, không quan tâm. Anh Mã, bây giờ cậu thành đạt thế này thì đừng quên bạn học cũ nhé. Chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau đấy, mọi người đều mặc cùng một cái quần mà lớn lên mà, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Lâu lắm rồi không gặp mà nói mấy lời khách khí vậy à, anh Mã nhất định không quên chúng ta đâu. Hôm nay chúng ta không say không về. Đúng vậy, anh Mã, cậu có nhớ khi đi học, tôi còn đèo cậu ra sau núi bắn chim không? Đúng đúng đúng, lúc đó chẳng phải lên núi bắt chim sao, sau đó xuống sông mò cá, lúc đó cậu còn bị đỉa cắn. Tôi phải lấy giày ra đập nó, nếu không nó chui vào người cậu thì chết mất. Tôi là ân nhân cứu mạng của cậu đó, cậu không được quên tôi đâu nha, anh Mã, ha ha. Đám bạn học díu dít nói, tất cả đều muốn kéo quan hệ với Mã Húc, bọn họ liên tục lôi mấy chuyện cũ mềm lông gà vỏ tỏi ra, Tần Lâm đứng bên nghe mà cũng vui. Từ trước đến nay đều khó ai phản kháng được mê lực của đồng tiền, trong cái xã hội hiện thực ham vật chất này, có tiền thì bạn là ông chủ lớn. Còn không có thì phải chịu luồn cúi. Mã Húc cảm thán, nghèo thì đi trên đường không ai thèm hỏi thăm, giàu mà ở sâu trong núi cũng có người đến hỏi, lúc trước khi mình gặp khó khăn, đâu có người bạn bè nào giúp đỡ đâu, bây giờ ăn nên làm ra lại xưng huynh gọi đệ, đám nữ sinh cũng bắt đầu liếc mắt đưa tình. Mã Húc phất tay, vô cùng tùy ý mà nói. Yên tâm đi, tôi nhất định không quên mọi người đâu, hôm nay mọi người cứ ăn uống thả phanh đi, tôi bao. Có điều lúc này Tần Lâm hơi lo, Mã Húc thật thà, tốt bụng lại hơi kiêu ngạo, nhưng dù sao cũng là con người, người nào có tiền mà chẳng muốn huênh hoang một chút. Nhưng nếu như không biết khiêm tốn thì chẳng mấy mà gặp họa. Hay, anh Mã hào phóng quá, đi thôi, mau vào trong rồi nói chuyện tiếp. Đúng vậy, anh Mã mau đi thôi, cậu đi trước đi. Mấy người không có mắt à, dẹp đường cho anh Mã đi. Mọi người đi sau lưng Mã Húc. Ai ai cũng vui vẻ hớn hở, nếu như lúc này Mã Húc nói giúp bọn họ chút thì cả đời sau bọn họ không cần phấn đấu nữa. Chuyện này ai chẳng quan tâm, bởi vì Mã Húc lợi hại quá, khiến bọn họ ngưỡng mộ vô cùng. Sau khi bọn họ vào trong phòng riêng của khách sạn, cũng có không ít người đến, khoảng 30 người ngồi kín phòng riêng. Một người mặc đồ da, trông cả lơ phát phơ, đập chiếc chìa khóa BMW và điếu thuốc hoa hạ lên bàn, mặt kiêu ngạo nói. Ai ôi! Đây chẳng phải Tiểu Mã sao, đến châm thuốc cho anh đây, nhiều năm như vậy không biết cậu đi đâu rồi. Mã Húc cười nói. Cậu đang nói chuyện với tôi à Lý Cương? Lý Cương cười như không cười mà nói.
Vậy thì tôi nói chuyện với ai chứ? Sao vậy, cậu bây giờ không nhận ra cả anh Cương đây à? Mặc đẹp đấy, nhưng thực sự nghĩ mình là ông chủ lớn hả? Mau lên, tôi nghiện thuốc, không phải tiểu mã châm thuốc, tôi hút sẽ bị ho. Ông chủ, đây là chìa khóa của anh. Lúc này bảo vệ chạy vào đưa chìa khóa xe cho Mã Húc, mặt Lý Cương biến sắc, ở đây có không ít bạn học nam hiểu rõ về xe, sắc mặt bọn họ cũng thay đổi. Đây chẳng phải, chìa khóa xe Rolls Royce sao? Mẹ kiếp, thật hay giả vậy, đây có phải chìa khóa xe Rolls Royce thật không? Mã Húc ăn nên làm ra rồi à? Không phải chứ, Mã Húc là người thế nào chẳng nhẽ tôi không biết, mới thế mà đã lái được cả Rolls Royce à, không thể nào. Họp lớp thôi mà, Mã Húc chẳng phải chỉ cần thuê một chiếc để giả bộ sao? Tôi nghĩ cũng có khả năng này, đúng là buồn cười, một chiếc xe cả chục triệu. Mã Húc mới hai mươi mấy tuổi sao lái được, tôi không tin. Cậu đừng nói nữa, cũng có khả năng mà, nhỡ may người ta gặp may, trúng sổ số 5 triệu thì sao? Ha ha ha, bạn học trong phòng cười phá lên. Lý Cương cười khẩy nói, trong lời nói đầy vẻ khinh bỉ, dù sao bọn họ không tin Mã Húc có thể mua được Rolls Royce. Dễ thế lắm, tiểu mã lái Rolls Royce đến, thật không vậy? Chắc là thuê đấy, ha ha ha, mọi người đến tụ họp. Cậu thuê Rolls Royce đến để họp lớp, buồn cười thật, đều là bạn học chơi từ nhỏ đến giờ, bọn tôi lại chẳng biết thừa. Mã Húc cười nói, cũng không nổi giận, lúc trước khi đi học Lý Cương cũng thường bắt nạt anh, bây giờ cuối cùng cũng được nở mày nở mặt, trong lòng cũng khá sảng khoái. Tôi không thích nghe mấy câu này đâu, Cương tử, thời thế thay đổi, chẳng ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Chẳng nhẽ cậu không hiểu đạo lý này sao? Cương tử, mẹ kiếp! Cậu dám gọi tôi Cương tử? Sắc mặt Lý Cương trầm xuống, lập tức nổi giận, Cương tử là để cậu gọi à? Lúc trước câu nào câu nấy anh Cương, bây giờ lại gọi tôi là Cương tử. Mã Húc nghiêm túc nói. Đây là giấy tờ xe, có tên tôi trên đấy, của tôi là của tôi, không phải thì không phải, tôi cũng chẳng cần khoe khoang làm gì, tôi chỉ muốn nói cho mấy người biết, chỉ cần nỗ lực, ai cũng lái được Rolls Royce. Lý Cương vốn muốn nổi giận. Nhưng nhìn thấy giấy tờ xe Rolls Royce mà Mã Húc vừa lấy ra, sắc mặt lập tức thay đổi, mọi người xung quanh đều xì xào bàn tán, xem ra hôm nay Mã Húc đến có chuẩn bị nha. Lý Cương biết mình không chọc nổi loại người lái Rolls Royce, mặc dù mọi người đều là bạn học, nhưng những năm nay Mã Húc xảy ra chuyện gì, hắn cũng không rõ. Đúng vậy, Lý Cương, đừng trông mặt mà bắt hình dong, bây giờ anh Mã khác trước lắm. Lái được Rolls Royce có thể diện hơn BMW Mercedes-Benz nhiều. Cậu nói đúng không Cương tử? Đúng là vận mệnh mà, anh Mã bây giờ lái được Rolls Royce thì chính là biểu tượng của thân phận rồi, mang theo cả tài xế kia. Nhiều người chỉ vào Tần Lâm mà nói. Tài xế cũng đến góp vui sao, mau đi ra đi, đây không có chỗ của anh đâu. Sắc mặt Lý Cương trầm xuống, hắn không dây nổi Mã Húc nhưng chẳng nhẽ tài xế lại không dây nổi. Anh ấy không phải tài xế, đây là bạn tôi, Cương tử. Mọi người có ý kiến gì có thể nói với tôi sẽ giải thích đến cùng. Lời Mã Húc khiến Lý Cương mất hết mặt mũi, mẹ kiếp, ngay cả tài xế cũng không cho chửi, có điều Lý Cương không dám khó chịu với Mã Húc, ít nhất không thể đắc tội với anh. Có điều Lý Cương đã ghi hận trong lòng, tên này càng ngày càng khinh người, ngay cả ông đây cũng khinh, không biết lấy đâu ra con Rolls Royce để khoe khoang. Có người xông ra giảng hòa nói, mọi người đều là bạn học. Ai đến cũng là bạn bè, nào ngồi đi. Lý Cương cười gượng, có điều mất hết mặt mũi rồi, lần này họp lớp còn định cưa hai bạn học nữ, dù sao con gái đến tuổi 18 liền thay đổi, biết đâu có bạn nữ nào trổ mã, trở nên xinh đẹp như hoa, bây giờ hắn cũng được coi là có chút thành tựu, vừa tốt nghiệp không bao lâu đã lái được BMW, đây đâu phải điều người thường so được, ít nhất với bạn bè đồng trang lứa cũng được coi là hơn người. Mọi người đến đủ rồi chứ? Tôi không đến muộn chứ. Một anh thanh niên mặc đồ tôn trung sơn màu đen, híp mắt nói, chậm rãi bước vào, bên cạnh anh ta có một cô gái thân hình thon thả, cánh tay bám chặt vào anh thanh niên kia. Cô gái ấy chính là Hàn Tiểu Mỹ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 50.